hẳn là đi. Vậy cục trưởng ra mặt nhỏ lay động lắc đầu một cái, lại thở dài một cái, nói, bất quá, chúng ta là kiến thức rộng, có thể đáng tiếc là những người vô tội này sao? Vậy hình trinh chi đội đội trưởng nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, hung hăng hít một hơi thuốc lá, tức giận nói, nghe nói Liêu bí thư đi tỉnh mời vào bên trong trợ thủ, nghe nói là cái loại đó có võ công nhân vật lợi hại, đến lúc đó, bọn họ nhất định có thể cho những người vô tội này báo thù. Nhưng vào lúc này, một tên cảnh sát viên dẫn Liêu Hoa các người đi tới. Cục trưởng, Liêu bí thư tới. Liêu bí thư, ngài tới rồi. Thành Dương cục công an huyện cục trưởng vội vàng nghênh đón. Tình huống thế nào, là nó sao? Liêu Hoa đi đường mệt nhọc, nhưng không lo được nhiều như vậy. Ừ, không ra ngoài dữ liệu hẳn là. Ai, chính ngài xem đi. Cảnh sát cục kia cục trưởng nhường ra, Liêu Hoa lập tức là gặp được trong sân cảnh tượng. Trong nháy mắt, Liêu Hoa trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Cái này đáng chết xúc sinh, hắn không nhìn được tức giận tức miệng mắng to. Đây cũng là 4-5 cái sống sờ sờ sinh mất mạng, hơn nữa, vẫn là có nhiều như vậy đứa bé à. Nông thôn người tuổi trẻ, tráng niên phần lớn đều là đi ra ngoài vụ công, cho nên, trừ cụ già, chính là đứa bé nhiều nhất. Các người xem canh kỹ hiện trường, ta đi gọi điện thoại. Rồi sau đó liền gặp sắc mặt nghiêm túc móc điện thoại ra nói. Rất nhanh, Trần Phi bên kia trước nhất là nhận được Trần Phi điện thoại. Mà lúc này, hắn đúng lúc là giúp Lâm Linh rửa chén. Lão công, người điện thoại, Bùi Huyền Tình như vậy hắn điện thoại đi vào phòng bếp. Ừ, chú ý tới điện tới biểu hiện lại là Liêu Hoa, Trần Phi hơi ngẩn ra, một bên đưa tay đón qua điện thoại, vừa hướng trước mẹ hắn Lâm Linh nói, mụ. Ta đi nhận cú điện thoại. Ừ, đi đi, tựa hồ chú ý tới Trần Phi khác thường, Lâm Linh ngớ ngẩn, buông chén đũa xuống, nói chú ý an toàn. Lần này nếu đổi lại là Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, cười nói, mụ, yên tâm đi, trước tiên ở trên trái đất này không người có thể nguy hiểm đến ta. Dĩ nhiên, trừ lão nhân ra ngài cái này Thái Hoàng Thái Hậu. Đi, nói bậy nói bạ chút gì đâu, tìm đánh đúng không là. Lâm Linh sắc mặt đỏ một cái. Không nhịn được lật liếc mắt nói. Còn Thái Hoàng Thái Hậu, nàng già như vậy sao? Này, Liêu bí thư, bên kia, Trần Phi đi tới phòng khách, tiếp thông điện thoại. Trần tiên sinh xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi, bất quá. Không biết bây giờ ngươi có rảnh rỗi tới Ngũ Phong Sơn một chuyến sao? Điện thoại bên trong, Liêu Hoa truyền tới xin lỗi thanh âm. Nhưng lộ vẻ được có chút gấp vội vã. Ngũ Phong Sơn. Vừa nghe danh tự này Trần Phi không nhịn được lần nữa ngẩn người một chút. Ngũ Phong Sơn, đó không phải là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên chỗ ở sao? Hắn còn nói ngày mai đi nhìn một chút không, làm sao, bây giờ tối nay liền xảy ra vấn đề. Ừ, đúng vậy, ngay tại Ngũ Phong Sơn, buổi chiều ta và ngươi nói thế nào chuyện, quái vật kia lại đi ra làm ác. Lần này là Ngũ Phong Sơn hạ, một hộ thôn dân nhà, trên dưới 4-5 miệng chết hết, bị hút cạn máu. Còn có đứa bé, ai? Đứa bé. Trần Phi trong mắt hiện ra nhàn nhạt hàn mang. Cùng ta 10 phút, ta lập tức đến. Rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi mở miệng nói. Tốt lắm, Trần tiên sinh ngươi đến bên này cho ta gọi điện thoại. Bây giờ xảy ra chuyện khu vực đã bị vây, người bất kỳ đều không thể đi lại. Ngài tới rồi, ta lập tức tới đón ngươi. Liêu Hoa vừa nghe vui mừng quá đổi, liền vội vàng gật đầu nói. Ừ. Trần Phi đáp một tiếng, cúp điện thoại. Nhi tử chuyện gì xảy ra? Lâm Linh lúc này vừa vặn từ trong phòng bếp rửa chén đi ra, thấy tình cảnh này, tò mò hỏi. Ngũ Phong Sơn bên kia không biết từ đâu xuất hiện liền một cái mao cương, làm sằng làm bậy không nói, còn giết không ít người. Ngày hôm nay tựa hồ lại có một hộ vô tội thôn dân tao ương, cả nhà trên dưới, lão già trẻ thiếu đều bị hút cạn máu. Trần Phi có chút tức giận nói. Cái gì? Lâm Linh nghe vậy cũng là thất kinh, rồi sau đó không nhìn được trên mặt hiện ra từ cho giận, nói, đây cũng quá ác độc chứ. Bọn họ là muốn tìm ngươi hỗ trợ, có thể có biện pháp thu thập vậy đáng giận đồ sao. Như vậy xem mạng người như cỏ rác, đơn giản là quá ghê tởm. Mao cương, lợi hại sao, lục dực ma cương, vẫn là tử đồng thi cương. Nếu không phải ta và ngươi cùng đi. Bùi Huyền Tình cũng là không nhịn được hỏi. Không như vậy khoa trương. Muốn thật là ngươi nói những thứ đó, sợ là chúng ta cái này huyện Thành Dương sẽ không có.
Ta phỏng đoán hẳn là cấp thấp nhất cái loại đó phổ thông cương thi chứ. Ta đi xem, người muốn đi hãy cùng ta cùng đi. Trần Phi không nhịn được khắp trán mồ hôi. Vô luận là lục dực ma cương, vẫn là tử đồng thi cương, vậy cũng là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 trở xuống đại danh đỉnh đỉnh chủ nhân, muốn thật là chúng, đừng nói là nho nhỏ này huyện Thành Dương, chỉ sợ cũng coi là cả Hoa Hạ cũng được chơi xong. Bất quá, trên trái đất đâu có thể nào sẽ có loại đồ vật này, đó không phải là khôi hài sao? Là căn bản chuyện không thể nào. À, cấp thấp nhất phổ thông cương thi. Vậy coi như đi, chính ngươi đi đi, ta ở nhà bồi bồi mụ. Bùi Uyển Tình nghe lời này một cái kia còn có cái gì hứng thú, vội vàng đảo trong mắt một vòng, nói. Ngươi à, Trần Phi không buồn cười ở nàng trên ót xoa xoa, lúc này mới xoay người hướng một bên Lâm Linh nói, mụ, vậy ta liền trước đi ra cửa. Đi 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 đi, nhớ, vật kia như thế đáng ghét, nhất định phải đem nó thu thập hết, vì dân trừ hại, biết không? Lâm Linh nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trần Phi đứng thẳng eo bản. Lúc này mới thần sắc bình tĩnh đi ra cửa. Đừng xem hắn ở nhà trước mặt người cười hì hì, có thể trên thực tế, hắn tâm tình nhưng không tốt lắm. Bởi vì vậy mà nói, mới vừa mở linh trí Mao Cương cũng sẽ không có dự mưu giết người. Trừ phi, là có người ở sau lưng điều khiển nó. Ở ta Trần Phi trên địa bàn như thế ngang ngược, cũng được, sẽ để cho ta xem kết quả một chút là đường nào nghiêu quỷ xà thần chứ. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng, thân thể, trực tiếp là phóng lên cao, bay về phía vậy Ngũ Phong Sơn phương hướng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Ngũ Phong Sơn dưới chân. Vậy gặp được vậy ở dưới đêm tối đặc biệt là bắt mắt xe cảnh sát đèn xe. Trần Phi hướng bên kia đi tới, đồng thời bấm Liêu Hoa điện thoại. Liêu Bí Thư, là ta, Trần Phi. Ừ, ta đến, ngươi đi ra tiếp ta đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên kia, Liêu Hoa mượn được Trần Phi điện thoại vui mừng quá đổi. Sau khi cúp điện thoại, liền gặp hắn hướng bên cạnh cục công an huyện cục trưởng ngưng túc nói, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, đi đón người. Liêu Bí Thư là người mời người tới giúp đến. Cục công an huyện cục trưởng Tần Bân nghe được Liêu Hoa nghe điện thoại lúc nói, không khỏi mở miệng nói, Liêu Bí Thư nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ. Như vậy cũng coi là tỏ vẻ tôn kính. Vậy được đi, đi. Lấy Liêu Hoa thân phận ngược lại cũng không cần phải theo một cái cục công an huyện cục trưởng khách khí, trực tiếp là gật đầu một cái. Rồi sau đó lập tức gặp bọn họ ngồi xe cảnh sát xuống núi. Ngũ Phong Sơn cũng chỉ là cái ngọn núi nhỏ, cho dù là không lái xe, cũng chính là chừng 10 phút chuyện. Lái xe nói, thời gian đảo mắt xe đã đến bọn họ bót cảnh sát kéo tuyến phong tỏa vị trí. Đến dưới chân núi, tiền thị trưởng các người cũng là lớn lớn thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tiền thị trưởng nhất định kiên trì xuống tiếp Tần Lam bằng hữu, chứ muốn bày tỏ một chút đối với cao nhân tôn kính, thật ra thì còn một nguyên nhân khác chính là trên núi âm u kinh khủng hơi thở chân thực đè được trong lòng hắn hoảng hề hề, cả người khó chịu. Hôm nay đến dưới chân núi, cuối cùng là thấu một cái khí. Liêu Bí Thư ta ở nơi này, gặp Liêu Bí Thư cùng người xuống xe, Trần Phi giơ giơ lên tay, nói. Trần tiên sinh, Liêu Bí Thư lập tức là cung kính nghênh đón. Liêu Bí Thư, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Tần Bân Tần cục trưởng dĩ nhiên là lập tức liền ngây ngẩn. Hắn nguyên lấy là Liêu Bí Thư mời người tới giúp, nhất định là trước có tiếng gió tiết lộ ra ngoài sở công an tỉnh người, nhưng bây giờ. Lại không nghĩ rằng người này lại là một mao đầu tuổi trẻ. Tần Bân Tần cục trưởng chân mày không nhịn được nhíu lại, trong lòng âm thầm oán trách Liêu Bí Thư đây là thế nào. Hồ đồ sao? Tối nay chuyện này nhiều quỷ dị, nhiều không giống tầm thường, Liêu Bí Thư cũng không phải không biết. Như vậy chuyện, không phải Trần Phi vậy nhìn như vậy non nớt tiểu nhất thế hệ có thể mù trộn. Đây không phải là hồ nháo sao? Nhưng lập tức liền trong lòng tràn đầy như vậy rất nhiều bất mãn, ngại vì Liêu Hoa huyện A Bí Thư thân phận, hắn vẫn là không có dám biểu hiện ra, chỉ có thể trầm giọng nói, Liêu Bí Thư, vị này là ngươi mời người tới giúp. Nhất là Phùng cục trưởng vốn là đối với Tần Lam có chút bất mãn, gặp làm nửa ngày nàng mời tới bằng hữu lại vẫn là một mao đầu tuổi trẻ, trong lòng lại càng phát bất mãn, trầm mặt nói Tần Lam đồng chí, chẳng lẽ hắn chính là ngươi mời tới đại sư sao? Lúc nói chuyện, Tần cục trưởng cố ý tăng thêm người giúp hai chữ. Còn có nhất là ở cái đuôi kia âm phía trên, lại là dương rất cao, kéo rất dài.
Giọng nói kia, người vừa nghe đến cũng biết hắn là đang giễu cợt, nghi ngờ Trần Phi. Mà Liêu Hoa có thể phối hợp đến huyện ấy bí thư vị trí, dĩ nhiên không ngốc, lập tức liền nghe được Tần Bân cái này câu hỏi ý trong lời nói, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong lòng căm tức. Tần Bân ngươi hỏi như vậy là ý gì? Ngươi là đang chất vấn ta? Chỉ gặp hắn một khắc sau chính là nhìn Tần Bân lạnh lùng nói. Thái độ đều có chút không khách khí. Không phải, Liêu bí thư ngài đừng hiểu lầm. Là ta lắm mồm, nên phạt, ngài đừng để trong lòng. Gặp Liêu Hoa phản ứng lớn như vậy, vậy Tần Bân Tần cục trưởng cũng là trong lòng một cái lộp bộp, bà tai làm bộ ở trên mặt gọi, cười theo hối hận nói. Được mà, Liêu bí thư tìm người nào tới theo hắn có dám quan hệ. Hắn vẫn là trung thực bao ở mình cái miệng này đi. Hừ, Liêu Hoa thấy vậy lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tướng vậy Tần Bân hất ra, cung kính hướng Trần Phi nói. Trần tiên sinh, người không hiểu chuyện, không biết ngài thân phận và lợi hại, ngài đừng để trong lòng. Đa tạ ngài trễ như vậy có thể tới, nếu không trước hết đi án phát đất xem một chút đi. Gặp Liêu Hoa Liêu bí thư lại là đối với Trần Phi cái này mao đầu tuổi trẻ như vậy tôn kính, vậy Tần Bân Tần cục trưởng sắc mặt ngẩn ra, mồ hôi lạnh trên trán đi theo cũng là bá 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 xuất xuống, thay đổi sợ hãi bất an. Hắn không ngốc, rõ ràng hơn Liêu Hoa Liêu bí thư cũng là không ngốc, cho nên cái này mao đầu tuổi trẻ có thể để cho Liêu bí thư cũng tôn kính đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng được, đối phương bối cảnh hoặc là thực lực sẽ hùng hậu tới trình độ nào. Dù sao tuyệt không phải hắn Tần Bân có thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, Tần Bân Tần cục trưởng không khỏi đầu đầy mồ hôi hướng Trần Phi giải thích, cái này, vị tiên sinh này, mới vừa rồi ta lời kia không có gì khác ý nghĩa, ngài đừng nghi ngờ. Ngại quá, ta cái miệng này là có chút phá, không thu lại được miệng. Ngài đại nhân có đại lượng, thật sự là thật ngại quá. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, cũng không cảm giác được một câu nói này có cái gì, nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời đêm yên tĩnh trong, đột nhiên là vang lên máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn sang. Những người khác nghe được thanh âm kia sau cũng là ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới bầu trời đêm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp dưới bầu trời đêm. Đang có số lượng quân dụng máy bay trực thăng hướng bánh bao núi bay tới. Trần tiên sinh, ta mới vừa rồi vậy đồng thời thông báo cho phó chủ nhiệm. Đây cũng là bọn họ sở công an tỉnh người tới. Liêu Hoa ở một bên nói. Sở công an tỉnh, một bên vậy Tần Bân Tần cục trưởng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác Liêu bí thư đây mới là tìm tới người thật thà. Nếu không, luôn không khả năng là thật để cho vậy mao đầu tuổi trẻ nhúng tay chuyện này chứ. Nói như vậy, ai có thể yên tâm à? Mà nhưng vào lúc này, tiếp theo phát sinh chuyện lại là làm hắn kiên định ý nghĩ trong lòng, cùng lập tức bị giật mình. Hu hu máy bay trực thăng cánh quạt cấp tốc nổ ran, cách mặt đất ít nhất là có chừng 10 mét cao. Có thể chính là nhưng vào lúc này, vậy máy bay trực thăng cửa lại là rắc rắc mở ra. Cả người màu đen ăn mặc phó bác văn phó chủ nhiệm xuất hiện ở cửa khoang kia, rồi sau đó trực tiếp là nhảy một cái xuống, như chim ưng vậy lao xuống. Xoay người ở giữa, người ảnh chính là phịch một tiếng vững vàng rơi xuống đất. Lộ vẻ được dị thường thiêu vẩy, đẹp trai, cường hãn. Sát theo một chiếc kia chiếc máy bay trực thăng lục tục hạ xuống cao độ, từng đạo bóng người cũng là tiếp liền nhảy xuống cửa khoang, hai chân rơi trên mặt đất phát ra liên tiếp chuỗi phịch. Phịch, phịch, thanh âm. T, cái này, Tần Bân Tần cục trưởng. Kể cả những cái kia bầy tuyến phong tỏa bót cảnh sát cái này ngay tức thì ánh mắt đều là nhìn thẳng, tất cả đều mãnh hít một hơi khí lạnh, dọa thật to giật mình. Cái này, những người này lai lịch gì? Làm sao người người đều như vậy nhiêu bức, như vậy dọa người, như vậy lợi hại? Là ngươi. Mà vào lúc này, vậy phó bác văn phó chủ nhiệm vậy hiển nhiên là phát hiện Trần, không nhịn được ánh mắt lạnh lùng khều một cái, hơi giễu cợt nói, xem ra ngươi là ngươi không nghe vào ta buổi chiều nói. Cũng được, không để cho ngươi gặp hôm nay bao cao đất nhiều dày, ngươi vậy thì không cách nào ý thức được, bản thân có biết bao rốt nát. Chủ nhiệm, hắn người nào? Phó bác văn sau lưng, có người một mặt ngạo khí lạnh lùng mở miệng nói. Cũng là cổ võ giả, bất quá nhưng là cái ếch ngồi đáy giếng. Thôi, do hắn đi. Phó bác văn bình thản nói, lắc đầu một cái, tựa hồ lại nữa chuẩn bị Trần Phi. Có thể vậy một mặt kiêu ngạo người nghe vậy lại tựa hồ như không chuẩn bị bỏ qua. Chỉ gặp hắn lạnh lùng quét Trần Phi một cái, đi tới trước, dùng ngón tay ở Trần Phi ngực ngang ngược đâm đâm,
châm chọc nói, khoa trưởng chúng ta tâm tính thiện lương, không cùng ngươi so đo, có thể lão tử cũng không phải người như vậy. Nói cho ngươi, đàng hoàng cút một bên mang đi, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân, nếu không, tin không tin lão tử bây giờ liền thu thập ngươi. Phó chủ nhiệm có thể hay không quản tốt người ngươi, ngươi có ý gì, thấy tình cảnh này vậy Liêu Hoa Liêu bí thư sắc mặt biến, mặt âm trầm, giận như vậy quát to. Vậy Phó Bác Văn nghe vậy thấy vậy cũng có chút khẽ cau mày, nhìn về phía thủ hạ mình, nhàn nhạt nói, chiến xe chạy, đây là đang bên ngoài, không phải ở đội chúng ta bên trong, giữ chút quy củ, thu liếm chút. Đừng quên đội trưởng cũng ở đây. Bị vậy Phó Bác Văn gọi chi là chiến xa thủ lĩnh ám sát, ban đầu vẫn là một mặt vẻ xem thường, có thể sau đó, làm hắn nghe gặp Phó Bác Văn trong miệng đội trưởng hai chữ, không khỏi hơi biến sắc mặt. Sau đó liền gặp hắn lạnh lùng hướng về phía Trần Phi nhìn một cái, nói, thằng nhóc, nhớ lão tử lời nói mới rồi, nếu không. Phịch, vừa nói, vậy chiến xa lần nữa dùng ngón tay đâm đâm Trần Phi ngực, có thể lần này, một cái tay nhưng trực tiếp là tướng tay hắn chỉ bắt được. Ngươi cùng ai gọi lão tử? Trần Phi ánh mắt bình thản nhìn người nọ, hơi dùng sức, tiếng rắc rắc, tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp là phá vỡ bầu trời đêm ở mọi người trong lỗ tai lộ vẻ được đặc biệt là rõ ràng. Phịch, tướng vậy ngón tay người rất miễn cưỡng bóp gãy, Trần Phi lại một chân đem đạp lộn mèo trên đất, phụ nửa mình dưới tới, lấy tay ở vậy đối phương tràn đầy thống khổ gương mặt vỗ lên một cái, nhàn nhạt nói, thứ nhất, muốn thu thập ta, phải, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó, thứ hai, miệng không sạch sẽ, ta cảm thấy hẳn giúp ngươi tắm một cái. Lại là phịch một tiếng, hung hăng một cái tát, vậy chiến xa miệng đầy máu theo liền chảy xuống, à, liền liền kêu thảm thiết. Trên đất đau được thẳng lăn lộn. Thấy tình cảnh này vậy Phó Bác Văn cuối cùng là bừng tỉnh, sắc mặt biến, phẫn nộ. Ngươi muốn tìm cái chết. Hắn ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi, người phía sau, cũng là lập tức vây lại, mắt lom lom tướng Trần Phi vây. Trong không khí, ngay tức thì tràn ngập lưỡi đao vậy đối nghịch nghiêm nghị. Phó chủ nhiệm ngươi đây là đang làm gì? Mau dừng tay, ta để cho ngươi mau dừng tay. Liêu Bí Thư cũng là nóng nảy. Thần sắc hoảng hốt khuyên can, nhưng lúc này, Phó Bác Văn lại cũng không có thể nghe hắn. Dám động ta Phó Bác Văn người, xem ra, ngươi là muốn cùng ta sở công an tỉnh là địch. Chỉ gặp vậy Phó Bác Văn Lý cũng không để ý tới nữa Liêu Hoa, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi, thổ lộ trước ý định giết người. Ngươi là thứ gì, có thể thay biểu sở công an tỉnh? Trần Phi cau mày nói, cảm giác có chút phiền. Trước, Phó Bác Văn chết nhiều thủ hạ như vậy. Hắn còn có thể hơi hiểu hạ, nhưng bây giờ, mọi việc cũng phải có cái độ. Ngươi, ngươi rất giỏi. Vậy Phó Bác Văn tức giận sắc mặt dữ tợn, đôi mắt ửng đỏ. Sếp và hắn nói nhảm cái gì? Dám theo chúng ta ngành làm khó dễ, tiểu tạp chủng này cũng là ăn hùng tâm con báo. Sau lưng hắn một người thô bỉ mở miệng nói. Im miệng, có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng quát chói tai. Đội trưởng. Vừa nghe đến thanh âm kia Phó Bác Văn các người đều là sắc mặt đổi một cái, vọng hướng bầu trời, ánh mắt kinh nghi bất định nói. Một khắc sau, liền gặp đỉnh đầu bọn họ chiếc cuối cùng máy bay trực thăng bên trong khoang máy bay là đi ra một đạo vóc người gầy nhom bóng người, nhảy xuống trực tiếp là nhảy xuống, cau mày nói, cãi nhau làm gì? Không biết tối nay chúng ta tới là làm nghề gì không, còn thể thống gì? Ngươi, ngươi là, Lâm Nam Chi Hổ. Mà khi nhìn rõ sở vậy trên phi cơ trực thăng cái cuối cùng nhảy xuống người, Tần Bân Tần cục trưởng các người không nhận biết, có thể Liêu Hoa Liêu Bí Thư nhưng không nhịn được dọa cho giật mình, biến sắc nói. Bởi vì cái này nam tử không phải người khác, chính là bọn họ chiết giang sở công an tỉnh nào đó ngành mới đầu lĩnh mà, có Lâm Nam Chi Hổ danh xưng là nhân vật hung ác. Xong rồi, ngay trước Lâm Nam Chi Hổ mặt mà đem hắn ngành người phế đi, chuyện này thật lớn chuyện rồi. Cho dù là Trần Tiên Sinh trước có nói qua không sợ, nhưng mà, cái này sao có thể thật không sợ? Vậy dẫu sao là Lâm Nam Chi Hổ à? Cũng không phải là đùa giỡn. Đội trưởng không phải, ngươi xem, chiến xa bị thằng nhóc kia phế đi. Gặp Lâm Nam Chi Hổ xuất hiện, vậy Phó Bác Văn một bên giải thích, một bên hung hãn nói, không được, đội trưởng, chúng ta nhất định phải lấy gậy ông đập lưng ông. Thằng nhóc này lại dám xông lên chúng ta ngành người động thủ. Đơn giản là tự tìm cái chết. Cái gì, chiến xa bị người phế? Vậy vóc người gầy nhom Lâm Nam Chi Hổ chân mày chợt giật mình, lúc này mới chú ý tới trên đất vô cùng thê thảm chiến xa, không khỏi ánh mắt trầm xuống,
trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt ý định giết người. Hắn Lâm Nam Chi Hổ người cũng khó động, lá gan thật đúng là lớn sao, ha ha. Ai ra tay, rồi sau đó liền gặp mắt thần âm lãnh nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng hỏi. Không, không phải, Lâm đội trưởng, cái này thật ra thì chính là một hiểu lầm. Lưu Hoa Lưu Bí Thư đầu đầy mồ hôi, muốn đứng ra giảng hòa. Ha ha, hiểu lầm, Lâm Nam Chi Hổ, vốn tên là thật ra thì gọi là Lâm Nam. Chỉ gặp hắn cười lạnh tướng Lưu Hoa Lưu Bí Thư nói cắt đứt, bất cận nhân tình lạnh lùng nói, bất kể là ai, dám động ta Lâm Nam Chi Hổ người. Có lá gan đó, chẳng lẽ cũng chưa có đảm nhận hậu quả giác ngộ. Chiến xa bị người phế đi, đó là hắn kỹ không bằng người, không lời có thể nói. Nhưng hắn cuối cùng là ta Lâm Nam Chi Hổ thủ hạ binh, ta thay hắn muốn giao phó. Hắn nói như đinh chém sắt, lời nói ở giữa tràn đầy mạnh mẽ tự tin. Lâm đội trưởng, vậy Lưu Hoa Lưu Bí Thư đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, còn muốn tranh thủ một chút. Đủ rồi. Phó Bác Văn cậy mạnh, cười lạnh tướng vậy Lưu Bí Thư nói cắt đứt, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, khinh miệt, khinh thường nói, ta từng nói qua, có vài người chính là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Mà bây giờ ngươi mặc dù có năng lực phế chiến xa, có thể ở đội chúng ta dài trước mặt, trước ngươi uy phong đi đâu rồi? Làm sao không dám nói tiếp nữa? Nghe vậy, vậy Lâm Nam Chi Hổ khẽ cau mày, nhưng vẫn là không nói gì, chẳng qua là một khắc sau liền gặp hắn theo Phó Bác Văn ánh mắt, hướng Trần Phi nhìn, lại một giây kế tiếp, hắn ánh mắt trực tiếp là kinh hãi đột nhiên rụt một cái. Ngài, ngài là Tổng Giáo Quan, Lâm Nam Chi Hổ Lâm Nam trợn mắt hốc mồm, gần như đờ đẫn vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cái này cái khuôn mặt, 3 năm trước hắn từng gặp qua mấy lần, từ đó về sau, không bao giờ dám quên. Đã là thật sâu khắc ở hắn trong ý nghĩ. Cái này, đây không phải là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan, Trần Phi đại nhân sao? Đợi một chút, chẳng lẽ nói. Vậy Lâm Nam Chi Hổ không nhịn được cả người run run một cái, rồi sau đó trên mặt trực tiếp là hiện ra so với khóc còn khó coi thần sắc. Nên, chẳng lẽ hắn mới vừa nói người, liền chính là bọn họ phi báo Tổng Giáo Quan Trần Phi đại nhân chứ? Đừng xem hắn Lâm Nam Chi Hổ Lâm Nam bây giờ phối hợp tốt như vậy, danh hiệu cũng là kêu như vậy vang dội, có thể năm đó, hắn bất quá cũng chỉ là phi báo một tiểu tốt chốt. Không sai, cái này Lâm Nam Chi Hổ, chính là từ phi báo giải ngũ chuyển nghề trở về. Bây giờ gặp Trần Phi cái này năm đó ngành, siêu cấp đại lão, có thể không hoảng hốt sao? Còn nữa, hắn mới rồi có nói gì tới? Giao phó cái giám à? Tổng Giáo Quan làm việc, kia cần theo hắn cái này tiểu tốt chốt giao phó. Hắn bây giờ thật hận không được cho mình một cái tát à. Tổng Giáo Quan. Mọi người sững sốt một chút, tình huống gì? Mà vậy Phó Bác Văn cùng Lâm Nam Chi Hổ thủ hạ lại là mỗi một người đều có chút bối rối, không biết làm sao. Tổng Giáo Quan. Phó Bác Văn cơ hồ là run rẩy ở trong lòng lẩm bẩm hoàn cái từ này, rồi sau đó... Liền gặp hắn không nhịn được cả người run rẩy, ánh mắt gần như nhờ giúp đỡ nhìn về đỉnh đầu của hắn cấp trên Lâm Nam Chi Hổ. Tổng, Giáo Quan thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Mà ở đó một khắc sau, Lâm Nam Chi Hổ hoàn toàn là không thấy Phó Bác Văn ánh mắt, nhưng lại đồng dạng cũng là có chút không biết cái gọi là cúi đầu, có chút hết sức sợ sệt hướng Trần Phi nói. Bộ dáng kia, đơn giản là giống như Lưu Hoa Lưu Bí Thư mới vừa thấy hắn, giống nhau như đúc. Thậm chí vậy khủng hoảng, kinh hoàng thất thố các loại háo hức nhũ tạp, cũng còn là càng phong phú gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Tổng Giáo Quan, Lâm Nam Chi Hổ cũng phải gọi hắn là Tổng Giáo Quan. Cái này Trần Tiên Sinh kết quả là người nào hà? Bối cảnh này lai lịch, vậy quá kinh khủng một ít chứ? Vậy Lưu Hoa Lưu Bí Thư lúc này cũng có loại cả người ngây người như phong ý nghĩa, nhìn về Trần Phi ánh mắt đơn giản là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ cuối cùng là rõ ràng, tại sao hắn lão sư Hoàng Đào sẽ đối với Trần Phi Trần Tiên Sinh người này như vậy coi trọng, thậm chí là đều đến hắn Lưu Hoa không cách nào hiểu, bất chấp lý lẽ địa vị. Mà bây giờ, đáp án cuối cùng là hiểu. Nguyên lai hắn cái gọi là bất chấp lý lẽ, không cách nào hiểu, trên thực tế bất quá là hắn tầng thứ quá thấp, tiếp xúc không tới mà thôi. Có thể làm uy phong càng hơn hắn lão sư Hoàng Đào một bậc Lâm Nam Chi Hổ, cũng khiêm tốn, thất thố. Thậm chí là khủng hoảng đến như bây giờ vậy trình độ. Này chỉ có thể là đúng sao một chuyện. Trần Phi Trần Tiên Sinh như bức,
là hắn lưu hoa triệt để, khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút vui mừng hắn trước thật may đầu óc không khinh suất, làm hết thảy, đều là đúng. Vô luận Trần Phi Trần tiên sinh nhìn như nhiều năm nhẹ, bên ngoài biểu biết bao phổ thông, hắn cũng vẫn là xem ở hắn lão sư mặt mũi theo lời nói lên, dành cho đầy đủ tôn trọng và chỗ đứng. Mà bây giờ, hắn cuối cùng là biết. Vị này Trần Phi Trần tiên sinh, chỉ sợ là đứng ở hắn không cách nào tưởng tượng đỉnh cấp vị. Là siêu nghiêu bức đại lão cấp nhân vật. Ngươi là phi báo. Trần Phi thần tình lạnh lùng nhìn một cái vậy Lâm Nam chi hổ, thản nhiên nói, mặc dù là đi ra ngoài, nhưng vậy đừng cho phi báo mất mặt. Ngươi mới vừa rồi được là coi như là khá lắm rồi, biết sếp nên làm sao làm, nhưng là, thủ hạ ngươi những người này nên thật tốt sửa sang lại. Có lúc, không đầu óc người mình, so lại địch nhân nguy hiểm càng đáng sợ hơn, hiểu ý của ta không? Tổng giáo quan, gặp tổng giáo quan không suy nghĩ nhiều trách tội mình, vậy Lâm Nam chi hổ cái này trong lòng mới mặt tùng miệng lớn khí. Mà đây thấy tình cảnh như thế, tỉnh Chiết Giang bót cảnh sát hệ thống bên trong danh tiếng truyền kỳ đại lão Lâm Nam chi hổ, ở Trần Phi trước mặt lại là theo cái tân binh đản tử như nhau, một đám người không nhịn được ngây người như phỗng, sắc mặt đờ đẫn, cứng ngắc đáng sợ. Trách không được, trách không nỡ đánh từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ Trần Phi liền đối với Phó Bác Văn phía sau bọn họ ngành không để ở trong lòng, ban đầu mọi người còn lấy làm cho này là cuồng ngông, có thể bây giờ nhìn lại đâu. Cuồng là điên điểm, có thể Trần Phi là hoàn toàn có vậy tư cách, không phải sao. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ánh mắt hướng vậy Phó Bác Văn nhìn lại. Người sau ánh mắt ngay tức thì run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Trần, ta. Hắn không biết nên gọi Trần Phi cái gì, trong đầu hồ dán, trong đầu hỗn loạn, trong đầu hối hận, trong đầu kinh hoàng thất thố. Ở Phó Bác Văn khẩn trương thần sắc, Trần Phi thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, buổi chiều ngươi nói với ta nói, còn nhớ không? Ta, Phó Bác Văn miệng cũng đả kết, như tang thi nhóm, tay run lẩy bẩy, không nói ra được. Rõ ràng ếch ngồi đáy giếng, trời cao đất rộng những đạo lý này cũng là chuyện tốt mà. Nhưng ngươi lần sau dùng lại những đạo lý này dạy bảo người khác, không ngại trước hết nghĩ muốn mình. Ta trước nói ngươi là một phía tình nguyện suy đoán, ngươi không tin. Vậy bây giờ, ngươi tin sao? Nói xong, Trần Phi cũng không để ý đã là sâu vùi đầu, mang vô tận hối hận Phó Bác Văn, ánh mắt nhìn về có chút thấp thỏm Lâm Nam chi hổ Lâm Nam, nhàn nhạt nói, ngươi mang đi. Ngoài ra tùy tiện lưu người ở nơi này phối hợp thu thập tàn cuộc. Mao cương sự việc. Ta sẽ xử lý, không cần lo lắng. Vậy Lâm Nam chi hổ vội vàng gật đầu một cái, thần tình lạnh nhạt mang Phó Bác Văn các người rời đi. Có thể tưởng tượng được, đi qua lần này chuyện này, bọn họ vậy ngành là nên thật tốt ròng rã. Cũng là chút trong mắt không người hạng người, cho dù là có năng lực, có thực lực, cũng không gặp phải là chuyện gì tốt à. Ngày hôm nay chuyện này, cho hắn Lâm Nam chi hổ sống sờ sờ lên một giờ học. Mang ta đi xảy ra chuyện đất xem một chút đi, gặp Lâm Nam chi hổ mang người rời đi, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng bên người còn có chút ngây người như phỗng Liêu Hoa, Tần Bân đám người nói. Phải, là, Tần Bân ngươi nghe không, còn ngớ ra làm gì, lên đi lái xe à, mang Trần tiên sinh đi án phát đất nhìn một chút, Liêu Hoa ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói. À, nha, phải, Trần tiên sinh mời lên xe, Trần tiên sinh mời lên xe. Vậy Tần Bân Tần cục trưởng nghe vậy một người một ngựa, trực tiếp là hỏa tốc xông lên xe cảnh sát buồng lái, hết sức lo sợ, cung kính vạn phần nói. Làm trò đùa, mới vừa chính mắt thấy như vậy một chàng tuồng kịch, hắn nào còn dám phân nửa khinh thị Trần Phi bực này như bức đại lão nhân vật. Không tim đập rộn lên, không sợ cũng đã coi như là tốt đây. Trần Phi ngồi lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát gào thét lên Ngũ Phong Sơn. Ngũ Phong Sơn án phát địa điểm. Vậy nông gia tiểu viện, nguyệt hoa thủy ngân tả, ánh chiếu ra bất tỉnh trầm trầm đầy sân máu tươi dơ bẩn cảnh tượng. Lão già trẻ thiếu, khô đét thi thể ngổn ngang, làm Trần Phi thấy không ngừng cau mày. Đồ đáng chết, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, hiện ra nhàn nhạt hàn mang, sát theo liền gặp hắn ngồi chồm hổm xuống, ngón tay ở đó trên đất trong huyết dịch hơi dùng sức, xoa một khối tới tay lên. Trần tiên sinh ngài cẩn thận, huyết dịch kia thật giống như có độc. Thấy tình cảnh này vậy Tần Bân Tần cục trưởng không khỏi chặt bận bịu nhỏ giọng nhắc nhở. Ban đầu bọn họ cảnh vụ nhân viên cũng có giống nhau động tác, kết quả, nhưng cũng trúng độc,
rằng co rất lâu mới chữa khỏi. Không có chuyện gì, nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Hắn biết đối phương miệng trúng độc, bất quá cũng chỉ là mao cương trên mình từ mang thi khí. Người bình thường là không chịu nổi đồ chơi kia, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Đưa tay một cái. Phốc suy. Một đạo nhàn nhạt phù văn nguyền rủa ấn trực tiếp là tràn vào máu kia khối chính giữa. Trần Phi vậy ngón tay, sát theo cũng là lập tức toát ra màu xám trắng hào quang đi ra. Vậy hào quang trong, một đạo huyền diệu phù văn trôi lơ lửng trên không trung. Liêu Hoa, Tần Bân cùng với vậy huyện thành Dương Hình Trinh chi đội đội trưởng, thành viên, lúc này đều là giật mình, trợn mắt hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn. Liêu Bí Thư. Vậy, đó là cái gì? Tần Bân giống như là ngu như nhau, cả người hơi run rẩy, hướng bên cạnh Liêu Hoa hỏi. Có thể nào biết Liêu Hoa phản ứng so hắn cũng là được không đi nơi nào. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nguyên lai Trần Phi Trần Tiên Sinh còn có loại bản lãnh này. Hắn là trong TV nói những thần kia tiên, kỳ nhân sao? Đây cũng quá hù dọa người chứ. Liêu Hoa trong đầu đều là hoảng hốt cùng rung động khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, thật sự là khó mà bình tĩnh. Mà lúc này, hắn cuối cùng là có như vậy chút biết. Tại sao đường đường Lâm Nam Chi Hổ cũng được ngoan ngoãn gọi Trần Phi Trần Tiên Sinh một câu tổng giáo quan, thấy hắn hoàn toàn là theo cháu trai như nhau. Tại sao hắn lão sư Hoàng Đào cũng là thiếu chút nữa đem đối phương cũng làm là thần tiên, Bồ Tát tới cung. Tôn kính, cảnh vệ hơi quá đáng. Mà bây giờ xem ra, vậy cái gì quá đáng à? Người như vậy, nói khó nghe một chút, căn bản thì không phải là người. Vèo. Lúc này... Vậy chiếu lấp lánh phù ấn lại đột nhiên xông ra ngoài, lấy vô cùng độ nhanh không vào sân bên ngoài, vậy kéo dài hướng núi sâm chỗ sâu cỏ dại mọc tùm mộc lâm. Còn ở trong núi, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt lộ ra cười nhạt vẻ, nói, Liêu Bí Thư, có đi hay không xem. Mang người gặp cảnh đời. À, vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư nghe vậy kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị Trần Phi lời này liền làm được ra đầu tê dại. Bất quá rồi sau đó. Liền gặp hắn hung hăng cắn răng, nói, đi. Ta đây muốn xem xúc sinh kia, kết quả là lớn lên bộ dáng gì, là thứ gì. Ta cũng đi. Một bên, vậy Tần Bân Tần cục trưởng cũng là răng run rẩy, nói. Hắn bây giờ mặc dù sợ, nhưng vừa gặp Trần Phi đó hoàn toàn là trong lòng đã có dự tính diễn cảm, cũng là dứt khoát buông ra, muốn cùng đi xem, gặp cảnh đời. Tốt nhất có thể chính mắt thấy được vậy táng tận thiên lương đáng ghét xúc sinh đền tội. Để cho những cái kia người bị hại, những cái kia người vô tội, cửu tuyền dưới có giao phó. Vậy đi thôi, Trần Phi gật đầu một cái, đi ra sân, dọc theo cỏ dại mọc tùm rừng cây hướng trên núi đi tới. Vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư cùng với Tần Bân Tần cục trưởng lập tức là đi theo. Ở phía sau bọn họ, còn có chừng 10 cái cảnh sát viên. Từng cái thần sắc thấp thỏm bất an, đánh đèn pin. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền từ Ngũ Phong Sơn cái này một mặt lộn tới vậy một mặt, ở một mảnh cây cối vô cùng là rậm rạp ánh sáng u ám đất, Trần Phi dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng hướng một cái hướng khác quát lên. Cút ra đây! Tê! Hống! Dứt lời ở giữa, thì có hai luồng bụi đất lạnh lẽo bóng người từ vậy u ám chỗ bỏ ra, vậy là bất kể 3721. Liền hướng Trần Phi vọt tới, trong không khí mặt trực tiếp là nhấc lên hôi thối thịt sống gió. Làm người ta làm ác. Quái vật, đây chính là vậy cương thi. Liêu Bí Thư cũng coi là trải qua gió to sóng lớn người, có thể ở nơi này, lần đầu tiên bỗng nhiên chính mắt thấy được cương thi, vậy vẫn là không nhịn được bị sợ hết hồn, miệng cũng không lanh lẹ. Chỉ gặp quái vật kia cả người tái nhợt, giống như là người da thịt không có chút huyết sắc nào cái loại đó. Bất quá trên mình nhưng khoác một bộ rách dưới cổ xưa thời đại khôi giáp, giống như là hơn 100 năm trước thanh hát thời kỳ, giữ lại dài bím tóc, tay không, tấc rất nhiều dáng dấp móng tay có nhàn nhạt mực ánh sáng màu xanh lá cây, cho người cảm giác rất là dữ tợn, rất là đáng sợ. Không tệ, Liêu Bí Thư chính là đồ chơi này. Trước chính là đồ chơi này giết nhiều như vậy người vô tội, còn hút khô máu của bọn họ. Nhưng vì cái gì lại có thể sẽ có hai cái? Vậy Tần Bân Tần cục trưởng trước cùng cái này Mao Cương từng có đối mặt, cộng thêm bây giờ còn có Trần Phi ở đây, ngược lại cũng miễn cưỡng trấn định trụ, không hoảng. Bất quá trước không phải chỉ có một con sao, tại sao bây giờ lại biến thành hai cái? Trần Tiên Sinh cẩn thận,
Gặp vậy hai con quái vật hướng Trần Phi vào tới, vậy Tần Bân Tần cục trưởng theo bản năng khẩn trương nói. Phịch, có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng là có hai đạo không bắt mắt được mây tía từ trên trời hạ xuống, nhìn như nhẹ bóng, lại lạc ở đó hai cái mao cương trên mình, nhưng giống như là trăm trượng núi cao vậy nặng nề, trực tiếp là tướng vậy hai con quái vật trước sau đè sụp. Vững vàng dán trên đất, nhúc nhích không được. Vậy tựa hồ là bởi vì như vậy, vậy nguyên bản uy phong, dọa người hai cái mao cương, bây giờ vậy lập tức là đổi được rụt rè e sợ, thật giống như đặc biệt sợ dáng vẻ. Nó có thể không sợ sao? Thành tựu cấp bậc thấp nhất mao cương một trong, hai cái con này mao cương thực lực theo phẩm cấp nhiều nhất cũng chính là ở luyện khí tầng 6 loại trình độ đó, mà Trần Phi đâu? Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 hắn trước cũng là có thể giết chết. Nếu không phải hắn tận lực giữ lại tay, muốn ở hai cái con này mao cương trên mình tiếp tục tìm một chút đầu mối. Cái này hai rác dưới đồ, kia có thể đỡ nổi hắn tử tiêu khí à? Cái này thì đem bọn họ chế phục, mà ở thấy vậy trước tướng bọn họ làm được tiêu đầu khó khăn ngạch, hoàn toàn không thu thập được quái vật, ở Trần Phi trong tay như vậy tùy tiện liền bị chế phục. Vô luận là vậy Tần Bân Tần cục trưởng, hay hoặc là sau lưng hắn một vị kia vị chiến đấu hăng hái ở một đường cảnh sát viên, cũng không nhịn được huyệt thái dương hung hăng giật một cái, lại là cảm giác vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, lại là cảm giác rung động, thật là cảm giác có chút da đầu tê dại. Ưng ực vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lúc này mới dè đặt đi lên, nói Trần tiên sinh, tiếp theo, chúng ta nên xử lý như thế nào? Những thứ này mao cương đều là cấp thấp nhất, sẽ không có dự mưu chủ động người tập kích, cho nên, hẳn là có người là đi. Ta trước tra một chút xem, kết quả là người nào dám ở nơi này Bắc Sơn địa giới lên, như thế ngang ngược, lá gan vậy thật là thật lớn à. Hất tay một cái, một đạo linh khí trực tiếp là tràn vào vậy hai cái mao cương bên trong thân thể. Cái này hai đồ mặc dù linh trí nông cạn, nhưng cơ bản nhất trí nhớ hẳn vẫn là ở đây, chỉ cần xem trí nhớ kia, hết thảy không phải chân tướng rõ ràng. Ừ, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, Trần Phi con ngươi nhưng chợt ngưng ngưng. Ánh mắt hiện ra một cổ tử lãnh sắc. Tự tìm cái chết. Hắn một tiếng quát chói tai, vậy đè ở hai cái mao cương trên người tử tiêu khí trực tiếp là nặng đè xuống, sau đó bịch bịch hai tiếng. Hai cái mao cương trực tiếp là tan xương nát thịt, mặt đất vậy là theo chân xuất hiện một cái đường kính hơn 10 gạo hố to, lõm sâu đi xuống, vết nứt đầy vải. Tê! Cái này cái gì à? Vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư, Tần Bân Tần cục trưởng còn có một đám huyện thành dương cảnh sát viên kia gặp qua như thế kinh khủng thủ đoạn. Lúc này trong nháy mắt thiếu chút nữa cũng sợ xón đái, sắc mặt trắng bệch, da đầu tê dại, nhìn lẫn nhau, sắc mặt cứng ngắc, sợ hãi đáng sợ. Cái này hắn vẫn là người sao? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Liêu Bí Thư, nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Trần tiên sinh mời ngài nói, mời nói. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, vậy Liêu Bí Thư chỉ cảm thấy mình cả người thẳng tỏa khí lạnh, xem cũng không dám xem Trần Phi, chỉ dám cúi đầu, trong mắt không cách nào khắc chế lộ ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ, run rẩy nói. Người dẫn người trở về đi thôi, chuyện này có chút đặc thù, tiếp theo ta tới xử lý là được. Phải có người tìm ngươi phiền toái, hỏi tới, ngươi để cho Hoàng Đào hoặc là Triệu Chính Thành ra mặt một chút, liền nói là ta nói. Trần Phi mở miệng nói. Triệu Chính Thành, phải, ta biết Trần tiên sinh, Tần cục trưởng, chúng ta đi. Vừa nghe tên kia chữ, Liêu Hoa Liêu Bí Thư không nhịn được tròng mắt lại là hung hăng co giúp một cái. Triệu Chính Thành là ai? Đây chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang bây giờ người đứng đầu, siêu cấp, nhưng bây giờ ở Trần Phi Trần tiên sinh trong miệng lại có thể cũng phải cần phải cho hắn mặt mũi, có thể tùy ý làm Triệu Bí Thư vậy tầng thứ đại lão ra mặt. Liêu Bí Thư cả người run rẩy. Vội vàng mang Tần Bân Tần cục trưởng cùng với một đám cảnh sát viên xuống núi. Trần Phi Trần tiên sinh bây giờ đều lên tiếng, bọn họ nào dám nói một chữ không? Hơn nữa bây giờ nhìn chuyện này, vậy tựa hồ là xa không phải hắn cửa có thể tưởng tượng, không phải bọn họ những người bình thường này có thể tùy tiện mù trộn chứ. Nghĩ đến đây, Liêu Bí Thư các người xuống núi tốc độ đổi nhanh hơn, giống như là bay như nhau. Hy vọng các người còn không có làm gì chuyện ngu xuẩn tình, nếu không Thiên Vương lão tử, ta cũng phải làm cho ngươi đền mạng. Vèo. Liêu Hoa Liêu Bí Thư các người sau khi rời đi, Trần Phi diễn cảm lại là dữ tợn,
nhìn sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ẩn cư phương hướng lạnh lùng líu díu liền một tiếng, lại là tràn đầy sát ý. Rồi sau đó liền gặp hắn phóng lên cao, hướng vậy sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ẩn cư phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Ngũ Phong Sơn một bên kia, Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên ẩn cư bên trong tứ hợp viện. Một vị tóc hoa dâm lão bà ngồi xếp bằng dưới đất, trong miệng phụt ra phụt vô loang lổ linh khí, mặt không cảm giác, giống như là đang tu luyện. Nhưng để cho người kinh khủng là, có một cái toàn thân xanh sẫm rắn lớn lúc này lại bàn ở nàng chung quanh thân thể, bàn thành một đoàn. Mà ở đối diện hắn, đồng dạng là một vị tóc xám trắng gầy nhom ông già ngồi ở hàng rào trên tường, xa nhìn giống như là người mặc vào thanh vải ngựa quái, bông vải dày vải, mang cái mũ, tựa như cùng dân quốc thời đại trang phục. Mà ở hắn bên người, lại là thằng tắp để có ba cổ quan tài, âm trầm, làm người ta nhìn ra đầu lẫm nhiên. Cái gì? Phốc suy. Nhưng vào lúc này, lão giả kia lại đột nhiên hét lớn một tiếng, thân sắc biến đổi, một hớp nghịch huyết dâng trào, trực tiếp là cuồng phun ra. Một khắc sau, liền gặp hắn sắc mặt trực tiếp là trắng bệch, cả người hơi thở lạnh lẽo thấm thấm, tràn đầy yếu ớt cùng không có sức. Trương Tử Bạch, ngươi làm gì? Vậy tóc hoa dâm lão bà cũng là nói bừa cảnh giác, như bắn hoàng vậy nhảy dậy, tránh thoát vậy miệng nghịch huyết, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy tóc hoa dâm lão đầu. Mà lúc này, nàng dưới chân vậy cái mặc lục đại xà cũng là đứng lên, lưỡi rắn dài ói, tê tê kêu. Sâu thẳm giữ tợn con ngươi vững vàng phong tỏa ở vậy trên người lão giả. Ta vậy hai cái tiểu cương thi, bị người giết chết. Chỉ gặp vậy tóc hoa dâm ông già, cũng chính là lão bà trong miệng Trương Tử Bạch ánh mắt giữ tợn lau miệng, nhìn người trước mặt, tức giận xông lên, mặt đầy hiện đầy vặn vẹo, nói. Cái gì, vậy tóc hoa dâm lão bà nghe vậy mặt liền biến sắc. Cái này Trương Tử Bạch theo nàng như nhau đều là luyện khí tầng 7 tu sĩ, mà hắn vậy hai cái tiểu cương thi, nàng cũng biết, cho dù là tầm thường luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ, cũng là khó có thể đối phó chúng. Như muốn tiêu diệt, sợ rằng, chỉ có giống như bọn họ bực này luyện khí tầng 7 tu sĩ tự mình động thủ, mới có thể ung dung làm được. Người nào làm, nghĩ đến đây, vậy tóc hoa dâm lão bà liền không nhịn được vẻ mặt ngưng trọng nói. Chẳng lẽ là bên trong vậy lão già chết bầm, có người giúp tới? Không biết, nhưng ta vậy hai cái tiểu cương thi cơ hồ là cùng trong chốc lát chết. Luyện khí tầng 6 người tuyệt không có thể làm được, hẳn là lợi hại hơn người. Ai dám như thế không cho ta Trương Tử Bạch mặt mũi, diệt ta luyện thi. Vậy Trương Tử Bạch trước còn có thể khống chế ở tâm trạng, có thể sau đó, trực tiếp là cắn răng nghiến lợi nói xong câu nói kế tiếp. Sát khí đằng đằng. Tuy nói hai cái con này tiểu cương thi chẳng qua là hắn thành tựu dự bị luyện thi, nhưng cũng là mất hắn 20-30 năm tâm huyết, mà bây giờ, 20-30 năm tâm huyết mất giáo, hắn làm sao có thể không kêu la như sấm, không buồn giận vạn phần. Có phải hay không là lão đầu nhi kia tìm tới người giúp? Vậy tóc hoa dâm lão bà nhíu mày một cái, lạnh lùng nói. Ừ, đi vào xem. Vậy Trương Tử Bạch thở một hơi thật dài, trực tiếp là mặt nhăn nhó, cõng lên quan tài hướng trong tứ hợp viện kia mặt đi tới. Minh Đạo Xuyên cái này nông ra tứ hợp viện tương tự truyền thống địa chủ Đại Việt, tường cao xanh lá miếng ngói, màu đỏ loét cửa nhỏ, còn khảm trước cửa đinh. Chẳng qua là lúc này cái này bên trong tiểu viện nhưng là bị một đạo nông cạn màn hào quang hoàn toàn giữ lại. Đây là năm đó Trần Phi lúc rời đi, xin nhờ trận kinh không ở tứ hợp viện này bày ra trận pháp, miễn cưỡng có thể tính là nhân trận tầng 4, nếu có người chủ trì nói, nếu không phải là luyện khí tầng 9 tu sĩ đích thân tới, những người khác căn bản đừng nghĩ đánh vỡ. Mà ở đó màn hào quang trong, một đạo thân ảnh lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, thân ảnh kia không phải người khác. Chính là Trần Phi sư phụ, Minh Đạo Xuyên. Bất quá lúc này xem hắn dáng vẻ, nhưng giống như là tình huống không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hết sức yếu ớt, vậy hỗn loạn. Vì ngăn trở bên ngoài những người đó, hắn đã là liên tục không ngừng chủ trì trận pháp này vượt qua nửa tháng. Liên tục vượt qua nửa tháng không ăn không uống, hơn nữa còn cần phải hao phí linh khí chủ trì trận pháp, cho dù là lấy hắn hiện giờ luyện khí tầng 7 cảnh giới, vậy còn chưa miễn yếu ớt tới cực điểm. Đây nếu là lại chống đỡ nửa cái tháng, sợ rằng, hắn cũng là sẽ thật không chịu nổi. Lão già kia, người thật đúng là chịu đựng được, vừa đi vào tới, thấy đáng chết kia vỏ rùa đen, vậy Trương Tử Bạch trong lòng lửa liền không nhịn được càng tăng lên. Âm ngoan vô cùng mắng.
Vậy Minh Đạo Xuyên mở mắt ra, nhìn xem hắn, đi theo chính là lộ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng lại mỉm cười giễu cợt. Làm sao, yếu ớt thành như vậy, bị người cho sửa chữa. Ha ha, thật là sống nên. Ngươi, vậy Trương Tử Bạch tức giận thất khiếu bốc khói, kêu la như sấm, nhưng lại bị một bên tóc hoa dâm lão bà đưa tay ngăn lại. Chỉ gặp thanh âm giống như cú đêm như nhau, cả người hơi thở âm u kinh khủng, nhìn Minh Đạo Xuyên, nói. Minh Đạo Xuyên ngươi còn không có cân nhắc kỹ, chúng ta Bạch Xà giáo ý đồ bất quá chỉ là chẳng qua là ngươi vậy tu luyện công pháp, ngươi chỉ cần giao ra, vậy từ bây giờ về sau chúng ta liền là bạn. Thậm chí ta Bạch Xà giáo chủ cũng kim khẩu ngọc ngôn, nguyện ý cam kết cho ngươi một cái ân huệ, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ. Ngươi đừng quá không thức thời vụ. Thức thời vụ, ha ha, cái gì gọi là thức thời vụ? Các người Bạch Xà giáo vậy thật là đánh tốt tính toán. Ta công pháp tu luyện này giá bao nhiêu trị giá, người lấy là ta không biết sao. Minh Đạo Xuyên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, Trương Tử Bạch, hai chúng ta vậy coi là có hơn 50 năm giao tình chứ. Nhưng thật là mù mắt, ta tốt bụng cùng ngươi chia sẻ công pháp này lên sách, nào biết ngươi như thế lòng tham chưa đủ, bây giờ còn kể cả Bạch Xà giáo tới hại ta. Trương Tử Bạch, ngươi muốn công pháp kia thượng trung hạ toàn sách. Phải, ta bây giờ liền nói cho ngươi. Đừng suy nghĩ, đó là đang nằm mơ. Ta Minh Đạo Xuyên cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ lấy thêm đến một tia một chút nào, hiểu không? Hừ! Trương Tử Bạch trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, nhưng sát theo, lại bị tham lam cùng nổi nóng thay thế. Minh Đạo Xuyên, ngươi cũng biết hai chúng ta là hơn 50 năm giao tình, vậy ngươi đem công pháp kia thượng trung hạ toàn sách cũng cho ta, thì như thế nào? Đây rõ ràng là ngươi không đem ta Trương Tử Bạch làm bạn bè. Ta dựa vào cái gì còn muốn nhớ tới vậy tình xưa? Hắn cưỡng từ đoạt lý nói. Ngươi, lại có thể như vậy, vậy không cần nói nữa. Gặp mình năm 10 bạn cũ lâu năm như bây giờ không biết xấu hổ không muốn ra, vậy Minh Đạo Xuyên cũng là lạnh lùng nhắm mắt lại, không muốn nói thêm bảo. Minh Đạo Xuyên, ngươi muốn lại tiếp tục như vậy và chúng ta rằng con nữa. Ngươi hẳn rất rõ ràng, lại qua nhiều nhất nửa tháng, không có chút nào ăn uống ngươi nhất định là không chịu nổi. Đến lúc đó, ngươi còn không phải là chỉ có thể mặc cho bọn ta xẻ thịt. Có ý nghĩa gì? Vậy tóc hoa dâm lão bà ánh mắt âm ngoan nói. Mặc cho xẻ thịt, ha ha, yên tâm đi, muốn ta đến lúc đó thật không chịu nổi, ta sẽ trước thời hạn tự sát. Dù sao vậy sống lâu như vậy, sống đủ rồi. Minh Đạo Xuyên cười lạnh nói, nhắm hai mắt lại. Đây là, đột nhiên từ cửa truyền tới một tiếng chê cười, tự sát. Ha ha. Ngươi chắc chắn ngươi có bản lãnh kia sao? Ai? Trương Tử Bạch, tóc hoa dâm lão bà chợt cảnh giác, như bắn hoàng vậy nhảy dậy, toàn thân căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thậm chí vậy cái trước cũng đã là nhanh chóng mở ra quan tài bản, thả ra một cái cả người nhuộm nhàn nhạt màu xanh đen luyện thi, mặc trước khôi giáp, móng tay nhọn, hiệp dài, con ngươi tràn ngập tàn nhẫn u quang, hết sức trống rỗng, để cho người sợ. Trương Tử Bạch, Bạch bà, là ta. Chỉ gặp một người thi nhiên đi vào. Người này ăn mặc một bộ áo thun đen, đầu chọc, ánh mắt khói mù, cho người cảm giác giống như là rắn độc vậy, rất nguy hiểm, rất lạnh người dáng vẻ. Kinh khủng hơn là, giống vậy, ở trên cánh tay hắn lúc này cũng là quấn một cái bích lục rắn, đầu rất nhỏ, nhưng lại cho người cảm giác rất đáng sợ, giống như là tràn đầy kịch độc. Bất quá tóc hoa dâm lão bà thấy hắn nhưng là thần sắc vui mừng. Chợt hơi khom người, nói, hữu hộ pháp ngài làm sao tới. Nguyên lai cái này ông già không phải người khác, lại chính là bọn họ Bạch Xà giáo tả hữu hộ pháp một trong hữu hộ pháp, đường đường luyện khí tầng 8 cao thủ Thanh Xà Vương. Ha ha, vậy Bạch Xà giáo hữu hộ pháp Thanh Xà Vương chắp tay sau lưng, không trả lời tóc hoa dâm lão bà, cũng chính là Bạch bà vấn đề. Ngược lại là gặp hắn tự nhiên đi tới màn hào quang trước, một mặt cười nhạt nhìn Minh Đạo Xuyên. Nói, ngươi thật lấy là, ta Bạch Xà giáo liền không làm gì được ngươi cái này vỏ rùa đen. Hừ, Minh Đạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là vụng trộm nhưng càng cẩn thận. Ha ha, thấy tình cảnh này, vậy Thanh Xà Vương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một quyển rách dưới quyển trục trực tiếp là lóe lên ánh sáng trắng bay tới không trung. Minh Đạo Xuyên cũng còn chưa kịp phản ứng, vậy rách dưới quyển trục cũng đã là bắn ra một mảng lớn ánh sáng trắng, một giây kế tiếp. Vậy nguyên bản bảo vệ ở bên trong tứ hợp viện màn hào quang hoàn toàn vỡ vụn. Lại là lập tức liền hỏng mất, làm người ta đâm tay không đạt tới. Cái gì,
Minh Đạo Xuyên sắc mặt kinh biến đứng lên, một mặt kinh nghi. Trước, liền vậy luyện khí tầng 9 Bạch Xà giáo chủ đều không làm kích phá trận pháp này, có thể, nhưng bây giờ, kết quả này là tại sao? Làm sao biết? Ha ha, không hổ là giáo chủ trở về bí cảnh dọn tới bảo vật, thật là dễ xài à. Trương Tử Bạch, Bạch Bà, các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không ra tay bắt giữ hắn, nếu không phải là bổn hộ pháp tự mình xuất thủ không? Vậy Thanh Xà Vương đầu tiên là lầm bầm, rồi sau đó liền gặp mắt thần trực tiếp là rơi xuống Trương Tử Bạch cùng với Bạch Bà trên mình, lạnh lùng uy nghiêm nói. Bạch Bà đầu tiên kịp phản ứng, mặt đầy cười nhạt, điều khiển Mặc Lục Đại Xà dài tin nhập vào xuất ra, thử chính là hướng Minh Đạo Xuyên vây lại. Cười lạnh nói, Minh Đạo Xuyên, bây giờ bà lão ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì ngăn trở chúng ta. Vậy Trương Tử Bạch không lên tiếng. Có thể sau lưng hắn vậy luyện thi nhưng cũng là hướng Minh Đạo Xuyên ép tới. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thi khí, làm người ta muốn ói, làm người ta nôn mửa. Thấy tình cảnh này, Minh Đạo Xuyên trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lão đầu tử ta trở về, nhớ ta không, có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng cười phá vỡ bầu trời đêm tới, trực tiếp là làm mọi người cũng diễn cảm ngây ngẩn. Rồi sau đó không khí lập tức khẩn trương. Ai? Cút ra đây, vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương cả người toát ra khủng bố linh quang, bầy khắp tứ hợp viện, quát lạnh. Cái này, thanh âm này, khó khăn, chẳng lẽ là... Thằng nhóc kia, Minh Đạo Xuyên ánh mắt có chút run rẩy, khó tin, nói. Bất quá một khắc sau, một bóng người tự nhiên đi vào, trực tiếp là làm hắn ánh mắt đều có chút ươn ướt. Bởi vì người nọ không phải người khác, lại thật là vậy hắn biến mất hơn 3 năm học trò. Tên khốn kia thằng nhóc thúi, Trần Phi. Bất quá, rất nhanh vậy Minh Đạo Xuyên liền ý thức được không đúng, chỉ gặp mắt thần tuyệt vọng nhìn một cái vậy cả người tản ra khí tức kinh khủng Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, một bên cảm thụ cái này áp lực thật lớn, thở hổn hển, một bên sắc mặt khẩn trương cùng ngưng trọng hướng Trần Phi thúc giục, nói. Thằng nhóc con ngươi đi mau, đi được càng xa càng tốt, những người này quá mạnh mẽ. Ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi đi mau. Đi. Tại sao phải đi, bằng bọn họ, nhưng mà, Trần Phi nghe vậy nhưng không nhúc nhích tí nào, chẳng qua là nhàn nhạt cười, nói, sư phụ, yên tâm đi, ngày hôm nay có ta ở đây, không có việc gì. Cái này bình thản lời nói, cái này bình thản âm, nhưng là biểu dương hắn cường đại tự tin, cùng với hơi xâm nhiên nội tâm. Những người này, lại dám khi dễ đến hắn Trần Phi sư phụ trên đầu, không phải tự tìm cái chết, là cái gì? Sư phụ. Có thể nghe nói, Bạch Bà nhưng là bất tiết nhất cố cười, hướng về phía một mặt quấn quýt Minh Đạo Xuyên, tràn đầy châm chọc, Minh Đạo Xuyên, đây là ngươi đồ nhi. Không đúng, sư phụ không đầu óc, bây giờ nhìn lại đồ nhi cũng là giống nhau như đúc. Quả nhiên, không là người một nhà không vào một nhà cửa sao, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng nàng lại là không nhịn được ha ha cười như điên. Hôm nay có hắn ở đây, liền không có việc gì. Ha ha, người cái này tiểu kẻ ngu coi là kia căn thông kia cây tỏi. Lấy là mình là thứ gì à? Liền thật là không có đầu óc, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, thậm chí liền vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương lúc này đều là không nhịn cười được, ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn Trần Phi, bực này tiểu bối, như vậy không đầu óc, xem không hiểu cục diện, cũng là không người nào à? Ha ha, ha ha ha. Người tên khốn này thằng nhóc con nói bậy nói bạ chút gì? Đi mau, ta kêu ngươi đi mau. Mà vậy Minh Đạo Xuyên hiển nhiên lúc này cũng là không tín nhiệm Trần Phi mà nói, khẽ cắn răng, bước nhanh vào tới Trần Phi bên người, quát lên. Sư phụ, tin tưởng ta. Trần Phi bất đắc dĩ nói. Hắn năm đó lúc rời đi, cũng là còn chưa tới luyện khí tầng 7, có lẽ chính vì vậy, Minh Đạo Xuyên cũng không tin hắn hôm nay đã là có ngất trời thực lực chứ. Những thứ này rác dưới, cũng không tư cách làm hắn hôm nay. Ném khôi tháo giáp chạy trốn. Ngươi, cho dù là Minh Đạo Xuyên tính tình hết sức trầm ổn, bình tĩnh, lúc này cũng là không nhịn được lòng rối loạn, sắc mặt khó coi nói, ngươi có biết hay không hai người kia đều là luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, còn có người nọ, lại là luyện khí tầng 8 vô địch tồn tại. Ngươi nếu không chạy, liền không còn kịp rồi. Đi nhanh đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Lão đầu tử nói hết rồi, không cần chạy, hôm nay có ta ở đây. Ngươi xem những cá này tôm có thể tung lên sóng gió gì? Ha ha! Trần Phi nhàn nhạt cười lạnh cười. Nghe vậy,
vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương cùng với Bạch Bà, Trương Tử Bạch đều là hơi biến sắc mặt một chút đổi. Minh Đạo Xuyên, người đồ đệ này, nơi này là không phải có vấn đề gì. Trương Tử Bạch chỉ đầu mình, mặt đầy khói mù cùng giễu cợt nhìn Minh Đạo Xuyên nói. Ta, Minh Đạo Xuyên nghe vậy, không lời chống đỡ, chẳng qua là trong lòng và trên mặt vẻ lo lắng nhưng sâu hơn. Thằng nhóc này, bây giờ kết quả là thế nào, làm sao đầu óc đổi được như thế chăng mở mang trí tuệ. Nếu không chạy bọn họ hai thầy trò chính là thật ai cũng không chạy khỏi. Ha ha, chạy, thật đúng là ngây thơ à, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, hai ngươi, lấy cái gì tư cách chạy. Chỉ gặp vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương song thủ hoàn ôm ở ngực, tư thái cao cao tại thượng, giống như là vô cùng làm hãnh diện như vậy xuống thế vậy, lạnh lùng cười nói. Thấy tình cảnh này, vậy Minh Đạo Xuyên trên mặt hiện ra nhàn nhạt tuyệt vọng, lắc đầu một cái, ánh mắt chỉ có thể là xông ra một tia đoạn tuyệt thôi, xem ra hôm nay ta hai thầy trò chỉ có thể là chết chung mà. Người thằng nhóc thúi này, tại sao hết lần này tới lần khác lúc này trở về? Đương nhiên là đuổi thời gian tới dọn dẹp một chút cái này mấy con cá nhỏ tôm nhỏ. Bất quá thật may à, là đuổi kịp, nếu không. Trần Phi ánh mắt hiện ra vẻ uy nghiêm, muốn thật là trễ. Đối phương làm xảy ra điều gì làm hắn tiếc nuối chung sự việc phát sinh, sợ rằng, trên trái đất này liền phải là long trời lỡ đất. Hắn hôm nay, nếu là thật điên rồi, trên trái đất này, đừng nói là trước mắt cái này mấy con nho nhỏ rác dưới, coi như là bộ máy quốc gia, thậm chí là he đánh. Chỉ sợ cũng đều là không ngăn được hắn. Thật là càng nói càng lấy là mình là thứ gì, tìm chết đồ. Bạch Bà ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chỉ một cái. Dưới chân mặc lục đại xà trực tiếp là dương thẳng người, lưỡi rắn dài ói, phát ra làm người da đầu tê dại tiếng lách tách, như lợi kiếm vậy xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Phi. Đáng chết, cẩn thận, Minh Đạo Xuyên thấy vậy mặt liền biến sắc, vội vàng ngăn ở Trần Phi trước mặt, dương tay một cái, quyền trưởng bây giờ trực tiếp là hiện ra kinh người linh khí, vô cùng là cương mãnh, đụng vào vậy mặc lục đại xà trên mình. Phốc suy. Hai người lực lượng tại ngày đó không chung có chút giao hội, nhưng thật giống như là bất phân thắng phụ, rằng có ở đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ bằng ngươi trạng thái bây giờ, cũng muốn và ta đánh, có phải hay không quá nằm mơ. Chỉ gặp Bạch Bà trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ nổi nóng, hắn rút ra một bản lá bùa, nghênh gió thoáng một cái. Cái này hoàng nhám lá bùa lại vô căn cứ tự cháy, hóa thành một cái bóng rổ vậy lớn nhỏ linh khí quang cầu. Rơi xuống vậy mặc lục đại xà trên đầu. Nhất thời, người sau giống như là nổi điên vậy, kịch liệt giãy giụa thân thể, sắt thép vậy thối độc đuôi trông hướng Minh Đạo Xuyên hung hăng đập tới. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Xong rồi, cảm nhận được mãnh liệt chèn ép lực tấn công tới, lại thêm chi thân thể yếu ớt, Minh Đạo Xuyên mặt liền biến sắc, trực tiếp là tuyệt vọng đứng lên. Bởi vì vậy mặc lục đại xà cái này nhất vĩ ba, hắn đã là không tránh được, mà nếu là không tránh được, một khi bị đánh trúng, vậy tất nhiên là trọng thương, thậm chí tan xương nát thịt kết quả. Bạch Bà, dừng tay. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương lại đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo linh quang trực tiếp là chắn vậy mặc lục đại xà trước. Hữu hộ pháp, ngài đây là... Bạch Bà ngây ngẩn, hỏi. Đừng quên chúng ta mục đích. Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương bình tĩnh nhìn nàng một cái. Lại nhìn hướng một mặt sống sót sau tai nạn Minh Đạo Xuyên, nhàn nhạt nói, Minh Đạo Xuyên, ta bây giờ ở cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn. Giao ra vậy tu luyện công pháp toàn sách, ta thả ngươi hai thầy trò, hoặc là, các người hai thầy trò ai cũng chớ đi. Làm sao chọn, bây giờ, nói cho ta cái câu trả lời đi. Nói đến đây, cho dù là vậy Thanh Xà Vương thân là luyện khí tầng 8 cao thủ, cũng là không nhịn được ánh mắt nổi lên không ức chế được vẻ tham lam. Minh Đạo Xuyên trong tay vậy tu luyện công pháp, cho dù là chỉ có lên sách, có thể ở bọn họ Bạch Xà giáo giáo chủ giám định hạ, cũng là tối thiểu vậy cũng là trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ tu luyện công pháp, đó là bực nào khái niệm. Bực này cao cấp tu luyện công pháp, rơi vào Minh Đạo Xuyên bực này trong tay người, vậy đơn giản là phí của trời. Nếu như bọn họ Bạch Xà giáo có thể đem đạt được, há chẳng phải là như hổ thêm cánh. Phải biết cho dù là bọn họ cự linh bí cảnh, giống như là trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ tu luyện công pháp loại này chí bảo, vậy cũng là số lượng có hạn, thậm chí ít chi lại càng ít. Mà bây giờ, bọn họ lại có thể ở linh khí này cằn cỗi trên trái đất tìm được, vậy thật là vui mừng ngoài ý muốn à.
ha ha, ha ha ha. Được, đồ ta cho các người. Các người chớ làm tổn thương học trò ta. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên thở một hơi thật dài, mặc dù cảm giác được vô cùng nín thở, nhưng vẫn là khuất phục, cúi đầu xuống, nói. Nếu là bây giờ chỉ có hắn một người ở nơi này, hắn chỉ sợ là chết, vậy tuyệt sẽ không giao ra vậy tu luyện công pháp. Bởi vì đây là khí tiết, tôn nghiêm vấn đề, càng bởi vì đây là học trò hắn Trần Phi đưa hắn lễ vật. Nếu như liền học trò mình lễ vật cũng bảo vệ không tốt, hắn Minh Đạo Xuyên, còn có cái gì tư cách, làm sư phụ. Nhưng bây giờ, tình huống nhưng không giống nhau. Trần Phi ở nơi này, hắn không thể để cho học trò hắn chết tại đây. Rất tốt. Nghe vậy, vậy Thanh Xà Vương trên mặt cuối cùng là lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Rất là đắc ý. Bạch Bà cùng với Trương Tử Bạch cũng là như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hơn nữa vừa nghĩ tới vậy sắp có thể có được cao cấp, cực phẩm tu luyện công pháp, còn nữa, Bạch Xà giáo chủ đối với bọn họ hai người ban thưởng, bọn họ liền lại là không nhịn được kích động. Mặt mũi hồng hào. Có thể nhưng vào lúc này, một bên lại đột nhiên là có thanh âm chen vào, nói về, các người muốn lấy đi đồ ta, cũng không muốn hỏi một chút ta ý kiến. Nhất thời, vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, Bạch Bà, Trương Tử Bạch cùng người nụ cười trên mặt đều là cương ở trên mặt. Sát theo, vậy Thanh Xà Vương trực tiếp là lạnh lùng nhìn về Trần Phi, ánh mắt tràn đầy sát khí âm lãnh, nói tiểu tạp chủng, ngươi lặp lại lần nữa. Ở hắn xem ra, chỉ cần là người, ở thấy trước bọn họ thủ đoạn sau đó, cũng nhất định là sẽ hiểu lúc phụ, thậm chí, hù gần chết, nơm nớp lo sợ, trong lòng run sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại còn dám ra đây phá rối, có phải là thật hay không lấy là bọn họ không còn cách nào? Không dám giết người. Cùng lúc đó, Bạch Bà còn có Trương Tử Bạch cũng đều là ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về phía Trần Phi. Vậy giữ tợn khạc dài tin mặc lục đại xà, cùng với thối độc luyện thi, đều bắt đầu vô tình hay cố ý hướng Trần Phi đến gần. Ngươi cho ta im miệng, Minh Đạo Xuyên thấy vậy sắc mặt đại biến, mau kêu nói. Sư phụ, tin tưởng ta, đã nhiều năm như vậy, ta để cho ngươi thất vọng qua. Trần Phi nhìn sang, bình tĩnh mở miệng nói. Mà lần này, nghe vậy Minh Đạo Xuyên trên mặt rốt cục thì ngẩn người. Ánh mắt không nhìn được thật sâu rơi xuống Trần Phi trên mình. Khó khăn, chẳng lẽ, thằng nhóc này là thật có thực lực đối kháng Bạch Xà giáo luyện khí tầng 8 những người đó? Có thể, nhưng mà vậy dẫu sao là luyện khí tầng 8 à? Cái này thật có thể sao? Nghe vậy, Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương híp mắt nhìn Trần Phi, đánh giá. Một lúc sau, mới gặp thanh âm trầm thấp, nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi dũng khí đáng khen, nhưng là, ngươi thật lấy là hôm nay chàng diện này là ngươi có tư cách, có thể đứng ra ra mặt. Ta không muốn giết người, nhưng mà, ngươi vậy đừng lại ba lần khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không, hừ. Một tiếng hừ lạnh, bao hàm làm người ra đầu tê dại lạnh lẽo sát ý. Không có ai hoài nghi, nếu như Trần Phi lại tiếp tục, không biết cái gọi là, đi xuống. Cái này Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, có lẽ sẽ động thủ thật giết người. Đến lúc đó, còn muốn đổi ý, hết thảy liền đã muộn. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng là thản nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, không muốn giết người. Phải, bằng ngươi những lời này, coi là ngươi vận khí tốt, chờ lát nữa, ta lưu ngươi một mạng. Vận khí tốt, lưu ta một mạng. Thanh Xà Vương sững sốt một chút, dở khóc dở cười. Bởi vì cái này sợ rằng là hắn từ lúc sanh ra tới nay nghe qua nhất hoang đường nói. Hắn là ai? Hắn nhưng mà Bạch Xà giáo hữu hộ pháp, đường đường luyện khí tầng 8 cao thủ. Vô luận là thực lực, hoặc giả là thủ đoạn, ở trên trái đất này cũng sao nói là vô địch, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một tiểu tử chưa giáo máu đầu, nhưng nói muốn để cho hắn một mạng, đây không phải là buồn cười nhất, nhất hoang đường đùa giỡn, là cái gì? Ha ha. Hữu hộ pháp, ta xem tiểu tạp chủng này đầu óc là thật có chút không tỉnh táo. Bất quá, vậy thật là có chút chướng mắt. Bạch Bà đầu tiên là hụ 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 cười lớn, sau đó, nhưng ánh mắt dần dần lạnh xuống, giống như là đuổi con ruồi vậy hướng Trần Phi vẫy tay, nói, được rồi, mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phi nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói. Ngươi tiểu xúc sinh này là thật muốn. Tê, cái này, đây là cái gì? Bạch Bà nghe vậy sắc mặt trước vẫn là nổi nóng trước, âm hung hãn nhìn Trần Phi, coi như sau đó một khắc, nàng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.
Bởi vì cái này một giây đồng hồ, ngay tại cổ nàng phía trước, xì một tiếng, một đạo tím ngọn lửa màu đỏ vô căn cứ xanh thành, ngưng tụ thành một bàn tay, trực tiếp là tướng nàng cổ hung hăng bóp, tướng thân thể rất miễn cưỡng nhắc tới giữa không trung. Ta để cho ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phi vậy bình thản thanh âm lại lần nữa thanh âm, nhưng làm tại chỗ tất cả đều có chút không nhịn được khắp cả người phát rét. Ngươi, ngươi, ngươi. Vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại nhìn vọng vậy khóa lại Bạch Bà cổ ngọn lửa bàn tay, ừng ực nuốt nước miếng một cái, ánh mắt ngưng trọng dị thường đứng lên, hỏi, Linh, linh khí hóa hình. Ngươi là người nào? Linh khí hóa hình, nhất là như vậy, khủng bố, linh khí hóa hình, tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Thậm chí giống như là hắn như vậy luyện khí tầng 8 cao thủ, cũng không làm được, mà bây giờ đâu? Mà bây giờ Trần Phi nhưng làm được, hơn nữa còn là như vậy hời hợt, như vậy ổn định, cái này ý vị như thế nào? Trong nháy mắt, vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương trực tiếp là khắp cả người lông tơ dựng đứng, cảm giác được thật sâu bất an. Ngươi, ngươi mau buông ta ra. Bạch Bà lúc này đã là bị ngọn lửa bàn tay bóp mặt đầy, cổ đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi chăm chú nhìn Trần Phi, run rẩy nói. Lúc này nàng, vậy đã sớm không có trước mấy giây loại thời điểm uy phong. Làm một tên luyện khí tầng 7 tu sĩ, trọng yếu hơn chính là thành tựu, người trong cuộc, nàng lúc này đã là thiết thân, hoàn toàn cảm nhận được vậy tím ngọn lửa màu đỏ khủng bố, ở trong đó chập chờn tràn ngập uy năng, cho nàng cảm giác, đơn giản là hủy thiên diệt địa. Cho nên lúc này nàng thật là sắp điên rồi. Cái này, kết quả này là tại sao à? Tại sao cái này như vậy nam chí người lại sẽ có bực này hủy thiên diệt địa, đáng sợ lực lượng? Cái này, kết quả này là tại sao à? Thằng nhóc ngươi, mà ở thấy một màn này, vậy Minh Đạo Xuyên lúc này cũng có chút ngu. Làm một luyện khí tầng 7 tu sĩ, hắn bây giờ cũng coi là có chút nhãn lực kính nhi. Vậy tím ngọn lửa màu đỏ bàn tay hắn chỉ là liếc một cái, cũng có thể cảm nhận được thật sâu lòng rung động, thật sâu đáng sợ, thật sâu linh hồn run rẩy. Mà bây giờ, bực này đáng sợ thủ đoạn, lại là Trần Phi tiểu tử thúi kia lấy ra. Ngươi nghe không hiểu ta nói. Phịch, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng, ngọn lửa bàn tay dùng một chút lực, Bạch Bà cả người liền bị ấn vào trong ruộng, ùng ùng. Mặt đất xuất hiện một người hình hố sâu. Lại xem vậy trước còn rất châu Bạch Xà giáo Bạch Bà, lúc này sớm đã là bể đầu chảy máu, máu tươi đầm đìa, mặt đầy sợ hãi cùng vẻ hoảng sợ. Lời nói mới rồi, ta để cho ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có phải điếc hay không? Lúc này Trần Phi, mặt đầy lạnh lùng, giọng mặc dù là hời hợt nhẹ giọng nói, có thể vậy trong lời nói nhưng mang tới áp lực, mang tới uy hiếp, nhưng làm tại chỗ tất cả cũng cảm giác có chút nội tâm nổ mao, tay chân băng cảm giác lạnh. Tại sao cái này như vậy nam chí tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể như thế lợi hại, làm bọn họ sợ hãi như vậy? Bên phải, hữu hộ pháp cứu, cứu ta. Bạch Bà lúc này đã hoàn toàn là sợ hãi đứng lên, ngón tay muối tiêu, chỉ không ngừng run rẩy, chiến chiến nguy nguy lắp bắp nói. Nghe vậy, người Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương không nhịn được mặt biến sắc. Mặt đầy ngưng trọng. Tiểu, cái này, vị tiên sinh này, chuyện này là chúng ta có chút không đúng. Nếu không như vậy, người trước đem Bạch Bà thả rồi hãy nói. Tiểu tạp trùng, tiểu xúc sinh như vậy, hắn đã là không nói ra miệng, thậm chí không dám nói ra miệng. Mà lúc này, hắn chỉ có thể là ánh mắt lóe lên, thậm chí kiêng kỵ, tim hồi hộp nhìn Trần Phi, thận trọng nói. Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta đáp ứng thả ngươi một mạng, bất quá, ngươi tốt nhất đừng tự tìm chết, rõ ràng. Ngươi! Nghe vậy vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương mặt liền biến sắc, cặp mắt có chút hơi ửng đỏ. Bằng hữu, ta thừa nhận ngươi thực lực quả thật ra ý ta bên ngoài, có thể ngươi vậy đừng quên, thật muốn đấu, ta Bạch Xà giáo cũng không gặp được sợ. Ói, ói, vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương một mặt lãnh khốc nói. Có thể nhưng vào lúc này, xì một tiếng. Đồng dạng là một đạo tím ngọn lửa màu đỏ vô căn cứ xanh thành, ngưng tụ thành bàn tay. Tướng vậy Thanh Xà Vương cổ hung hăng bóp, một chút xíu, nhắc tới trong miệng. Cái loại đó sắp cảm giác hít thở không thông, trực tiếp là làm hắn không nhịn được vô cùng khó chịu ho khan, mặt đầy bịt màu mận chín. T. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là vậy Trương Tử Bạch, thậm chí Minh Đạo Xuyên, lúc này đều là không nhịn được ngay tức thì há to miệng, trợn mắt hốc mồm, chết nhìn chằm chằm vậy không còn sức đánh trả chút nào Thanh Xà Vương.
Muốn, phải biết đây chính là luyện khí tầng 8 cấp bậc siêu cường cao thủ à? Có thể hiện đang tại sao sẽ theo một con kiến như nhau hề yếu, không còn sức đánh trả chút nào, hắn, bọn họ đây là đang nằm mơ sao? T. Nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên nghĩ tới hí the thé tiếng. Chỉ gặp vậy một đạo xanh biếc vậy ánh sáng bay bắn ra, hướng Trần Phi thổ lộ ra dữ tợn răng nanh, hết sức đáng sợ, chính là vậy trước chiếm cứ ở Thanh Xà Vương trên người xanh biếc con rắn nhỏ. Thấy vậy, vậy bị ngọn lửa bàn tay bóp sắc mặt đỏ tím Thanh Xà Vương trong mắt giấy lên một chút hy vọng, một tia tàn nhẫn. Như bảo bối của hắn có thể thành công tập kích đến Trần Phi, vậy hắn tin chắc, người sau cho dù là lại uy phong, lợi hại hơn nữa, vậy được ngoan ngoãn trung thực ngã xuống. Hắn bảo bối này độc trong người, đừng nói là Trần Phi, cho dù là luyện khí tầng 9 cao thủ tới, vậy tuyệt đối là không chịu nổi. Hiển nhiên, hắn căn bản liền không cân nhắc qua, luyện khí tầng 9 tu sĩ, ở Trần Phi trước mặt, là thứ gì. Một khắc sau, vậy xanh biếc con rắn nhỏ rơi vào Trần Phi trên mình, hướng về phía Trần Phi cổ động mạch chính là hung hăng cắn, răng nhọn dữ tợn không vào trong đó. Thấy tình cảnh này, vậy Minh Đạo Xuyên ánh mắt không nhìn được kinh hãi rụt một cái. Thằng nhóc túi ngươi, hắn trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy thống khổ. Đáng chết, cái này tại sao liền không tránh thoát đâu. Ha ha, không tự lượng sức đồ. Vậy Thanh Xà Vương lúc này cũng là không nhìn được cười lạnh, giống như là quên mình bây giờ tình cảnh. Bất quá, ở hắn xem ra, vậy tựa hồ vậy không cần nhớ lại. Bởi vì ở hắn xem ra, bây giờ Trần Phi bị bảo bối của hắn cắn trúng cổ. Vậy là cơ thể con người yếu ớt nhất vị trí, cũng là nguy hiểm nhất vị trí một trong, nọc độc tiến vào thân thể, tiểu súc sinh này, nào còn có thể còn sống sót đạo lý. Có thể nhưng vào lúc này, vậy xanh biếc con rắn nhỏ, lại đột nhiên là từ Trần Phi trên cổ tuột xuống. Cái gì, thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt không nhịn được chợt rụt một cái. Cái gì, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, cái này không thể nào. Vậy Thanh Xà Vương lại là không nhìn được ánh mắt chợt ngưng động, trong mắt tâm trạng đi theo là bị không ngừng được trào hiện ra sợ hãi thay thế, rung giọng nói. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã là có thể cảm nhận được, hắn vậy bảo bối rắn độc, cư, thì đã là chết. Mạc, không giải thích được chết. Lại xem Trần Phi vậy trên cổ, lại nào có mới vừa bị rắn độc răng nhọn cắn qua dấu vết. Ngược lại thì vậy xanh biếc con rắn nhỏ răng khoang bên trong. Một hàng nguyên vốn phải là mịn, giữ tợn răng, lúc này lại hoàn toàn là thành nghiền, hơn nữa, còn có nồng nặc nám đen dấu vết, giống như là bị thiêu hủy qua vậy. Ngươi là quái vật sao? Vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương không nhìn được trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, cơ hồ hù được hồn phi phách tán. Giống như là mau ngu. Bởi vì hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, là, tại sao Trần Phi lại là có thể như vậy khủng bố? Hắn dựa vào thành danh rắn cưng chiều, lại có thể liền Trần Phi ra thịt cũng cắn không bể, cái này hắn vẫn là người sao? Cái này, đây quả thực là quái vật à? Quái vật, cũng vậy, ở trong mắt các ngươi, ta quả thật tương đối giống như là quái vật. Trần Phi đưa tay xoa xoa có chút ngứa một chút cổ, nhìn vậy mặt đầy sợ hãi Thanh Xà Vương, nhàn nhạt nói, ta nói, tha ngươi một mạng, nhưng chính ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta hả? Không, không. Vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương nghe vậy ngay tức thì cả người run lên, ánh mắt co rúc lại, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Rồi sau đó, hắn thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn há miệng cầu xin tha thứ. Có thể bóp cổ hắn lực lượng kia nhưng trực tiếp là để cho hắn không mở miệng được. Hắn càng giãy giụa, thì càng cảm thấy ngay cả hô hấp đều rất khó khăn. Vì vậy, hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Sợ hãi nhìn Trần Phi, hiện đầy đáng thương, hèn mọn cầu xin tha thứ vẻ. Nhưng mà, Trần Phi chẳng qua là bình thản nhìn hắn một cái, chính là làm ngọn lửa kia bàn tay hơi dùng sức, nhàn nhạt nói tạm biệt. Rắc rắc. Vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương, đường đường luyện khí tầng 8 cao thủ cổ trực tiếp là bị bẻ gãy. Đầu người chia lìa. Một khắc sau, hừng hực lửa cháy bừng bừng bốc cháy, tướng thi thể kia đốt thành cho tàn. Mà như vậy cảnh tượng. Trực tiếp là hoàn toàn rung động đến hiện trường mỗi một người. Cuối cùng làm vậy Bạch Xà giáo Thanh Xà Vương thân thể hoàn toàn cháy hết, mọi người giống như là ánh mắt một hoa, lại là mơ hồ gặp được một hư ảo bóng người, ở ngọn lửa kia trong thống khổ vùng vẫy. Cái này, đây là linh hồn,
Vậy từ đầu tới đuôi mắt thấy hết thảy, Trương Tử Bạch chân đều bị hù mềm nhũn, cả người run rẩy, một cổ cực độ áp lực kinh khủng gắt gao níu tim hắn, làm hắn sợ hãi tới cực điểm. Thấy vậy linh hồn, Trần Phi khẽ cau mày, rồi sau đó lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, tha cho ngươi một cái mạng, xuống đất phủ đi đi. Vung tay lên, ngọn lửa bị hắn thu về, vậy hư ảo bóng người mới lập tức nhanh chóng biến mất, dần dần không nhìn thấy không gặp. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Trương Tử Bạch, Bạch Bà các người càng bị hù được sợ hãi, da đầu tê dại, ánh mắt vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này, người này chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết sao? Cứ, lại có thể liền linh hồn cũng có thể chặn lưu lại, thậm chí giọng nói kia, vẫn có thể đem xóa bỏ. Có thể đem linh hồn người cũng xóa bỏ, kết quả này là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Phốc thông. Vậy Trương Tử Bạch trực tiếp là không chịu nổi, một tiếng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu, giống như điên cầu xin tha thứ cầu ngài không nên giết ta, cầu ngài không nên giết ta. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy, mình hình như là, chọc tới một cái vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại ác ma. Trên trái đất này, sao có thể là có bực này vô địch tồn tại? Cái này, đây là vì cái gì à? Thả ta, van cầu ngươi, thả ta. Ở thấy cái này quỷ thần khó lường, làm người ta run sợ tâm hàn một màn, vậy Trương Tử Bạch quỳ xuống đất không dám dừng lại dập đầu, chiến nguy nguy, mặt tái nhợt, điên cuồng cầu xin tha thứ, nào có trước vậy tham lam hình dáng. Mà lúc này hắn, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Phi mặt mũi dũng khí cũng không có. Sợ mình liếc mắt nhìn, kết quả chính là sẽ cùng Thanh Xà Vương như nhau, bị Trần Phi trực tiếp đốt thành cho bụi. Dẫu sao đây chính là Bạch Xà giáo uy chấn thiên hạ hữu hộ pháp, luyện khí tầng 8 cảnh giới Thanh Xà Vương, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một lời không hợp chính là bị đốt thành cho tàn, nhân vật như vậy, có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào, đơn giản là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có vậy lúc này còn bị Trần Phi khác một cái ngọn lửa bàn tay bóp cổ Bạch Bà, lúc này lại giống như là tuyệt vọng sau đó, nghĩ thông suốt, nhìn Trần Phi, một mặt ác độc cùng cười thảm nói. Thằng nhóc, người dám giết chúng ta Bạch Xà giáo hữu hộ pháp, ta Bạch Xà giáo, là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, xem thường, nói, loại hóa sắc này cũng có thể là các người cái gì đó Bạch Xà giáo hữu hộ pháp, người lấy là, ta biết sợ sao. Bạch Bà nghe vậy chợt cả người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rồi sau đó thật lâu mới lộ ra vẻ âm lãnh cười thảm vẻ. Nói, thằng nhóc, ngươi thật lấy là chúng ta Bạch Xà giáo là đơn giản như vậy. Nói cho ngươi đi, trên trái đất này, bất quá cũng chỉ là chúng ta Bạch Xà giáo chi nhánh mà thôi. Ha ha, đến lúc đó, cùng giáo chủ nhận được tin tức, báo lên cho Tổng Tông, phái tới vô địch bất thế cường giả, ta xem ngươi còn biết giống như bây giờ vậy tự tin, như vậy uy phong sao. Ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, cũng đừng làm cho bà lão ta chờ lâu. Ói! Âm lãnh cười thảm sau đó, Bạch Bà trực tiếp là cổ lệch một cái, bên trong thân thể linh khí một nổ, cả người đi theo liền trực tiếp là mất đi tiếng thở đứng lên. Làm vậy một bên Trương Tử Bạch cả người chợt run lên. Thả qua ta! Van cầu ngươi phát qua ta! Vậy Trương Tử Bạch óc không ngừng trên mặt đất gõ, vậy một khối mà đều là bầm đen, nhưng tần số theo tốc độ đều là không giảm, thậm chí, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Cho người cảm giác lại là hèn mọn, lại là đáng thương. Sư phụ, người này xử lý như thế nào? Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được nhìn về Minh Đạo Xuyên, hỏi. Hắn trước nghe được Minh Đạo Xuyên mà nói, biết người này là Minh Đạo Xuyên mấy chục năm bằng hữu, mặc dù bây giờ bất hòa, mặc dù hắn là cảm thấy người này đáng chết, nhưng tóm lại, còn phải nghe sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ý kiến nói sau. Minh Đạo Xuyên tha ta một mạng. Tha ta một mạng, cầu, van cầu ngươi, xem ở chúng ta mấy thập niên này giao tình cảm lên, tha ta một mạng, ta không muốn chết à. Vậy Trương Tử Bạch nghe vậy vội vàng, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, quỳ xuống Minh Đạo Xuyên trước mặt, một bên không cầm được dập đầu, một bên hèn mọn cầu xin tha thứ. Thấy tình cảnh này Minh Đạo Xuyên cũng nói không ra bên trong lòng mình kết quả là cái tư vị gì. Chỉ có thể nói là rất tái nhợt, rất phức tạp. Rất không biết làm sao. Ai? Hồi lâu sau đó,
gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, nói thả hắn một lần đi. Bất quá Trương Tử Bạch, từ bây giờ về sau, người hai ta giao tình, tình cảm chính là mất giáo. Phải phải, cảm ơn ngươi, tạ ơn đại nhân. Vậy Trương Tử Bạch nghe vậy đầy mặt mừng như điên, lại hướng Trần Phi điên cuồng dập đầu. Vậy cũng tốt, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá một khắc sau, liền gặp hắn búng ngón tay một cái, một đoàn màu đỏ tím liệt diễm vèo một tiếng bắt đầu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đóng dấu tiến vào vậy Trương Tử Bạch thiên linh cái chính giữa. Không, ngươi, không phải nói thả qua ta sao? Vậy Trương Tử Bạch chợt cả người run một cái, ánh mắt trắng bệch, sợ hãi, kinh hô. Nhưng rồi sau đó, hắn nhưng phát hiện mình hình như là bình yên vô sự. Lúc này bên tai vang lên Trần Phi thanh âm nhàn nhạt. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Như vậy đi, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi cái gì đó Bạch Xà giáo thay ta mang câu, liền nói là ta Trần Phi nói, 10 ngày sau, để cho vậy Bạch Xà giáo giáo chủ tự mình quỳ tới đây huyện Thành Dương nói xin lỗi, nếu không, ta tất đạp hắn sơn môn, diệt hắn một giáo. Nghe hiểu. Tất đạp hắn sơn môn, diệt hắn một giáo. Nghe vậy, Trương Tử Bạch cả người chợt run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run rẩy nói, Bạch Xà giáo giáo chủ đây chính là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn nghe nói, cái này Bạch Xà giáo là có cự linh bí cảnh bối cảnh, ngươi chắc chắn, muốn ta đi mang lời này. Nếu không ngươi lấy là ta sẽ cùng ngươi nói nhảm sao? Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một cái, nói. Được rồi, cút đi. Nhìn ngươi, thật là cảm giác có chút chướng mắt, một khắc sau liền gặp hắn phất phất tay, giống như đuổi một con ruồi. Vậy Trương Tử Bạch nghe vậy xoay người chạy, giống như là tên điên vậy. Liền vậy luyện thi lúc này cũng đã là bị hắn từ bỏ. Mà hắn vừa chạy, trong lòng lúc này vậy rốt cục thì hiện ra nồng nặc oán độc, cùng với âm lãnh sát ý, muốn cho Bạch Xà giáo chủ vội tới ngươi quỳ nói xin lỗi, a, à, ngươi cũng là thật lấy là mình là thứ gì. Thôi, như vậy cũng đúng lúc, tiểu xúc sinh ngươi sẽ chờ bị Bạch Xà giáo chủ tàn sát đi. Giống như là có cảm ứng cái gì. Vậy Minh Đạo Xuyên đột nhiên hối hận, nhìn Trần Phi nói, ai, cái này Trương Tử Bạch không nên lưu. Lấy hắn tính tình, lưu lại, chính là một gieo họa. Không có vấn đề, tên kia liền tên hề nhảy nhót cũng không tính, nhiều lắm là chỉ điểm nhỏ con kiến. Trần Phi bình tĩnh cười nói. Thằng nhóc ngươi, gặp Trần Phi giọng lớn như vậy, Minh Đạo Xuyên theo bản năng muốn khiển trách đôi câu, nhưng lúc này vừa vặn hắn dư quang khóe mắt liếc về Bạch Bà tự vận thi thể, ánh mắt run rẩy. Lúc này mới ý thức được bây giờ Trần Phi, hắn học trò, tựa hồ là có tư cách nói câu nói kia. Nhưng rồi sau đó, nghĩ tới trước Trần Phi thả ra hào ngôn, Minh Đạo Xuyên vẫn là khó mà bình tĩnh lại, lo lắng nói, ngươi chắc chắn thật muốn vậy Bạch Xà giáo chủ tới Thành Dương nói xin lỗi. Vậy Bạch Xà giáo chủ nhưng mà luyện khí tầng 9 đỉnh cấp nhân vật, nếu như đích thân tới, cái này hoa hạ cơ hồ không mấy người có thể ngăn được. Hi hi, sư phụ, nếu không như vậy. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Trần Phi nghe vậy, cười hắc hắc cười. Cái gì đánh cuộc? Minh Đạo Xuyên ngây ngẩn. Liền đánh cuộc cái gì đó Bạch Xà giáo chủ. Ta nếu không phải có thể để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão đầu tử ngươi tùy tiện đề ra yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng ngươi, nhưng nếu là ta làm được. Lão đầu tử ngươi cho ta giặt một tháng quần áo, kiểu nào? Trần Phi cười híp mắt nói. Khi còn bé, lão đầu tử này ngại giặt quần áo phiền toái, đều là một cổ não toàn ném hắn làm, không giặt còn không được, muốn phản kháng, muốn chống lại. Mỗi lần đến cuối cùng đều là đầu đầy túi. Nghĩ đến chuyện này mà, Trần Phi mỗi lần đều là không nhịn được, cắn răng nghiến lợi. Bất quá bây giờ trả thù cơ hội cuối cùng là tới, hi hi. Giặt, giặt quần áo. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên thiếu chút nữa không có bị mình một bãi nước miếng nghẹn chết. Hắn không nhịn được không nói, mắng chửi, người con thỏ nhỏ chết bầm này có phải hay không đầu óc đốt hồ đồ. Ta đang cùng ngươi nói tránh sự đây, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng. Hắn chân thực không nghĩ ra, thằng nhóc túi này, thằng nhóc con là thật một chút cũng không lo lắng. Vậy Bạch Xà giáo chủ dẫu sao nhưng mà luyện khí tầng 9 đỉnh cấp siêu kinh khủng tồn tại, thật nếu là rời núi đích thân tới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Là sẽ long trời lỡ đất, hủy diệt hết thảy. Yên rồi, lão đầu tử ngươi còn không biết ta. Phế vật kia dám đến, ta đánh què hắn chân. Ừ, hắn nếu là không có tới, ta trực tiếp đến cửa lấy giết chết hắn. Trần Phi cười ngửa đầu sờ cằm một cái,
giọng khoa trương dọa người. Ở trên trái đất này, thời xưa thiên địa linh khí chưa giống như bây giờ vậy cằn cỗi, khô kiệt thời điểm, chỉ sợ là thật tồn tại một cái lợi hại người tu chân văn minh, mà đây dạng, cũng là có thể hiểu tương tự với Tần Thủy Hoàng loại người này xuất thân. Chẳng qua là sau đó, trên trái đất này thiên địa linh khí suy giảm. Hoặc là nói sách sử, giả sử lên ghi lại chỉ sợ là thật. Tần Thủy Hoàng phái 100.000 tù nhân chặt đứt long mạch. Đến cuối cùng, trên trái đất này long mạch khí, sợ rằng tất cả đều là đến một mình hắn trên tay. Như vậy, cũng khó trách nói hắn bây giờ có thể như vậy đổi tay. Vậy chính vì vậy, cái gì đó cự linh bí cảnh, sợ rằng hơn phân nửa chính là vậy năm đó kéo dài hơi tàn người còn sống sót, hậu nhân của bọn họ thành lập chứ. Mà người như vậy chính giữa có thể ra nhân vật lợi hại gì? Đừng nói là Trần Phi không tin, coi như là tin, vậy thì như thế nào? Lấy hắn hiện nay thực lực, chẳng lẽ còn biết sợ sao? Còn như nói vậy trong cự linh bí cảnh có thể hay không có nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, Trần Phi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì thiên địa này giống như là ao cá, bọn họ người tu chân giống như là trong ao cá mặt cá. Người cảm thấy vừa vỡ cống nước bên trong vậy trời xanh đất dưỡng ra một cái cá mập. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn bây giờ là thật căn bản sẽ không sợ. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên không nhìn được ánh mắt run lên, kinh nghi nhìn Trần Phi, bởi vì lúc này Trần Phi giọng, thật là hoàn toàn là tướng vậy Bạch Xà giáo chủ làm là rác dưới mà đối đãi. Có thể hắn bây giờ thật là như thế lợi hại. Có thể đem vậy luyện khí tầng 9 đỉnh cấp Bạch Xà giáo chủ cũng làm là rác dưới đối đãi. Minh Đạo Xuyên trong lòng không tin. Trên thực tế, đây quả thật là quá khó khăn lấy để cho người tin, bởi vì quá khoa trương. Người bây giờ kết quả là đến trình độ nào? Hắn không nhịn được hỏi. Ta bây giờ vừa mới tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 không lâu, bất quá, chắc cũng là sắp đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong đi. Trần Phi một mặt mỉm cười. Giống như là, hiến bảo vậy, híp mắt nói. Đợi một chút chờ. Giải đồ chơi, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, đó là cái gì? Minh Đạo Xuyên nghe vậy không khỏi dần dần há to miệng, ánh mắt hiện ra rung động vẻ. Bực này cấp gọi, hắn có chút xa lạ, là lần đầu tiên nghe được. Có thể vậy trúc cơ cảnh, hắn nhưng là biết. Đây chính là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp sau truyền kỳ cảnh giới, không, không thể nào. Chẳng lẽ nói. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 chính là, như thế nói sao? Trần Phi hơi hí mắt ra, bản chư đầu ngón tay nói, luyện khí tầng 9 sư phụ ngươi biết chưa? Luyện khí tầng 9 phía sau chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1, sau đó sẽ là tầng 2, tầng 3. Minh Đạo Xuyên nghe vậy khóe miệng một hồi co quắp, há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Bót! Như vậy hồi lâu sau đó, mới gặp hắn đột nhiên một cái tát là rơi vào Trần Phi trên đầu. Mắng chửi, người thằng nhóc thúi này đổi như thế lợi hại, nói sớm à, hại ta mất công lo lắng một chàng. Sớm biết như vậy, ta lo lắng cái dám à. Trần Phi che đầu, một mặt không nói, buồn rầu. Vẻ mặt đưa đám. Ngươi không phải không hỏi ta chăng? Một hồi đùa giỡn sau đó, Trần Phi sự chú ý lại trở về Minh Đạo Xuyên vết thương trên người lên. Đầu tiên là gần phân nửa tháng không ăn không uống, bây giờ lại bởi vì vậy phá trận phù. Mà bị linh trận cắn trả, tổn thương càng thêm tổn thương, tóm lại nếu không phải bởi vì mình ban đầu càng hắn tu luyện công pháp đủ kỳ dị, nếu đổi lại là những người khác, bây giờ có thể đứng, cũng coi như là kỳ tích. Nghĩ đến đây, Trần Phi chính là đưa tay ở đó bên hông trên túi đựng đồ lau một cái, rồi sau đó một đạo ánh sáng lóe lên, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là, Minh Đạo Xuyên lại không nhìn được ngẩn người, vô căn cứ sinh vật. Cái này vậy là cái gì? Có như thế lợi hại. Túi đựng đồ, tu chân giới lặt vặt, ta cái này rất nhiều, sư phụ ngươi muốn chờ lát nữa ta cho ngươi cầm mấy cái. Trần Phi một bên giải thích, một bên từ đan dược kia trong nắm được một viên thuốc lấy ra. Sư phụ, ngươi đưa cái này ăn. Trần Phi tướng đan dược kia đưa cho Minh Đạo Xuyên. Cảm nhận được vậy đập vào mặt nồng nặc đan mùi thuốc, giống như là thấm vào lòng người vậy. Minh Đạo Xuyên con ngươi lại là kinh nghi nhanh tránh, tướng đan dược kia nhận lấy. Rồi sau đó ăn vào. À, có thể một giây kế, hắn bên trong thân thể lại là xông ra đau tê tâm liệt phế khổ, làm hắn kêu lên thảm thiết, dữ tợn, hiện đầy trên mặt. Sư phụ chịu đựng là tốt,
Nhưng vào lúc này một bên vang lên Trần Phi thanh âm. Cổ động nói. Nguyên lai đây cũng không phải bất ngờ, mà là Trần Phi cố ý tạo nên. Ta, à, đau, đau, tê. Vậy Minh Đạo Xuyên đau nhe răng tuét miệng, đau triệt cánh cửa lòng, nhưng dần dần, hắn vẫn là tới đính. Hơn nữa sau đó, từ trong cơ thể hắn lại sẽ là từ từ có một cổ trước đó chưa từng có lực lượng cường hãn. Đây là, ta đột phá. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Minh Đạo Xuyên dần dần là trên mặt hiện đầy mừng như điên. Không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Bởi vì cứ như vậy một hồi công phu, hắn lại là từ luyện khí tầng 7 một đường chọc thủng luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, luyện khí tầng 8. Cho đến đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, trong cơ thể hắn vậy gần như, điên cuồng, dược lực mới dần dần biến mất, vậy đau đớn vậy đi theo rút đi. Mà đây cùng kinh khủng biến hóa, có thể nói yêu dị tốc độ đột phá, làm sao có thể là làm Minh Đạo Xuyên cái này xài hơn 3 năm thời gian, đều còn ở luyện khí tầng 7 cảnh giới đi loanh quanh người không rung động, không sợ hãi gì, mừng như điên. Dẫu sao bực này hiệu quả, có phải hay không có chút quá phóng đại? Nếu là hắn sớm ăn đan dược này, kia sẽ còn bị Thanh Xà Vương các người đẩy vào vậy chờ tuyệt cảnh. Sớm nghênh ngang, phủi mông một cái chạy ra. Chẳng qua là đến luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, có thể ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng là không nhịn được khẽ nhíu mày một cái. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, hắn đan dược này, ít nhất là có thể làm Minh Đạo Xuyên đột phá tới luyện khí tầng 9, nhưng bây giờ, lại luyện khí tầng 8 đỉnh cấp liền thẻ chủ. Sư phụ cái này thiên phú tu luyện thật là có chút hỏng bét à. Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó cười nói, ta tự luyện nhóc, hiệu quả tạm được. Chính ngươi luyện, Minh Đạo Xuyên nghe vậy lại một lần nữa trợn to hai mắt, há to miệng, trợn mắt hốc mồm, mặt đầy đờ đẫn. Cái này, thật là chính ngươi luyện, hắn không nhịn được lắp bắp nói, mặt đầy đều là hoang đường, nằm mơ vẻ. Dẫu sao cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng à? Như thế lợi hại, như thế dược liệu đổi tai đan dược, Trần Phi lại còn nói là chính hắn luyện. Hơn nữa nhìn khẩu khí kia, khá tốt giống như rất coi thường dáng vẻ. Khóe miệng giật một cái này ngay tức thì Minh Đạo Xuyên chỉ cảm thấy mình có chút trong gió xốc xếch. Tê tê, hống, mà nhưng vào lúc này, một bên truyền đến tiếng gào thét. Trần Phi hai người ngẩn người. Nhưng phát hiện là vậy Trương Tử Bạch luyện thi bản năng muốn chạy trốn, nhưng bởi vì trí khôn quá thấp, không ra được. Nhất thời, Trần Phi trên mặt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm mỉm cười. Tới đây cho ta đi, vung tay lên, xì một tiếng, một đạo hỏa diễm bàn tay tướng vậy luyện thi ngang trời bắt tới. Người sau lập tức là bản năng sợ hãi dãy giụa, muốn cách xa Trần Phi cái này, quái vật. Nhưng mà, nó kia có thể còn có thể chạy. Phịch. Một hồi bụi mù nâng lên, vậy luyện thi bị trùng trùng ngã ở Trần Phi trước mặt. Ha ha! Trần Phi một cái chân tướng vậy luyện thi đạp trên đất, định thần nhìn xem, chính là lộ ra cười mỉa vẻ, 4-500 năm vật liệu lại có thể bị luyện không chịu được như vậy. Vậy thật là phục, quả nhiên à, trên trái đất những người này kia biết cái gì là luyện thi thuật. Cũng được, dù sao không có sao, làm cái tới vui đùa một chút. Làm cái tới vui đùa một chút. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên ngây ngẩn, không nhịn được hỏi, người muốn làm gì? Không việc gì, tùy tiện làm cái đồ chơi tới vui đùa một chút. Hai ngày sau, núi lớn lĩnh nam chỗ sâu, một tòa núp ở trong thung lũng cung điện dưới đất bên trong. Cái này cung điện dưới đất mặc dù phổ thông, nhưng mấy năm gần đây thời gian, chu vi mấy trăm dặm, thậm chí toàn bộ núi lớn lĩnh nam bên trong đều là đáp lời ngụy như bò cạp. Bởi vì đây chính là Bạch Xà giáo tổng đàn chỗ. Bạch Xà giáo, đây cũng không phải là cái gì thông thường giáo phái, mà là tất cả đều là do truyền thuyết kia ở giữa người tu đạo nơi khai sáng, thành viên chính thức cơ hồ tất cả đều là người tu đạo. Hơn nữa mấy năm này thời gian, bọn họ cũng không biết diệt nhiều ít cổ võ tông môn. Không người là một hợp địch, cho nên uy trấn núi lớn lĩnh nam, không người dám bất kính úy. Như vậy mà ngày nay, cái này Bạch Xà giáo bên trong không khí, lại tựa hồ như không được tốt. Cung điện dưới đất bên trong, chỗ sâu nhất khu vực, một tòa cung điện bên trong đứng thẳng một tôn mấy trượng cao, vô cùng dữ tợn rắn khổng lồ pho tượng. Vậy rắn khổng lồ trên người miếng vảy giống như là sấm văn vậy, trong bóng tối, hoảng hốt ở giữa đều tựa hồ có thể bắn tung tóe ra đùng đùng hào quang, lại là yêu dị, lại là đáng sợ. Mà lúc này, vậy rắn khổng lồ dưới pho tượng, từng vị hơi thở âm u,
hoặc là đỉnh đầu, hoặc là cánh tay, hoặc là giữa eo. Quấn vòng quanh các loại quỷ dị, dữ tợn, dọa người rắn độc ông già, đang ngồi quây quần một chỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giáo chủ, cứu hộ pháp lại chết như vậy, đây quả thực là hoàn toàn không đem chúng ta Bạch Xà giáo để trong mắt. Một vị mặt đầy hạt ban ông già âm u mở miệng nói. Không tệ, trên trái đất này coi là cái gì rác dưới địa phương, lại có người dám ở chúng ta Bạch Xà giáo trên đầu động thổ, thật là chán sống, nếu như truyền về đi, đơn giản là sẽ bị người nhạo báng. Một vị trưởng lão khác cũng là âm u nghiêm mặt, con ngươi lóe lên u quang nói. Ngoài ra còn có công pháp kia, phía trên đã đưa lời, tất giả lão tổ tự mình lên tiếng, công pháp này vô luận như thế nào, khinh thường bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được, đưa trở về. Xem ra vật này thậm chí so chúng ta trước nghĩ, còn không đơn giản sao. Có người tham lam vô cùng nói. Tất giả lão tổ. Nghe vậy, mọi người thần sắc rét một cái. Đây chính là bọn họ Bạch Xà giáo tổng đàn chân chính lớn một trong những nhân vật. Không nghĩ tới, liền lão nhân gia ông ta đều kinh động sao. Xem ra, cái này hay là thật đúng rồi không phải đồ à. Phải không? Lúc này, những người đó chính giữa, một vị nhất cho người cảm giác hơi thở khủng bố, âm u ông già, cuối cùng là chậm rãi lên tiếng. Người nọ không phải còn nhốt ở chúng ta Bạch Xà giáo. Dẫn tới, ta hỏi một chút. Hắn khô đét con người vòng vo chuyển, khàn khàn nói. Giáo chủ. Một người lập tức đứng dậy đi ra cung điện. Một lát sau, cả người buộc chặt mộc khóa trương tử bạch sắc mặt tái nhợt bị đeo lên tới. Giáo chủ đại nhân, ta chỉ là một truyền lời, và ta không quan hệ, van cầu ngài, đừng giết ta, đừng giết ta. Vừa lên tới, không chút cốt khí trương tử bạch trực tiếp là trước chiến sừng sững cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngày đó chuyện gì xảy ra. Cùng ta hỏi xong. Ngươi liền có thể lăn, biết không? Lão giả kia, cũng chính là Bạch Xà giáo chủ bình thản nói. Cho người cảm giác âm u. Phải, là ta cái này thì nói. Trương tử Bạch vội vàng tướng ngày đó phát sinh hết thảy cũng thuật lại một lần. Cái gì, ngươi nói thế nào người có thể linh khí hóa hình, hơn nữa đạt tới vô cùng tinh thâm trình độ, thậm chí thân xác còn mạnh hơn đến khoa trương, liền hữu hộ pháp rắn cưng chiều. Răng nhọn vậy cắn không mặc cổ hắn. Điều này sao có thể? Hữu hộ pháp ở chúng ta phân vào thực lực ít nhất là có thể đứng vào trước năm, hắn con rắn kia cưng chiều, cũng là hết sức đáng sợ, cắn không mặc cổ của người nọ, người đang nói đùa chứ? Người lấy là người nọ là hình người hung thú. Trong đại điện các ông già cười lạnh liên tục, nói. Hiển nhiên, Trương Tử Bạch nói, bọn họ căn bản cũng không tin. Hắn thật có người nói như thế lợi hại. Vậy người điểm này tu vi, là như thế nào sống sót? Vậy Bạch Xà giáo chủ khẽ cau mày, khàn khàn nói. Nghe vậy, Trương Tử Bạch trong mắt nổi lên nhàn nhạt khuất nhục cùng cừu hận ánh sáng. Hắn muốn ta tới cho các vị đại nhân nhắn lời. Trương Tử Bạch cúi thấp đầu. Nói cái gì? Hắn nói, muốn cho Bạch Xà giáo chủ ngài 10 ngày bên trong, đi thành phố Bắc Sơn huyện Thành Dương quỳ cho hắn nói xin lỗi, nếu không, hắn liền muốn tiêu diệt cái này Bạch Xà giáo. Trương Tử Bạch ánh mắt lạnh như băng, trong lòng hiện lên nồng nặc cười nhạt. Cái gì? Thằng nhóc khẩu khí thật là lớn. Ngay tức thì, bên trong cung điện trực tiếp là không khí nổ. Một hồi tiếng mắng chửi vang lên. Diệt ta Bạch Xà giáo, ha ha, hắn thật lấy là bản thân có bản lãnh sao? Ngược lại là vậy Bạch Xà giáo chủ giận dữ ngược lại cười, ha ha nhàn nhạt nói. Hắn tu vi, nhưng mà đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Liền trái đất này nát vụn cống nước mới có thể có người mạnh hơn hắn. Ý nghĩ hảo huyền, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Ha ha, người cảm thấy rất buồn cười sao? Có thể nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên là nhớ lại một nhàn nhạt tiếng cười khẽ. Không có rể không nguyên, không biết là từ đâu truyền tới. Ai, vậy Bạch Xà giáo chủ chợt cả người run một cái, quát lên. À, hắn đang nói. Vậy Trương Tử Bạch đột nhiên phát ra một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết, con người run rẩy nói là hắn thanh âm. Hắn là ai? Đông đảo người cau mày, không hiểu Trương Tử Bạch lời này rốt cuộc là ý gì. Oanh! Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trương Tử Bạch lại đột nhiên là giống như là bị bàn tay vô hình bóp lại cổ họng, ói ói kêu thảm, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt sợ hãi, đỏ lên cả người đều bị nhắc tới giữa không trung.
Rồi sau đó, một món nhàn nhạt màu đỏ tím ánh lửa từ hắn thiên linh cái toát ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm ánh sáng. Miễn cưỡng không ngừng. Một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều bạch xà giáo cao thủ, cường giả đến lúc ánh mắt, ở trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Coi như là vậy bạch xà giáo giáo chủ, lúc này cũng là thần sắc đại biến, diễn cảm rung động cùng run rẩy. Bực này tướng ngọn lửa lưu ở trong cơ thể của người khác, ngưng tụ thành phân thân thủ đoạn, lúc kinh khủng bực nào, đáng sợ đến bực nào. Chính là hắn trong ấn tượng bọn họ bạch xà giáo tổng đàn trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, cũng không có bực này bản lãnh. Ngài là, rồi sau đó liền gặp vậy bạch xà giáo chủ đầu đầy mồ hôi, chiến sừng sững nói. Bực này tướng ngọn lửa lưu ở trong cơ thể của người khác, đúng giờ bùng nổ, rất miễn cưỡng tướng một người đốt thành hư vô thủ đoạn, là bực nào đáng sợ có thể sợ hãi. Chính là khống chế lửa bạch gia năm đó bước vào tu pháp lớn chân nhân, cũng không có bực này bản lãnh. Các người chạy tới địa bàn ta mù phối hợp, còn hỏi ta là ai? Có ý tứ à, ngọn lửa kia ánh sáng, cũng chính là Trần Phi phân thân cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngài địa bàn. Bạch xà giáo chủ cả người giật mình một cái, run rẩy nói. Trên trán mồ hôi mạo càng nhiều. Ta ở Thành Dương chờ ngươi cửa 10 ngày, trong vòng 10 ngày không dựa theo ta nói đi làm, hậu quả, vậy thì tự phụ hả? Tạm biệt. Nhưng lúc này Trần Phi đã lười phải cùng hắn nói nhảm đi xuống. Tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa kia phân thân trực tiếp là tắt, biến mất không thấy. Hắn là ai? Một người nhìn không được run trước. Loại này kinh khủng nhân vật, kết quả là ai? Hắn chính là để cho bạch xà giáo chủ ngài đi quỳ xuống người nói xin lỗi. Trương Tử Bạch lúc này đã là chết lặng, cặp mắt vô thần, rất ngồi dưới đất nói. Cái gì? Vậy bạch xà giáo chủ con ngươi hung hăng rụt một cái. Mọi người cũng là lập tức ngây ngẩn, chợt ánh mắt run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, cứng rắn là không người đuổi vào lúc này nói một câu. Tĩnh mịch vậy yên lặng kéo dài hồi lâu, mới có một người không lưu loát nói. Chúng ta nên làm cái gì? Làm thế nào? Mọi người nhìn lẫn nhau, một mảnh tĩnh mịch, không có người nào trả lời. Cái này các thủ đoạn, cho dù là ở trong mắt bọn họ, nói khó nghe một chút mà, đều là đủ để tướng bọn họ hù vỡ mật, nhưng nếu là thật để cho bọn họ giáo chủ đi Thành Dương quỳ nói xin lỗi. Mặt để nơi nào? Vậy bạch xà giáo chủ mặt âm trầm không nói một lời, mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, lại không dám để ra đề tài này. Cùng lúc đó, huyện Thành Dương. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào liền nhà bọn họ phòng ngủ, Trần Phi du nhởn như tỉnh. Lão công. Cảm nhận được Trần Phi tỉnh lại động tác nhỏ nhặt, Bùi Huyền Tình cũng là thân thể mềm mại run lên, mơ mơ màng màng mở mắt, nhu nhu lẩm bẩm nói. Xoa xoa sạch sẽ. Đại Dương công công cũng sắp phơi cái mông, người còn ngủ. Thức dậy đi, Trần Phi cười hắc hắc cười, đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình có ngạo nhân phập phồng đường cong pi cổ vỗ lên một cái, đứng dậy hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Được rồi, ta đi đánh răng, Bùi Huyền Tình trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Vậy là đứng dậy theo đi ra phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, Lâm Linh đang quét sạch sẽ. Mụ ngươi sớm như vậy à? Trần Phi cười nói. A-di mạnh khỏe. Bùi Huyền Tình cũng là vội vàng sửa sang lại nghi dung, đỏ mặt chào hỏi. Còn tên gì A-di? Kêu mụ đi, Lâm Linh nhìn Bùi Huyền Tình cười một tiếng, nói. A-di, ta thật có thể kêu ngươi. Bùi Huyền Tình nghe vậy vẻ mặt lập tức kích động, cặp mắt nhìn Lâm Linh. Mấy ngày nay Lâm Linh cho tới bây giờ cũng chưa nói qua chuyện này, nàng còn tưởng rằng là đối với nàng nơi đó có cái gì không hài lòng. Vừa nói, nàng còn không nhịn được tướng kích động ánh mắt nhìn về Trần Phi, có chút hỏi thăm ý nghĩa. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Trần Phi đưa tay ở nàng vậy nhu thuận mái tóc lên xoa xoa, cười nói, mụ ta có thể là sẽ không dễ dàng nhả. Bỏ lỡ thôn này mà coi như không chỗ này. Mụ, Bùi Huyền Tình liền vội vàng hai tay nặn chung một chỗ, đỏ mặt nhỏ giọng kêu một tiếng. Rồi sau đó tựa hồ liền chính nàng cũng cảm giác có chút nhỏ giọng, trên gương mặt tươi cười một hồi mắc cỡ đỏ bừng, giống như là mau bốc khói, không nhịn được lại kêu một tiếng, tăng thêm chút âm lượng, mụ. Hay ngoan cô con dâu, sớm như vậy ngươi nếu không lại đi nghỉ ngơi một chút. Thằng nhóc thúi vừa vặn ngươi dậy rồi. Và ta cùng đi mua thức ăn. Lâm Linh nghe được Bùi Huyền Tình một tiếng này mụ,
chỉ cảm thấy trong lòng lần thoải mái, đưa tay tới, dắt Bùi Uyển Tình hai tay quan tâm nói. Vừa muốn mình nhi tử ngang một cái, nói. À, đi mua thức ăn, nghe vậy Trần Phi nhất thời một mặt khổ ép đứng lên, thảm hề hề. Hắn là thật không thích cái này mua thức ăn, nhưng bây giờ người lớn, Lâm Linh vừa mở miệng, cự tuyệt hắn vậy không nói ra miệng. Người thằng nhóc thúi này, biểu tình gì, thật là. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lâm Linh vừa gặp Trần Phi vẻ mặt này, kia còn không biết mình nhi tử trong lòng nghĩ cái gì. Một hồi trắng mắt nói. Hi hi, mụ đây không phải là cái gì đó mà. Hi hi, ngươi biết ta, Trần Phi hắc hắc, một mặt cười xòa nói. Mụ, nếu không ta và ngươi đi đi, Bùi Uyển Tình không nhịn được chen vào một câu miệng, nói. Tuy nói để cho nàng cái này thiên chi kiêu nữ đi theo đi mua thức ăn, nàng thật ra thì vậy không thế nào nguyện ý, nhưng nàng lúc này hiển nhiên vẫn là càng sợ thấy mình bà mất hứng. Được rồi, nhà ta ngoan cô con dâu như thế đẹp, ta kia bỏ phải nhường ngươi theo ta đi chợ mua thức ăn chỗ đó. Thôi, ta cũng lười đi, chờ lát nữa buổi trưa đi bên ngoài ăn đi. Lâm Linh vội vàng lắc đầu một cái, cười nói. Lão mụ vạn tuế, Trần Phi nghe vậy lập tức khoa trương cười to nói. Bùi Uyển Tình nghe vậy cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, vậy Lâm Linh đột nhiên lại mở miệng nói, đi thôi, đi ra ngoài tán tán đi. Tản bộ, tốt, Trần Phi nghe vậy vội vàng gật đầu một cái, ba người liền lên đường. Mà bọn họ mục tiêu, chính là Thúy Hồ Tiểu đề ra. Thành tựu bọn họ huyện Thành Dương nhất nổi tiếng phong cảnh khu một trong, Thúy Hồ bây giờ cũng là càng phát ra xây dựng đẹp, theo hoàn thiện. Thúy Hồ bên cạnh, nhiều người khu vực, vây quanh trực tiếp là có một cái vòng hồ tiểu đề ra, rất nhiều người đang tản bộ. Nhà bọn họ tiểu khu đi bộ chừng 10 phút liền có thể đến nơi này. Thúy Hồ à, nhìn vậy vừa nhìn bao la đẹp hồ, Trần Phi ánh mắt đều là hơi lóe lên. Nhớ lại khi còn bé, nhớ lại vậy thúy đáy hồ yêu xà, nhớ lại vậy kim thiềm thắng quả. Ồ, đúng rồi, đây không phải là vừa vặn sao. Đột nhiên, Trần Phi vỗ tay một cái, trước mắt sáng lên, nói. Lão công thế nào, câu Trần Phi khuỷu tay, Bùi Uyển Tình gặp Trần Phi như vậy, nghi ngờ nói. Ta nghĩ tới một cái chôn luyện thi địa phương tốt, Trần Phi cười nói. Chôn luyện thi, chính là ngươi trước mang về cái đó. Vậy luyện thi lực lượng kém như vậy, ta tùy tùy tiện tiện cũng có thể bóp chết nó. Bùi Uyển Tình nghe vậy ngẩn người, khịt khịt mũi, nói. Nhà ta ngoan tức phụ sao có thể không lợi hại. Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ở đó Bùi Uyển Tình mũi quỳnh lần trước nặn, nói, bất quá đồ chơi này chính là làm trước tới chơi. Có lúc lười được động thủ, đồ chơi này có lẽ là có thể phải sử dụng. Vậy ngược lại cũng là, Bùi Uyển Tình như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Mụ, cùng ta mấy phút, ta đi xuống một chuyến. Nhưng vào lúc này Trần Phi đã là hướng đi ở phía trước Lâm Linh chào hỏi. Đi xuống một chuyến, Lâm Linh nghe vậy ngây ngẩn. Bất quá lúc này, Trần Phi đã là từ nàng trong tầm nhìn biến mất. Mụ Bùi Uyển Tình đi tới trước, ôm Lâm Linh cánh tay, ngọt ngào kêu một tiếng mụ. Hay, Uyển Tình, thằng nhóc kia người đâu? Lâm Linh không nhịn được hỏi. Mụ, lão công đến cái này Thúy Hồ để đi xuống. Hẳn một hồi là có thể đi lên, Bùi Uyển Tình lập tức nói. Đến cái này Thúy Hồ để đi xuống, Lâm Linh ngẩn người, không nhịn được sắc mặt khác thường nói thầm đứng lên, thằng nhóc này thật là càng ngày càng lợi hại à. Mụ, lão công rất lợi hại, Bùi Uyển Tình ngọt ngào nói. Vậy hắn bây giờ thật lợi hại, Lâm Linh hỏi tới. Ừ, nói như thế nào đây, Bùi Uyển Tình nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, hắn nếu là muốn. Nửa phút bên trong là có thể tướng cái này huyện Thành Dương hóa là hỏa biển cho tàn. Cái gì? Lâm Linh cả người lập tức là rung động đứng lên, ánh mắt phát run, kinh nghi nhìn chăm chú nhìn đang ngọt ngào cười Bùi Uyển Tình, trong đầu rung động nhưng là căn bản không cách nào dùng lời nói hình dung. Phải biết bọn họ Thành Dương nhưng mà nhân khẩu huyện lớn, đến gần 700-800 ngàn, diện tích tự nhiên cũng là không nhỏ. Có thể ở nửa phút bên trong tướng cái này huyện Thành Dương hóa là hỏa biển cho tàn, đó là cái gì khái niệm? Cái này còn là người sao? Vậy ngươi, chẳng lẽ vậy? Một khắc sau, Lâm Linh không nhịn được cả lăm nhìn Bùi Uyển Tình, không biết mình đang nói cái gì, nói. Mà vậy Bùi Uyển Tình nghe vậy, thì lấy là Lâm Linh là đang hỏi nàng thực lực. Nghiêng đầu đáng yêu suy tư một hồi, nàng mới mở miệng nói, mụ, ta thực lực và lão công so với phải kém rất nhiều.
ta phải hướng diệt cái này huyện Thành Dương, chỉ sợ là cần 3 phút trở lên đi. 3 phút, Lâm Linh lại là không nhịn được cả người run lên, trên mặt cứng ngắc cười lên. Nguyên bản nàng cũng là có chuẩn bị tâm lý, biết mình nhi tử bây giờ đi một chuyến cái gì đó tu chân giới, hẳn là đổi rất lợi hại. Có thể làm nàng bây giờ chân chính biết vậy, lợi hại, khoa trương trình độ, cho dù là biết đây là chính nàng nhi tử, cô con dâu, nàng vậy vẫn là không nhịn được một hồi ra đầu tê dại, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái này quả thực quá phóng đại, không phải sao? Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên, Trần Phi đi theo xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mụ, tốt lắm, chuyện ta làm xong rồi. Trần Phi vỗ một cái bùn đất trên tay, cười nói. À, nhà tốt, làm xong liền tốt, Lâm Linh còn có chút không từ trước khi trong rung động đi ra, có chút khác thường lẩm bẩm nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi sững sờ, nghi ngờ nói, mụ, người đây là thế nào? Làm sao cảm giác là lạ? Lâm Linh nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn xem Bùi Uyển Tình, lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì. Chẳng qua là mới vừa rồi Uyển Tình nói với ta nói lực lượng của ngươi bây giờ, ta có chút không phản ứng kịp. Trần Phi hơi ngẩn ra, trực tiếp là đi lên phía trước, hai tay ôm Lâm Linh một cái tay khác, cười nói, mụ, ta lợi hại hơn nữa, cũng không vẫn là ngươi tùy thời cũng có thể dọn dẹp nhi tử sao. Hơn nữa, nhi tử tiền đồ, người cái này làm mẹ không nên cao hứng. Thật là, hù ta giật mình, ta còn lấy là thế nào đâu. Phải, cao hứng, cao hứng. Ta xem trừ thằng nhóc ngươi cho ta tìm trở về Uyển Tình cái này ngoan cô con dâu ra, những chuyện khác mà còn có cái gì có thể để cho ta cao hứng một chút. Ngươi nói cho ta nói đến. Lâm Linh lúc này vậy hình như là đi ra rung động, ngón tay đâm đâm Trần Phi, tức giận, nói, vừa đi chính là hơn 3 năm không trở về. Ngươi thằng nhóc thúi này cũng là thật không biết xấu hổ nói. Hi hi, đó không phải là, đó không phải là. Mụ, ta sai rồi rồi. Trần Phi lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói về, mụ, muốn không muốn chúng ta lại đi mua một căn phòng lớn ở. Ta lần này sẽ đến có thể nghỉ ngơi cái 3 cái tới tháng. Và trước kia bất đồng, hắn trước kia đều là ở thành phố Bắc Sơn hoạt động, cho nên vậy so không cần ở nơi này Thành Dương mua nhà, mà bây giờ bất đồng. Hắn lần này trở về chính là vì xem người trọng yếu, bồi bồi mẹ hắn, cho nên nhà vật này, tựa hồ cần phải mua một bộ. Mẹ hắn bây giờ ở phòng này, có chút quá nhỏ. Hắn nhìn trong lòng áy náy. Ngươi lần này trở về chỉ có thể đợi 3 cái tháng. Nhưng mà Lâm Linh lại không quản cái gì nhà không nhà, mà là chú ý rơi xuống Trần Phi phía sau câu nói kia lên. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại không nhịn được gãi đầu một cái. Nhỏ giọng nói, ta tại tu chân giới bên kia còn có một số việc, cho nên. Được rồi, người bây giờ vậy là người lớn, mụ cũng không nói nhiều ngươi cái gì. Bất quá, một là chú ý an toàn, hai là nhiều nhín chút thời gian trở về xem, biết không? Lâm Linh phất phất tay, nói. Mụ ngươi yên tâm, sau này chỉ cần một có thời gian, ta liền sẽ trở lại theo ngươi. Trần Phi lập tức vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Ừ, Lâm Linh gật đầu một cái, lại nói, nhà cũng được đi, ta nhà kia 3 người đủ ở. Nói sau chờ ngươi cửa đi, ta một người ở vậy căn phòng lớn vậy lãng phí, còn cái gì người cũng không nhận ra, vậy nhiều nhàm chán à. Như vậy đi, mua chiếc xe đi. Mua xe, vậy cũng tốt, ta gọi điện thoại. Trần Phi thay đổi ý nghĩ cũng phải chuyện như vậy, chợt gật đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi Cao Chí Nam điện thoại. Trần tiên sinh ngài khỏe. Giải thời điểm tới nhà chúng ta ăn bữa cơm à. Gần đây chúng ta tập đoàn Thương Hải trụ sở chính rời đến Bắc Sơn, địa phương vậy gần, vừa vặn còn có thể đem Lão Hoàng vậy cùng kêu lên. Trần Phi nghe vậy không nhịn được bật cười khanh khách, cái này Cao Chí Nam thật đúng là. Đem tập đoàn Thương Hải trụ sở chính cũng rời đến Bắc Sơn tới, Hoàng Thúc hẳn sẽ thật cao hứng chứ. Hi hi, bất quá vậy quả thật rất lâu không theo bọn họ ăn cơm chung với nhau, có thể tìm một cơ hội xem. Coi lúc nào có rãnh rỗi đi Bắc Sơn chứ. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy. Giám đốc Cao, ta bây giờ ở huyện Thành Dương quê quán cùng mẹ ta đây. Mời cơm chuyện, lúc nào ta đi Bắc Sơn, cho ngươi và Hoàng Thúc Thúc gọi điện thoại. Trần Phi cười nói. Vậy được, không thành vấn đề. Cao Chí Nam vừa nghe Trần Phi đang bồi mẹ mình, vội vàng thông minh không để ra vụ này. Rồi sau đó lại gặp hắn nghi ngờ mở miệng nói, Trần tiên sinh.
người tìm ta có chuyện gì sao? Là như vậy, giám đốc Cao, mụ ta muốn mua chiếc xe, ta trên tay không có tiền, cái này không, lại chỉ có thể tới lường gạt ngươi cái này đại hộ nhân gia liền sao? Hi hi, Trần Phi làm trò đùa vậy cười hắc hắc nói. Ha ha, có thể bị Trần tiên sinh ngài nhớ đến, đó là ta Cao Chí Nam vinh hạnh. Như vậy đi, gần đây chúng ta tập đoàn Thương Hải lời hữu ích không tệ, ngươi cho ta cái chương mục, ta để cho người cho ngài hối 100 triệu đã qua. Cao Chí Nam ở đó đầu vui vẻ cười to nói. Hắn bây giờ nghèo cũng chỉ còn lại có tiền, cho nên có thể sử dụng đồ chơi này và Trần Phi Trần tiên sinh làm quan hệ tốt, hắn đương nhiên là cầu chi không được. 100 triệu, không cần không cần, mua chiếc xe mà thôi, nào phải dùng tới nhiều như vậy. Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, cười nói. Dư thừa liền làm Trần Phi ngài tiêu vặt mà, ngài cũng biết ta bây giờ không thiếu tiền, đều là từ người nhà, liền đừng khách khí với ta. Cao Chí Nam liền vội vàng nói. Giống như là rất sợ cái này 100 triệu không đưa ra đi. Vậy cũng tốt, được. Giám đốc Cao vậy thì cảm ơn. Trần Phi cũng biết đối phương nói không sai, lớn như vậy tập đoàn Thương Hải, tỉnh Chiết Giang đầu rồng, chính là 100 triệu, đúng là mưa bụi. Hai người ân cần hỏi han liền một phen, liền cúp điện thoại. Làm xong, Trần Phi cúp điện thoại cười nói, mụ, vậy chúng ta khi nào đi mua xe? Bây giờ, ta không đi. Cái này bây giờ không sai biệt lắm có thể đi tìm cái đối phương ăn cơm. Buổi chiều ngươi Vương A-di mời ta chơi mạt chược đâu, cũng không thể lỡ hẹn người ta. Các người hai cái miệng nhỏ đi đi, 100 triệu, đủ các người đem thành này dương tất cả nhà xe mua một lần. Ta tùy tiện muốn một chiếc xe 200-300 ngàn là được, lớn ta mở không có thói quen. Lâm Linh lắc đầu một cái, nói. Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên là khóc cười không được. Cảm tình ngươi lão trong mắt chơi mạt chược so mua xe quan trọng hơn đâu. Bất quá, bây giờ đối với nhà bọn họ mà nói, hình như là đạo lý này. Xe, tùy thời cũng có thể mua, bài cục, đây chính là, có thể gặp không thể cầu. Vậy cũng tốt, mụ chính ngươi nói à. Vậy buổi chiều ta liền cùng Uyển Tình mua xe đi, thật tùy tiện mua liền có thể. Trần Phi hỏi. Được được ừ tùy tiện tùy tiện. Ngươi chính là cho ta mua chiếc kỳ thủy QQ ta đều không ý kiến, dù sao chuyện như vậy mà. Lâm Linh không nhịn được phất tay một cái nói. Nói thật, ở nàng trong mắt, xe gì, thật lòng khác biệt không lớn. Hắn sở dĩ muốn mua xe, một là vì Trần Phi, Bùi Uyển Tình, hai là vì đồ cái thuận lợi. Kỳ thủy QQ, Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cười khổ một hồi. Tuy nói cái này sản phẩm trong nước thần xe không việc gì không tốt. Nhưng hắn nếu là thật dám mua chiếc lúc này tới, mẹ hắn không lột sống hắn hắn mới là lạ. Xe cùi kia nhỏ như vậy, có thể bỏ vào mấy người à? Tốt lắm, tản bộ vậy tản xong hết rồi. Cái này cũng hơn 11 giờ, chúng ta đi tìm một chỗ ăn cái gì chứ? Uyển Tình, người thích ăn cái gì? Nói cho mụ, mụ mang người đi. Lâm Linh lại cười nói. Mụ ta tùy tiện ăn cái gì cũng được, nếu không, hỏi một chút lão công thích ăn cái gì? Bùi Uyển Tình trong lòng cao hứng, ngọt ngào nói. Hắn không phải cái gì đều thích ăn không? Thằng nhóc thúi ngươi nói là chứ? Lâm Linh, nghiêng mắt, nhìn một cái Trần Phi. Dĩ nhiên, ta tốt như vậy khẩu vị, đương nhiên là cái gì đều thích ăn à? Trần Phi lập tức nói. Dứt lời sau đó, hắn mới là không nhịn được nở nụ cười khổ, một mặt u oán. Cái này thật đúng là điển hình có cô con dâu liền quên nhi tử à? Hắn rõ ràng rất nhiều thứ đều không ăn được không? Phốc suy, Bùi Uyển Tình gặp Trần Phi ăn tất không nhịn được cười hì hì đứng lên, xinh đẹp như hoa, thản nhiên cười nói, chơi Lâm Linh cánh tay, mỗi ngày cười nói, mụ, người tùy tiện mang ta đi ăn cái gì đi. Ta cũng vậy, cái gì đều được. Vậy cũng tốt, Lâm Linh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng đánh nhịp quyết định nói, ta nhớ phụ cận đây có cái được cá tươi trang thật nổi danh, ta luôn muốn đi thử một chút, nếu không liền ăn cái này chứ. Được. Mụ ngươi nói ăn cái này liền ăn cái này. Trần Phi Bùi Uyển Tình hai người nhanh chóng gật đầu một cái. Ba người hướng được cá tươi trang lên đường. Buổi trưa dừng lại ăn ngốn nghiến sau đó, Lâm Linh tinh khí thần 10 phần chạy đi và Vương A-di các người đánh mạt chược. Mà Trần Phi, Bùi Uyển Tình hai người thì đi tới huyện Thành Dương dựa vào khu ngoại ô Thanh Liên trận khu vực. Bọn họ huyện Thành Dương bán xe 4 tiệm, trên căn bản đều tụ tập ở khu vực này. Vợ ngoan, coi trọng muốn mua chiếc xe đó không?
Xuống xe taxi, Trần Phi nhìn một bên đang lật xem điện thoại di động Bùi Huyền Tình nói. Lão công, ngươi xem chiếc này, còn có chiếc này, như thế nào? Ta cảm thấy cũng thật đáng yêu. Bùi Huyền Tình tướng trong tay phần mềm trong, mấy cái đã xóa chọn xong kiểu xe lấy được rồi Trần Phi trước mặt xem. Maserati Ghibli, Porsche Panamera. Cái này trên căn bản đều là chút xa hoa thương hiệu kinh điển kiểu xe, được cô gái thẩm mỹ quan thân lái. Dĩ nhiên, phương diện giá tiền cũng là vô cùng là đắt giá. Trên căn bản đều là triệu trở lên giá bán. Bất quá đây đối với Trần Phi bọn họ mà nói, nhưng không quan trọng. Đều muốn, Trần Phi thuận miệng hỏi. Bọn họ cái này huyện Thành Dương thật giống như không Maserati, Ferrari cùng xa xỉ xe thương hiệu 4 chuyên doanh tiệm. Nếu là Bùi Huyền Tình thật cũng muốn, vậy cũng chỉ có thể để cho người đi những địa phương khác cầm. Một chiếc là được, Bùi Huyền Tình lắc đầu một cái, cười nói, đồ chơi này vốn chính là đồ cái tươi, đúng rồi cũng không dùng. Hơn nữa thời gian một dài, chỉ sợ cũng liền không có hứng thú gì. Nàng là tu chân giới, hơn nữa còn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 thực lực cường hãn người tu chân, mình bay cũng có thể so với kia tốc độ cao nhất xe thể thao nhanh hơn. Huống chi, bọn họ tu chân giới còn có canh cao đương phi hành pháp bảo, chiến thuyền, tinh không chiến hạm. Cho nên nàng bây giờ muốn một chiếc xe, chỉ sợ cũng thật là trong lúc nhất thời hứng thú, lâu, phỏng đoán cũng chính là hứng thú không lớn. Cũng đúng, vậy thì cái này đi. Trần Phi ngón tay rơi vào vậy Porsche Panamera lên, lại mang ngón tay chỉ phía trước, vừa vặn vậy có một nhà Porsche 4 chuyên doanh tiệm. Ừ, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Bùi Huyền Tình ngọt ngào gật đầu một cái. Đi vào cái này Porsche 4 chuyên doanh tiệm phòng khách, phát hiện bên trong vắng ngắt. Quý khách cũng không có, cũng chỉ có mấy tên vóc người dáng đẹp tiêu thụ dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Quả nhiên cái này Porsche cũng không phải người bình thường có thể mua được. Nhất là ở bọn họ cái này huyện thành nhỏ, có thể có can đảm vào tới xem một chút người, đều là số ít. Người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Đây là, đột nhiên có một cái đồng phục người phụ nữ đi tới, nhìn trang hẳn là cái này cửa hàng bán độc quyền bên trong cô bán hàng. Bất quá lúc này lại gặp nàng đầy mặt không tình nguyện, giọng khá là không nhịn được hỏi. Dứt lời, lại gặp cặp mắt trực câu câu rơi xuống Bùi Huyền Tình trên mình, ngây ngẩn hiện ra vẻ tươi đẹp. Trước, đứng được xa nàng cũng còn không chú ý, cho tới bây giờ đến gần, nàng mới phát hiện, Bùi Huyền Tình lại có thể như thế đẹp. Và Bùi Huyền Tình đứng cùng nhau, nàng nhất định chính là vịt con xấu xí. Nhất thời, liền gặp nàng vậy không nhịn được ngay trong ánh mắt. Lại là nổi lên nhàn nhạt vẻ ghen tị. Hừ, tiểu lẳng lơ, tiểu tam chứ. Đắc ý cái gì? À, các người chỗ này chính là cái này phục vụ thái độ. Gặp vậy nữ biểu tình trên mặt, Trần Phi trong lòng có chút không thoải mái, lạnh a nói. Cái này cô bán hàng phục vụ thái độ đơn giản là, mảnh vụn có thể, khiến cho hắn sắc mặt có chút không tốt lắm. Ha ha, nghe gặp Trần Phi a cười. Cô bán hàng kia lại có thể cũng là giống vậy ha ha đứng lên. Chỉ gặp một mặt khinh bỉ, nhìn Trần Phi trên người giá rẻ hàng vỉa hè hàng, giễu cợt nói, mặc dù khách hàng là thượng đế, nhưng là, người chỉ xem không mua, cần gì phải cho hắn cái gì tốt sắc mặt thấy thế nào. À, xem ra ngươi là lấy là ta không mua nổi hả? Trần Phi cười một tiếng, được mà, lại là một mắt chó coi thường người người. Nếu không thì sao? Ta ở nơi này tiêu thụ nghề không biết phối hợp đã bao nhiêu năm, ngươi có hay không mua năng lực, ta chẳng lẽ không nhìn ra. Ngươi cái này cả người quần áo, 300 khối có đủ hay không? Còn có ngươi tay này lên, một khối chỉ có bộ mặt phá biểu cũng không có, còn muốn tới mua Porsche, trang khiêm tốn. Xin nhờ, ngươi là phim truyền hình, thấy nhiều rồi chứ? Cô bán hàng kia nhìn hờ hững, nói. Đầu năm nay, người có tiền ai còn xuyên những thứ rách dưới này? Cho dù là trang khiêm tốn, một người đàn ông, trên tay tổng được mang một khối qua phải đi biểu chứ. Có thể cái này Trần Phi cũng không có, cho nên, nàng cay độc, ánh mắt đã là kết luận. Đây tuyệt đối là cái không có tiền người, là tới quấy rối. Bùi Huyền Tình nhíu mày một cái, bất mãn nói, lão công, cái này đàn bà nói chuyện thật đáng ghét. Đúng vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, bất quá sau một giây liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói, được rồi. Chỗ này phục vụ như thế gay gâu, vậy không tâm tình, coi là địa phương đi. Vừa nói, liền gặp hắn kéo Bùi Huyền Tình hướng phía ngoài đi. Ha ha, đi thong thả không đưa,
người phụ nữ kia gặp Trần Phi xoay người rời đi, đều không mang phản bác, lấy là Trần Phi là bị nàng nói trúng chân đau, ngại nói bảo, trực tiếp là khinh bỉ cười một tiếng, nói. Ngay tại Trần Phi mau muốn đi ra cái này Porsche 4 tiêu thụ tiệm, đột nhiên một cái có chút khẩn trương thanh âm vang lên. Tiên sinh nữ sĩ các người tốt, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Trần Phi nghe vậy nhìn sang, chỉ gặp một cái tới tuổi 20, tướng mạo thanh thuần, mặt tròn trề môi, tóc ngắn, nhìn như rất có thân hòa lực cô gái nhỏ đang một mặt khẩn trương nhìn hắn. Người tuổi này, vẫn còn đang đi học chứ? Đi làm thêm sao? Cô bé này cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, gặp nàng như thế khẩn trương, Trần Phi không khỏi cười một tiếng, nói. Đúng vậy, tiên sinh, ta đã năm thứ tư đại học mau tốt nghiệp, đoạn này thời gian một mực ở nơi này đi làm thêm. Viên kia trề môi mặt nữ sinh không khẩn trương như vậy, trên mặt nở một nụ cười, nói. Ha ha, làm sao, Tôn Viện Viện, người còn lấy là bọn họ có thể mua được à? Ta nói cho ngươi, đây tuyệt đối là uổng phí thời gian, liền bọn họ trên mình những thứ rách dưới này, ha ha. Vậy nhất đầu tiên cô bán hàng có quát không biết hổ thẹn sắp tới gần, cười lạnh nói. Tôn tỷ, đừng như thế đối với khách người nói chuyện. Không tốt, mặt kia tròn trề môi nữ sinh, cũng chính là cô bán hàng trong miệng Tôn Viện Viện liền vội vàng nói. Còn hướng Trần Phi nói xin lỗi, tiên sinh nữ sĩ ngại quá, Tôn tỷ nàng không có ác ý gì. Không có sao, Trần Phi bình thản phất phất tay, lại là cười nói, người cũng là tiêu thụ chứ. Vừa vặn, ta muốn mua xe. Ha ha, còn trang được thật giống, mua xe. Một bên cô bán hàng kia nghe vậy, khinh thường nói đến. Trong lòng nhưng ở không nhịn được cục cục, người này, sẽ không thật muốn mua chứ. Tốt, vậy, tiên sinh kia, ngươi là nhìn chúng ta Porsche vậy một khoản xe. Có không có trước thời hạn hiểu qua đâu. Nếu là không có, ta có thể là ngài giới thiệu một chút. Ta sẽ tận lực là khách nhân ngài làm được lợi ích thiết thực, ưu đãi. Vậy Tôn Viện Viện nghe vậy, nhưng là một mặt kích động, tròn trề môi mặt đỏ ao nói. Bọn họ loại này cao đẳng 4 nhà xe nhân viên tiêu thụ lương căn bản đều là rất ít, nhưng nếu là có thể bán đi một chiếc xe, vậy là thêm, chia vậy mà nói đều là rất khả quan. Chiếc xe kia là cái gì? Trần Phi chỉ mở ra tiêu chiếc một chiếc màu đen Porsche UV hỏi. Tôn Viện Viện nhìn sang, phát hiện mở ra tiêu trên đài là một chiếc Porsche màu đen, liền vội vàng nói, tiên sinh đây là chúng ta Porsche mới đưa ra thị trường A, một từ là vì Indonesia tiếng nói, dịch là, lão hổ, lại bị gọi là tiểu Cayenne, dĩ nhiên, người cũng có thể căn cứ âm dịch kêu hắn mạch khảm, mạch khẳng, cái này đều có thể. Cái món này xe, trước mắt 20T phiên bản giá bán là 60 chừng. Nếu là toàn bộ rơi xuống đất nói, thêm ưu đãi, ta bên này có thể giúp ngài làm được 67 trên dưới. Tôn Viện Viện khẩn trương nói. Chỉ có 20T sao? Đính phối là cái gì? Có thể vào lúc này Trần Phi nhưng hỏi như vậy. À, cái gì, đính phối? Tôn Viện Viện nghe vậy ngẩn người. Làm sao, không có sao? Trần Phi nghi ngờ nói. Có, đương nhiên là có, quý khách, cái món này đính phối là 36T phiên bản, phối trí cái gì, khắp mọi mặt cũng tương đối không tệ, nhưng là... Chấm, vậy Tôn Viện Viện muốn nói lại thôi nói. Nhưng là cái gì, Trần Phi không nhịn được hỏi. Nhưng là, tiên sinh, vậy Tôn Viện Viện nhìn trái phải một chút, xuyên vào tới, nhỏ giọng nói thật, cái món này đính phối 36T phiên bản mặc dù tốt, có thể quá mắc. Toàn rơi xuống đất xuống ít nhất là 100 đến 200k, hơn nữa còn không phải rơi xuống đất, cho nên cá nhân ta không phải rất đề cử ngươi mua cái món này xe. Trần Phi nghe vậy không nhịn cười được, nói, nào có giống như ngươi như vậy bán xe à? Bán đắt tiền, ngươi cũng không phải là trích phần trăm cao hơn sao? Nhưng mà, tiên sinh, xe này thật không phải là rất tính toán. Vậy Tôn Viện Viện nghiêm túc nói. Được rồi. Liền xông lên ngươi những lời này, xe này ta mua, 36T phiên bản, muốn màu đen. Ừ, ngoài ra lại cho lão bà ta muốn một chiếc Panamera, cũng là đính phối đi. Uyển tình ngươi muốn màu gì xe? Trần Phi nghiêng đầu đi hỏi nói. Xanh đậm, Bùi Uyển Tình suy nghĩ một chút, nói. Tốt lắm, xanh đậm. Trần Phi gật đầu một cái, lại nghĩ tới còn có mẹ hắn, nhất thời có chút làm chẳng lẽ, Uyển Tình, ngươi nói cho mụ ta mua cái gì xe? Cũng là cái này. Có thể à, bất quá chính là không biết mụ có thích hay không.
Bùi Uyển Tình gật đầu một cái, lại có chút chần chờ nói. Đến bọn họ loại trình độ này, quan tâm dĩ nhiên không phải xe này bán nhiều ít, mà là Lâm Linh có thích hay không, nếu là không thích, chỉ sợ cũng là uổng công. Tiên, tiên sinh, nữ sĩ, nếu không các người gọi điện thoại lại cho A Di hỏi một chút. Ta bên này vậy là có thể cho các người làm tham khảo ý kiến. Nhưng vào lúc này, vậy Tôn Viện Viện kích động thanh âm ở một bên tiếng cười truyền tới nói. Cứ như vậy một hồi công phu, hai chiếc xe, cộng lại rơi xuống đất giá cả mau 4 triệu cứ quyết định như vậy, nàng trực tiếp là không nhìn được có chút chóng mặt. Dẫu sao nếu như đơn này có thể thành công mà nói, nàng chỉ là có thể bắt được trích phần trăm, thì có đến gần 6 con số, đến lúc đó, cách mẹ nàng làm giải phẫu cần 300 ngàn, liền càng ngày càng gần. Tôn Viện Viện cố gắng lên, ngươi nhất định có thể làm được, vừa nghĩ tới còn nằm ở trên giường bệnh mụ mụ, trong lòng nàng cho mình đánh khí, khích lệ nói. Cũng đúng, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút, Trần Phi nghe vậy muốn cũng là có chuyện như vậy. Chợt liền gặp hắn lấy điện thoại ra. Này, làm gì, ta đang cùng ngươi Vương A Di bọn họ chơi mạt trược đâu. Có lời nói mau, trong điện thoại truyền đến Lâm Linh không nhịn được thanh âm. Rồi sau đó lại gặp hắn giọng điệu chợt dương lên, kích động nói, đợi một chút, bốn nhánh, ta đụng. Ta, Trần Phi không nhịn được cả đầu tử hắc tuyến, không lời nói, mụ. Ta bây giờ ở Porsche 4 tiệm, người có thích hay không tấm bảng này? Mua cái gì xe? Porsche, ta nhớ Porsche có khoản 911 thật giống như tốt vô cùng, liền nó chứ. Lâm Linh nói. 911, phải, người từ từ chơi mạt trược, treo. Vừa nghe đến chắc chắn câu trả lời, Trần Phi cũng là trong lòng thư thản, cúp điện thoại, xông lên trước mắt đã sớm là có chút chóng mặt Tôn Viện Viện nói, tốt lắm. Đã hỏi tới, lại tới một chiếc đính phối 911, màu sắc nói. Cũng phải màu xanh da trời đi, màu xanh da trời. Được, tốt tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh ngươi là toàn bộ khoản vẫn là tiền vay theo giai đoạn. Nếu là tiền vay theo giai đoạn mà nói, ta bên này có thể giúp ngươi an bài, cũng biết hết sức giúp ngươi làm được ưu đãi nhất. Vậy Tôn Viện Viện nghe vậy không nhịn được kích động nói. Một chiếc đính phối 911, vậy ít nhất là 300. 400 số lượng, cộng lại chính là đến gần 8 triệu. Nếu như thành công ký đơn này, như vậy nàng lập tức sẽ có được 2% trích phần trăm, cũng chính là 160 ngàn, cách mẹ nàng làm giải phẫu yêu cầu 300 ngàn trực tiếp là gần một bước dài. Thanh toán hết đi, thẻ cầm đi, mật mã 61, Trần Phi trực tiếp là tướng thẻ ngân hàng ném cho đối phương. 6, 61, tốt, tiên sinh nữ sĩ mời các người chờ một chút, ta trước cho người rót ly trà. Sau đó lập tức đi ngay làm thủ tục. Một tấm thẻ nho nhỏ, vậy Tôn Viện Viện chỉ cảm thấy là nặng trĩu phân lượng. Nàng không nhịn được tròn trề môi mặt kích động nói. Đồng thời, trong lòng nàng cũng là không nhịn được đang cảm thán. Không hổ là người có tiền sao, mật mã cũng như thế có cá tính. Lại là 61. Được rồi, rót nước tự chúng ta tới là được. Ngươi thả ung dung một chút, chúng ta không như thế kiểu cách. Trần Phi cười một tiếng. Tỏ ý vậy Tôn Viện Viện chớ khẩn trương. Lão công ta rót nước cho người đi. Vậy Bùi Uyển Tình trực tiếp là xoay người giúp Trần Phi rót nước đi. Thấy tình cảnh này, vậy Tôn Viện Viện vội vàng cảm ơn nói, cái này thật ngại quá, thật là chậm trễ. Vậy ta đi làm thủ tục, hai vị xin chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nữ bán hàng không thể nghi ngờ là sắc mặt đã đặc biệt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Duy nhất mua 3 chiếc xe, vẫn là đính phối 911, Panamera. Ha ha, làm bộ chứ. Liền hắn cái này cả người rách dưới, có thể mua được. Nàng không nhịn được mặt đầy châm chọc âm thầm giễu cợt nói. Có thể đã là như vậy, nàng lúc này vậy giễu cợt, vậy lộ vẻ được hết sức vô lực. Một lát sau, vậy Tôn Viện Viện cầm hợp đồng cùng với thẻ ngân hàng một mặt kích động chạy chậm trở về. Tiên sinh ngài thẻ. Tôn Viện Viện 10 phần khẩn trương hai tay tướng vậy thẻ đưa cho Trần Phi, trong mắt đều là khoa trương rung động vẻ. Trong thẻ này lại có hơn 100 triệu. Tò mò, nhiều điểm xuống tra hỏi số còn lại Tôn Viện Viện, lúc này trong lòng đơn giản là tột đỉnh rung động. Đừng nói là nhiều tiền như vậy, coi như là 10%, nàng đời này cũng còn không gặp qua. Đây mới thật sự là người có tiền à. Trách không được mua 3 chiếc xe hãy cùng mua đồ chơi tựa như được. Nói mua liền mua, lộp bộp đều không mang một cái. Hắn thật mua, trong thẻ thật sự có nhiều tiền như vậy.
Mà ở thấy tình cảnh này, cô bán hàng kia không nhịn được ngơ ngác nói, mặt đầy không dám tin. Không, không phải đâu. Liền cái này cả người tả tơi người, có thể lấy ra 7-8 triệu. Gặp cô bán hàng còn nói như vậy, vậy Tôn Viện Viện có chút thay Trần Phi giận, đảo trong mắt một vòng, hướng Trần Phi hâm mộ nói, tiên sinh các người thật là có tiền à. Ta mới vừa rồi cả thẻ lúc vô tình gặp được số còn lại, ước chừng còn dư lại hơn 90 triệu đây. Giải, hơn 90 triệu, cô bán hàng kia nghe vậy óc lộn một cái, choáng váng thiếu chút nữa ngất đi. Muốn nàng sớm biết sẽ như vậy, Trần Phi trong thẻ lại có 100 triệu, nào dám như thế xem thường người. Hơn nữa đừng nói là 100 triệu, coi như là cái này 7-8 triệu 3 chiếc xe trích phần trăm, vậy cũng là 115-116 ngàn, nàng nếu có thể đạt được, tốt biết bao nhiêu. Trong chốc lát, trong lòng nàng là tràn đầy hối hận, nhìn Tôn Viện Viện ánh mắt vậy tràn đầy ghen tị. Ha ha, liền ánh mắt ngươi nhọn, 3 chiếc xe đều có hiện xe chứ. Như vậy, chiếc kia ta lái đi, còn dư lại 2 chiếc các người giúp ta đưa đến cái tiểu khu này tới. Đến lúc đó cho ta gọi điện thoại là được, Trần Phi để lại điện thoại mình. Tiên sinh người vận khí không tệ, vừa vặn chúng ta cái này 3 chiếc xe đều có hiện xe. Người yên tâm, chờ lát nữa chúng ta nhà xe thì biết an bài người đem xe đưa cho ngài đã qua. Vậy Tôn Viện Viện lập tức nói. Được, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi gật đầu một cái, hướng bên cạnh Bùi Huyền Tình nói, lão bà, chúng ta đi thôi. Ừ, Bùi Huyền Tình chơi Trần Phi cánh tay. Xoay người rời đi. Lúc ra cửa, một cà nhỗng bóng người tả diêu hữu hoảng thiếu chút nữa đụng phải Trần Phi trên mình. Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, đưa tay tướng hắn đẩy ra, nhàn nhạt nói, đi bộ cẩn thận một chút. Ngươi đang cùng ta nói chuyện, ngươi có biết không, cô nàng này xinh đẹp quá à, muốn không muốn quen biết một chút, nói cho ngươi, ta họ Viên, nhưng mà cái này huyện thành Dương tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ. Người nọ giống như là uống rượu, đỏ mặt. Phách lối giới thiệu mình, mê gái nhìn Bùi Huyền Tình. Bót! Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi một cái tay trực tiếp là khoác lên hắn trên vai, hơi híp mắt, hơi dùng sức ngắt vặn. À, nhất thời vậy họ Viên người lập tức hét thảm lên, cũng tỉnh rượu, nhìn Trần Phi cầu xin tha thứ thả, buông ta ra. Ca, ta biết lỗi rồi, đau à, ca mau buông ta ra. Trần Phi lúc này mới buông tay ra, bàn tay ở trên mặt người kia vỗ một cái. Nhàn nhạt nói, con ngươi sáng lên điểm, nếu không lần sau. Cũng không gặp được ngươi sẽ gặp lại ta người dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, Trần Phi ôm Bùi Huyền Tình xoay người rời đi. Hừ, cái gì, đồ chơi gì? Người nọ theo bản năng tức giận nhổ bãi nước miếng, lại lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng đứng lên, sợ Trần Phi không đi, nghe, trở lại sửa chữa hắn. Cho đến hắn phát hiện Trần Phi đã đi xa, mới dám giận dữ lớn tiếng mắng. Được, nếu không phải lão tử ngày hôm nay bên người không mang hộ vệ, xem ta không giết chết ngươi. Cũng đừng làm cho ta Nguyên đại thiếu lần sau lại đụng gặp, hừ. Đầy mặt hắn xui hừ lạnh mấy tiếng, lúc này mới lại cả người mùi rượu, lảo đảo lắc lư đi vào vậy bốn nhà xe chính giữa, lớn tiếng hét lên. Có người không, người cũng chết ở đâu rồi, ta hai ngày trước muốn chiếc kia đính phối đến hàng không. À, viên thiếu ngài làm sao tới? À, đúng rồi ngài định chiếc xe kia, gặp, cô bán hàng kia vừa gặp huyện bọn họ vô cùng nổi danh tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ lại tới, lập tức sắc mặt một lần, lúc này mới nhớ tới chiếc kia đính phối là Viên thiếu trước định, cho nên bọn họ trong tiệm mới có hiện xe. Có thể mới vừa rồi nàng chỉ lo ghen tị đi, quên cái này cha, lần này Viên thiếu lại dám cái này đúng dịp cũng tới. Muốn cho hắn biết mình đặt xe lại có thể không người đoạt, không xảy ra chuyện mới là lạ. Nhưng rồi sau đó liền gặp trong mắt hiện ra một tia âm hiểm theo vẻ đố kỵ, giả bộ một bộ bị vẻ ủy khuất, đáng thương nói, Viên thiếu ngươi có thể cuối cùng cũng tới, ngài là thật không biết, nguyên bản ngài muốn chiếc kia đính phối đã là đến hàng, có thể mới rồi có vị quý khách à, nếu không phải là muốn chiếc kia đính phối, kết quả cưỡng ép bị hắn mua đi, ta chết sức lực ở bên cạnh khuyên, cũng không dùng. Hoặc giả là chúng ta trong tiệm này cái này mới tới tiêu thụ, bỏ không được vậy trích phần trăm chứ. Dứt lời, nàng không khỏi đắc ý, âm hiểm quét mắt một bên sắc mặt đã là thay đổi Tôn Viện Viện. Trong lòng cười lạnh, hừ, bé gái nha đầu, theo lão nương đấu. Ta không lấy được cái này trích phần trăm, người vậy đừng cho ta muốn bắt được. Viên thiếu đây chính là tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, nhị công tử, bàn về bối cảnh,
cho dù là bọn họ ông chủ lớn cũng được khách khí, mới vừa người nọ không phải rất phách lối sao? Có tiền nhằm nhò gì, trâu bò như vậy, xem ngươi dám đắc tội viên thiếu thử một chút. Hừ, hiển nhiên, cái này cô bán hàng là điển hình không gặp qua cảnh đời cái loại đó. Bởi vì phải những người khác biết Trần Phi trong thẻ có 100 triệu, sợ rằng như thế nào đi nữa ngu xuẩn, vậy chắc chắn biết người này là tuyệt không dễ chọc. Đầu năm nay, được gọi là hàng tỷ nhà giàu nhiều người đi, có thể ngươi để cho hắn thật cầm 100 triệu ra đi thử một chút. Sợ rằng đập nồi bán sắt 1/3 cũng khó nói. Cho nên à, muốn vậy viên thiếu biết Trần Phi là cầm có 100 triệu thẻ ngân hàng tới mua xe, sợ rằng dám cũng không dám loạn thả một cái, nhưng tiếc là, hắn nhưng không biết. Cái gì, người đâu, dám cướp ta viên thiếu kiệt đồ, ăn gan chó có phải hay không, ta nói cho các người, ngày hôm nay ta nếu là không lấy được chiếc kia đính phối, ta hắn liền đem các người xe này được phá hủy, có được hay không? Cố đại đầu tới cũng không dùng. Vậy viên thiếu lập tức nổi giận, nói ẩu nói tả. Nói, cố đại đầu chính là cái này ông chủ nhà xe ngoại hiệu. Gặp viên thiếu nổi giận, cô bán hàng kia lập tức trong mắt hiện ra lau một cái âm mưu được như ý cười nhạt. Rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là giống như là bên người đã có chút không biết làm sao Tôn Viện Viện làm khó dễ, vỗ đầu che mặt mắng, Tôn Viện Viện ngu sao, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì. Không thấy được viên thiếu cũng nổi giận, vừa vặn xe kia còn chưa mở đi, ngươi đi nhanh nói cho người nọ, chiếc kia đính phối không bán. Đi nhanh, có thể, nhưng mà Tôn tỷ, rõ ràng hợp đồng đều đã ký, làm sao có thể như vậy. Gặp cô bán hàng như thế nói, vậy Tôn Viện Viện trong lòng có chút cáu phẫn, có chút ủy khuất, tròn trề môi trên mặt lại là mang một chút tức giận. Bót, có thể nhưng vào lúc này. Vậy cả người mùi rượu viên thiếu trực tiếp là giơ tay cho Tôn Viện Viện một cái tát, cả giận nói, người đó có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Lập tức cút cho lão tử đi nói cho người nọ, xe này là ta viên thiếu kiệt, hắn nếu là dám cướp, lão tử tìm người giết chết nàng. Còn có người cũng vậy, hừ, thứ gì? Tập đoàn Thiên Hồng coi như là cái này huyện Thành Dương nửa địa phương xí nghiệp đầu rồng, nạp thuế nhà giàu, còn có bên trong thành phố thân thích bối cảnh. Cho nên cho dù là huyện ekip lãnh đạo cũng đối với bọn họ phá lệ coi trọng, rất là coi trọng, vậy vì vậy, cái này viên thiếu kiệt thân làm cho này tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, ngày thường xưng vương xưng bá thói quen, bây giờ lại là uống rượu, còn bị Trần Phi thoáng tu sắp xếp một chút, gặp Tôn Viện Viện không tán thưởng, sao có thể không tức giận. Bị một tát này, vậy Tôn Viện Viện mắt đều đỏ, đâm đâm đau không ngừng để cho nàng nước mắt ở hốc mắt lăn lộn. Có thể nàng vẫn là quật cường cắn môi, đứng tại chỗ không động. Tôn Viện Viện, xem ra ngươi thì không muốn muốn công việc này. Ta nói cho ngươi, ngươi tin không tin viên thiệu chỉ cần ngươi một câu, ngươi ở nơi này huyện Thành Dương, cũng đừng nghĩ tìm lại được có tiền đồ công tác, đến lúc đó, ha ha, ta xem ngươi vậy nằm giường bệnh tên xui xẻo lão mụ làm gì. Cô bán hàng kia một bộ giễu cợt tư thái, miệng lưỡi bén nhọn nói. Nghe vậy vậy Tôn Viện Viện cuối cùng là cả người run lên, không biết làm sao nói ta đi. Không chịu thua kém nước mắt từ trong hốc mắt đi xuống mặt rơi, vậy Tôn Viện Viện kéo nặng nề bước chân hướng vậy ngừng thả đính phối nhà để xe đi tới. Ha ha, theo lão nương đấu, người cái này con bé còn sững sờ. Cô bán hàng kia dương dương đắc ý nhìn Tôn Viện Viện một mảnh ủy khuất đi tìm Trần Phi lui hợp đồng, lúc này mới cảm giác trong lòng phê gấp bội. Rồi sau đó lại gặp nàng hướng viên thiếu hiến mị nói, viên thiếu tới tới, ngài mời ngồi bên này, ta cho ngài ngâm bình trà ngon. Xe kia à, ngài yên tâm, bao người chờ lát nữa là có thể bắt được. Chúng ta huyện Thành Dương, còn ai dám không cho ngài viên thiếu mặt mũi à? Mắt mù, còn không sai biệt lắm. Đó là đương nhiên, ta viên thiếu kiệt ở nơi này huyện Thành Dương, trừ trong huyện mấy vị kia đại thiếu, thật đúng là liền chưa sợ qua người nào. Ha ha. Dám từ ta trong tay cướp đồ, thật không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Vừa nghe cái này thổi nâng, vậy nguyên bản liền uống rượu viên thiếu kiệt lại là lâng lâng, ngẩng đầu, một bộ nghiêu bức hình dáng nói. Rồi sau đó, lại gặp hắn con người rơi xuống trước mắt cô bán hàng dáng người thích thú nóng vóc người lên, trong mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ nóng như lửa, tay phải duỗi một cái, trực tiếp sờ lên. Hi hi, vóc người này thật không tệ à, nếu không tối nay hai ta đơn độc đi ăn một chút cơm. Vừa vặn Romantila bên kia ta định vị trí, bữa ăn tối ánh nến, khẳng định rất có mùi vị chứ. Viên thiếu mặt đầy nhan sắc, tay lại là không khách khí.
Ô Viên thiếu ngươi thật xấu xa, có thể ngài xem, ta công trạng tháng này cũng còn không đạt tiêu chuẩn đâu. Muốn không đạt tiêu chuẩn nhưng là sẽ bị trừ tiền lương. Cô bán hàng kia giãy dụa dáng người, Kiều Tích Tích nói. Hây, công trạng mà, chuyện nhỏ, vừa vặn ta gần đây muốn một chiếc Cayenne. Một chiếc Cayenne, đủ chứ? Viên thiếu hào khí nói. Đủ rồi, cảm ơn viên thiếu. Cô bán hàng kia trong lòng cười nở hoa, chân một bản, mấy chục ngàn khối trích phần trăm thì có thể không cao hứng sao? Cùng lúc đó, vậy Tôn Viện Viện cũng là kéo nặng nề bước chân, hốc mắt đỏ đỏ tìm được Trần Phi, Bùi Uyển Tình hai người. Gặp Tôn Viện Viện trên mặt giấu bàn tay, còn có khóc hốc mắt, Trần Phi khẽ cau mày, hỏi chuyện gì xảy ra sao? Không có, không có. Tiên sinh, nữ sĩ Trần thực ngại quá, là ta thật xin lỗi các người, thật ngại quá. Vậy, chiếc kia đính phối, ngươi, các người có thể hay không không mua, lui về. Tôn Viện Viện khoát tay lia lịa, ánh mắt đỏ đỏ. Trước lau lau nước mắt đi, Trần Phi lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng, rồi mới lên tiếng, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xe ta đây vừa mới mua sẽ để cho ta lui, tiền đều cho, như vậy làm sao có thể được đâu. Không phải, tiên sinh, thật thật xin lỗi, chân thực thật xin lỗi, là như vậy, người chiếc này đính phối, bị viên thiếu coi trọng. Viên thiếu là chúng ta huyện Thành Dương tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, ba hắn chính là tập đoàn Thiên Hồng ông chủ lớn, cho nên. Vậy Tôn Viện Viện vừa nói xin lỗi, một bên bất đắc dĩ giải thích. Chỉ cần là bọn họ huyện Thành Dương người, chỉ sợ cũng không người không biết cái này tập đoàn Thiên Hồng. Bọn họ huyện Thành Dương địa phương xí nghiệp nửa đầu rồng, như vậy lợi hại, ai chọc nổi. Trần Phi nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Lại hỏi, người trên mặt cái này giấu bàn tay, cũng là cái gì đó viên thiếu đánh. Không phải, ta. Vậy Tôn Viện Viện không biết trả lời như thế nào, hoang mang rối loạn nói. Được rồi, đi đem trong miệng ngươi cái gì đó viên thiếu gọi tới, ta và hắn nói một chút. Thôi, ta vẫn là mình đi đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp là hướng nhà xe bên trong lần nữa đi tới. Tiên sinh đừng xung động à, vậy viên thiếu nhưng mà Thiên Hồng tập. Thấy tình cảnh này, vậy Tôn Viện Viện vội vàng có chút nóng nảy, hô. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa tiếng cười ở nàng bên tai vang lên. Là Bùi Uyển Tình. Nhưng mà, Tôn Viện Viện trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Không nhưng gì cả, tới, mặt đến gần chút, ta giúp ngươi chỉ một chút. Bùi Uyển Tình cười tướng nàng nói cắt đứt. Đưa tay ở Tôn Viện Viện trên mặt xoa xoa, nhất thời, vậy giấu bàn tay lại có thể biến mất, cảm giác đau đớn cũng là không có. Cứ, lại có thể không đau, cảm nhận được trên mặt truyền tới đau nhói biến mất, Tôn Viện Viện tròn trề môi mặt trực tiếp là sửng sờ đứng lên, cảm giác cái này quá thần kỳ. Cùng lúc đó, nhà xe bên trong, là ngươi, vậy viên thiếu vừa thấy được Trần Phi, lập tức lộ ra vừa giận lại sợ vẻ, lạnh lùng nói. Trần Phi gặp bốn phía không những người khác, liền hắn một người, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi chính là cái gì đó viên thiếu. Này, ngươi nói chuyện thái độ gì? Vị này chính là tập đoàn Thiên Hồng thiếu chủ, ngươi thân phận gì, nói chuyện cẩn thận một chút. Cô bán hàng kia vừa gặp Trần Phi thấy viên thiếu cũng còn dám như thế phách lối, trong lòng vô cùng khó chịu, vội vàng nhảy ra mắng. Ở hắn xem ra, trước Trần Phi châm chọc, đánh nàng mặt. Đó chính là theo nàng làm khó dễ, tuy nói nàng không năng lực gì trả thù Trần Phi, nhưng bây giờ Trần Phi nếu là đắc tội viên thiếu, đây còn không phải là tự tìm đường chết, sẽ đổ xui xẻo. Lấy viên thiếu thực lực, trả thù Trần Phi dễ như trở bàn tay. Viên thiếu, Trần Phi khóe miệng có chút khinh thường, nhàn nhạt nói, chiếc kia đính phối bây giờ ta mua trước đi, ngươi muốn là muốn, chờ chiếc kế tiếp đi. Chờ chiếc kế tiếp, ha ha, ha ha ha. Vậy viên thiếu giống như là nghe được cái gì tức cười cười nhạo, nhìn Trần Phi, nhìn hờ hững cuồng ngông nói, ngươi biết không? Ở nơi này huyện Thành Dương, thật đúng là không ai dám đối với ta nói muốn ta chờ chiếc kế tiếp như vậy. Đừng nói xe kia bây giờ còn chưa bán cho ngươi, coi như bán, ta muốn mua, bọn họ dám không bán cho ta. Phải không, Trần Phi cũng là bị đối phương lời này làm cho tức cười. Cười nói, vậy nếu là ngày hôm nay bọn họ thật dám không đem xe này bán cho ngươi đâu. Vậy ta liền đem cố đại đầu xe này được phá hủy. Vậy viên thiếu nghiêu bức nói,
ngẩng đầu. Cái này Porsche nhà xe ông chủ lớn chính là hắn trong miệng Cố Đại Đầu. Có thể cho dù là vậy Cố Đại Đầu, ở hắn trong mắt vậy không coi vào đâu. Lấy nhà bọn họ tập đoàn Thiên Hồng ở nơi này huyện Thành Dương địa vị, trên căn bản rất ít có hắn không làm được chuyện. Phải, vậy ta sẽ chờ ngươi đem xe này được tháo. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là móc điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Thấy vậy, vậy Viên Thiếu cùng với cô bán hàng cũng hơi ngẩn ra. Hừ, Cố làm ra vẻ huyền bí. Cũng tốt, ta Viên Thiếu ra ngược lại muốn xem, người ngày hôm nay có thể dọn tới cái gì cứu binh. Viên Thiếu Kiệt dĩ nhiên không tin Trần Phi có thể dọn tới cái gì nhân vật như bức. Cái này huyện Thành Dương, thậm chí còn Bắc Sơn, người lợi hại cái nào hắn không nhận biết. Coi như không Trần Phi người như vậy. Nhưng mà cái này Viên Thiếu Kiệt chỉ sợ là nằm mộng cũng không nghĩ tới, Trần Phi điện thoại này căn bản thì không phải là theo hắn trong suy nghĩ, những cái kia chỉ sợ là ở nơi này huyện Thành Dương phối hợp phải trả phải, hơi có chút khả năng người đánh. Mà là cho so ba hắn, so bọn họ tập đoàn Thiên Hồng còn nghiêu bức gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Bọn họ toàn bộ tỉnh Chiết Giang lớn nhất đầu rồng, tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc Cao Chí Nam đánh. Nếu như hắn biết, sợ rằng được thời gian đầu tiên hù ngây ngô, thậm chí cái mông đi tiểu lưu. Không có biện pháp, bởi vì tập đoàn Thương Hải, Cao Chí Nam đó là cái gì? Đây chính là bọn họ vậy Chiết Giang lớn nhất đầu rồng, lợi hại nhất Thương Hải cá sấu. Mà nhà bọn họ tập đoàn Thiên Hồng, ba hắn và người ta so với, chỉ sợ là sách giày cũng thiếu chút nữa sức lực, thật nếu là biết, làm sao có thể không sợ. Đáng tiếc, thảm nhất là hắn bây giờ chính là không biết à. Ha ha, chứ còn thật giống dạng à. Tới, cho ta đem xe này hợp đồng cầm tới ký, ta Viên Thiếu Kiệt ngược lại muốn xem, người điện thoại này, có hay không thí dụng. Thấy tình cảnh này vậy Viên Thiếu Kiệt nhìn hờ hững cười lên, trực tiếp là đưa tay muốn xe hợp đồng ký. Được, Viên Thiếu ngươi chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngài hợp đồng. Chỉ cần 5 phút, cô bán hàng kia vậy hoàn toàn là tướng Trần Phi không thấy, một môn tâm tư muốn như thế nào leo lên Viên Thiếu cái này cây cao chi mà, vứt ánh mắt quyến rũ, chán ghét người kiều tích tích nói. Hơn nữa phải biết chiếc này đính phối nhưng là phải hơn 1 triệu, nếu như tờ đơn này có thể thành công. Trích phần trăm nhất định là biết tính đến trên đầu nàng, đến lúc đó 2% trích phần trăm, vậy cũng lại là 20-30 ngàn, tiền này tới sảng khoái hơn, sảng khoái à. Tôn tỷ, ngươi không thể như vậy. Xe này rõ ràng Trần Tiên Sinh đã ký hợp đồng, lùi tiền. Đây là Tôn Viện Viện một mặt ôm bất bình đi vào, mặt đầy tức giận nói. Lúc này nàng hình như là nghĩ thông suốt, coi như là công việc này thất lạc. Như vậy chuyện nàng cũng không thể làm bộ như không thấy được. Mẹ hắn từ nhỏ đã dạy nàng, làm người được có phẩm đức, không thể như vậy. Đi sang một bên. Con bé mắt mù phải không? Đừng ở chỗ này cản đường. Cô bán hàng kia một mặt không nhìn được tướng Tôn Viện Viện đẩy ra, cười lạnh nói. Ha ha, vậy Viên Thiếu lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, đem thẻ ngân hàng lấy ra, cô bán hàng kia lập tức hiến mị nhận lấy. Giày cao gót đang đang vang, chạy đi làm thủ tục. Tôn tỷ, Tôn Viện Viện tức giận dậm chân, mặt đầy tức giận theo ủy khuất nói. Đây quả thực quá khi dễ người chứ. Không có chuyện gì, xem bọn họ đang diễn xuất đi. Trần Phi ở một bên cười vỗ một cái bả vai nàng, nói. Hắn cũng không tin, Cao Chí Nam sẽ liền thành này dương một cái phá Porsche nhà xe cũng dàn xếp không được, muốn thật là nói như vậy, hắn cái gì đó tỉnh Chiết Giang đầu rồng. Nhà giàu nhất danh hiệu, liền thật là mù mắt. Lúc này, cô bán hàng kia lại bưng một chồng hợp đồng tư liệu trở về. Một bên một mặt hiến mị và vậy Viên Thiếu ký hợp đồng, nàng trong miệng còn một cái kính nhi niệm niệm lải nhải, cái gì tính giá cả à, cái gì nội thất à, cái gì trước mặt sau mặt à, cái gì cao thấp đường phối trí à. Ba lạp nói một tràng. Vừa nghe cái này Trần Phi là không cầm được đầu óc đau, muốn bưng bít óc. Người nói rồi kết người liền nịnh hót người đi, còn nếu không phải là nói nhảm nhiều như vậy, cái gì tính giá cả, cái gì phối trí, cái gì nội thất. Chẳng lẽ cái này lúa mì khảm còn so hắn trước mua khác 2 chiếc xe, Panamera, 911 đính phối trí, tính giá cả, nội thất tốt hơn. Vậy không nói chuyện vớ vẩn sao? Đúng vào lúc này, một cái vội vàng bóng người như bay tốc độ vọt vào nhà xe, ngay tức thì phá vỡ Trần Phi trong lòng than khổ. Cùng với cái này cương cố bầu không khí. Chỉ gặp người nọ người mặc tây trang,
có thể dưới chân lại là trực tiếp là dép, đầu chọc, óc nhìn như rất lớn, một đường tia lửa mang tránh. Không đúng, một đường vội vàng liền chạy vào, cả người Tây Trang đã bị mồ hôi đánh thấu, thở hồng hộc. Lão, lão bản, vừa thấy được người nọ, Tôn Viện Viện cùng với cô bán hàng kia đều là không nhịn được miệng ỉ vào, mặt đầy giật mình. Bởi vì vậy óc rất lớn đầu chọc không phải người khác, chính là bọn họ cái này Porsche nhà xe lão bản, Cố Thực Sơn, người đưa ngoại hiệu Cố Đại Đầu. Ừ, Cố Đại Đầu ngài làm sao tới, là biết bổn thiếu gia tới, đặc biệt chạy tới đón tiếp sao? Vừa vặn, cái này đính phối ta muốn, ngươi không cho bản thiếu thu xếp hao tổn. Vậy viên thiếu vừa gặp Cố Đại Đầu tới, cũng là sững sờ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp là giọng khá là tùy ý, nghĩnh đầu nói, muốn Cố Đại Đầu lại cho hắn xe này đánh một chút hao tổn. Nhà bọn họ mặc dù có tiền, có thể đó cũng không phải là hắn à. Gần đây hắn trong thẻ cũng chỉ còn lại có mấy triệu, có thể tiết kiệm điểm, đương nhiên là cực kỳ tốt nhất. Nhưng mà, hắn lần này nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trước kia vừa thấy được hắn giống như là thấy cha ruột như nhau nhiệt tình Cố Đại Đầu, nghe được hắn mà nói, lại có thể liền đều không để ý hắn, ngược lại là thần sắc hốt hoảng đem hắn cho đẩy ra, nói cả lăm rung giọng nói. Xin hỏi vị nào là Trần tiên sinh? Cái này, chính là ta. Trần Phi hướng hắn giơ tay phất phất tay. À, ngài chính là Trần tiên sinh, ngài khỏe, ta là Cố Thực Sơn, ngươi kêu ta Cố Đại Đầu là được. Cao, giám đốc Cao mới vừa đã cho ta gọi điện thoại, ta lập tức liền chạy tới, ngài chờ cấp đi. Vậy Cố Đại Đầu đầu đầy mồ hôi, rung giọng nói. Làm trò đùa, phải biết mới vừa tự mình gọi điện thoại tới cho hắn là ai. Đây chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao, bọn họ chiết giang kinh khủng nhất cá sấu khổng lồ một trong. Nếu không phải hắn trước kia vận khí tốt, có nghe nói qua giám đốc Cao điện thoại, dè đặt tích chữ qua, hắn cũng cho là có người đang lấy hắn trêu đùa, làm trò đùa. Cao Chí Nam giám đốc Cao tự mình cho hắn gọi điện thoại, phân phó hắn làm việc, hắn loại này cá nhỏ tôm nhỏ nào dám không để ý. Cái này không, giày cũng không kịp mặc, một đường liền xông ba cái đèn đỏ cuối cùng là đến. Đây nếu là lại không tới, vậy từng giây từng phút nhất định chính là đau khổ à, cảm giác là muốn chết người. Lão bản, ngươi, mà ở thấy tình cảnh này, cô bán hàng kia cùng với Tôn Viện Viện đều là thời gian đầu tiên trợn tròn mắt, hai con mắt chừng được tròn trịa, trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này thấp kém thật là theo cái vậy thứ gì vậy người, thật là bọn họ nhà xe ông chủ lớn, Cố Thực Sơn. Phải biết bọn họ cái này bốn tiệm nhưng mà Porsche chuyên doanh, có thể lái nổi loại xa xỉ phẩm này bài xe chuyên doanh tiệm người, có mấy cái là không năng lượng, thậm chí năng lượng hơi nhỏ một chút cũng căn bản không có thể. Đừng xem hắn viên thiếu kiệt trước kêu được vui mừng, không bán cho hắn xe, thì phải đem cái này Porsche bốn chuyên doanh tiệm đập. Thật để cho hắn đập, người xem hắn muốn thử không? Nếu đổi lại là ba hắn, tập đoàn Thiên Hồng Tổng Giám Đốc tới, vậy còn không sai biệt lắm. Cố Thực Sơn, người có phải điên rồi hay không? Thấy tình cảnh này, vậy viên thiếu kiệt cũng là trợn tròn mắt, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Nguyên lấy làm cho này Cố Đại Đầu tới, có thể để cho hắn càng uy phong, còn có mặt bài, nào biết, bây giờ người này nhưng thật giống như là đối phương gọi tới. Hơn nữa cái này Cố Đại Đầu còn không nể mặt hắn như vậy, không phản ứng hắn, để cho hắn mặt mũi để nơi nào. Có thể hắn bên này cũng đã là tức giận xông lên gầm lên, Cố Thực Sơn Cố Đại Đầu lại vẫn là làm hắn là một người trong suốt. Chỉ gặp hắn khắp trán đại hãn tràn đầy Trần Phi hiến mị, nhiệt tình cười nói, Trần tiên sinh ngài là muốn kia khoản xe tới. Ngài yên tâm, chỉ cần là Porsche kiểu xe, chưa tuyệt bản hàng, những thứ khác cho ta chút thời gian. Ta toàn năng cho ngài lấy được. Không như vậy khoa trương, liền một chiếc màu đen đính phối. Trần Phi cười nói. Màu đen đính phối, nghe vậy, Cố Đại Đầu trực tiếp là thở phào nhẹ nhõm, vậy thì thật là tốt, chúng ta nhà xe mới tới liền một chiếc màu đen đính phối, Trần tiên sinh ngươi trực tiếp để ra đi là được. Tiểu Tôn, đi đem chiếc kia cho Trần tiên sinh mở ra, mau. Hắn trong miệng Tiểu Tôn, tự nhiên không phải Tôn Viện Viện, mà là cô bán hàng kia. Mà cô bán hàng kia nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, còn sắc mặt bị sợ trắng bệch, cả người run rẩy, lắp bắp nói, không phải, gì đỡ cố, ta. Ngươi cái gì ngươi? Điếc, nghe không hiểu ta nói. Còn không mau cho ta đi đem xe kia mở ra. Cố Đại Đầu nổi giận nói.
Cố đại đầu ngươi có ý gì? Xem thường ta Viên Thiếu Kiệt, xe kia là ta muốn, ngươi chắc chắn ngươi muốn bán cho hắn. Bất quá lúc này vậy Viên Thiếu Kiệt vậy cảm giác nổi giận, không nghĩ tới cái này Cố đại đầu lại dám không nể mặt hắn như vậy, quát lạnh. Xin lỗi, Viên Thiếu, ngươi muốn xe này, ta tối nay đi suốt đêm cho ngươi tìm một khoản cùng khoản, nhưng cái này xe, không thể bán ngươi. Có thể lần này Cố đại đầu lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, lạnh lùng nói. Làm trò đùa, cái này cái gì Viên Thiếu Kiệt nhiều nhất chính là một không đầu óc cậu ấm. Ngày thường thổi, bưng, đó bất quá là bởi vì tập đoàn Thiên Hồng lão Viên tổng mặt mũi, mà bây giờ, theo Cao Chí Nam giám đốc Cao so với, tập đoàn Thiên Hồng nhằm nhò gì à? Ngươi, ngươi, Cố đại đầu ngươi, ngươi. Vậy Viên Thiếu Kiệt tức thiếu chút nữa không một hơi mà xuyễn đi lên, mặt đầy xanh mét, khí được không được. Đi suốt đêm cho hắn tìm một chiếc cùng khoản xe. Thì ra như vậy hắn Viên Thiếu Kiệt Viên Thiếu là không tìm được xe người mua, nếu không phải là ngươi Cố đại đầu. Vốn là bọn họ tranh chính là khẩu khí này, xe này ai cướp được, người đó chính là ngưu bức, ngay cả có mặt bài, nhưng còn bây giờ thì sao? Cố đại đầu trực tiếp là không cho hắn mặt mũi, thật là mất thể diện tới cực điểm. Nghĩ đến đây, vậy Viên Thiếu Kiệt hận không được xé nát Cố đại đầu, cắn răng âm ngoan nói, Cố đại đầu, ngươi nhất định phải quét ta Viên Thiếu Kiệt mặt mũi này. Hậu quả của làm như vậy ngươi biết không? Vậy Cố đại đầu nghe vậy nhìn một cái Viên Thiếu Kiệt, lại đem hắn không thấy, ý kia, giống như là ngươi tùy tiện, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Như vậy không có vấn đề. Nhất thời, Viên Thiếu Kiệt tức giận đơn giản là y đau, thật là mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi. Nói thật, ở nơi này huyện Thành Dương, hắn thật đúng là không như vậy mất thể diện qua. Đơn giản là xấu hổ mất mặt. Tiểu, thôi, ta nhớ ngươi là mới tới, kêu Tôn viện viện chứ. Đi, cho Trần Tiên Sinh nắm tay tiếp theo làm, lại đem xe mở ra. Vậy mà lúc này vậy Cố đại đầu cũng đã là mở miệng, vội vàng nói. Làm trò đùa, Trần Phi như vậy khách quý, như vậy nghiêu bức, mời nổi Cao Chí Nam giám đốc Cao tự mình gọi điện thoại, hắn nào dám lạnh nhạt, để cho đối phương lạnh nhạt, đó không phải là muốn chết sao? Nhìn, Di Đờ Cố, thủ tục đã làm xong, Tôn viện viện liền vội vàng gật đầu, sùng bái nhìn Trần Phi, cái này tiên sinh thật sự là lợi hại. Lại mở miệng giải thích, thủ tục đã làm xong, vậy làm sao? Tôn viện viện ngươi có thể hay không nói cho ta? Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Tại sao thủ tục đã làm xong, có thể Trần Tiên Sinh vẫn còn không bắt được xe? Vậy Cố đại đầu nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn là làm ăn, vốn là đầu óc linh quang, gặp Tôn viện viện như thế nói, lại suy đi nghĩ lại, sao có thể không hiểu trong này tuyệt đối là có vấn đề. Lúc này không nhịn được trầm mặt cả giận nói. Không phải, Di Đờ Cố ngươi nghe ta giải thích, không, không phải như vậy. Gặp Cố Thực Sơn lập tức nổi giận. Vậy Tôn viện viện vội vàng luống cuống, hù được thẳng khoát tay. Vẫn là ta lại nói đi. Trần Phi thấy vậy đứng dậy, nói, nguyên bản ta và vị này Tôn viện viện tiểu thư hợp tác vẫn là rất khoái trá, hợp đồng vậy ký, xe vậy mua xong, có thể vị kia. Trần Phi đưa tay chỉ vậy đã sớm hù được sắc mặt tái nhợt cô bán hàng, không mặn không lạt, đập đi trước miệng, nói, có thể nàng tựa hồ cảm thấy ta không đủ tư cách. Nhìn dễ khi dễ, liền một phương diện muốn đem hợp đồng xé bỏ, xe không bán cho ta. Di Đờ Cố, ngươi nói cái này nên xử lý như thế nào đâu? Cái gì? Vậy Cố Thực Sơn trực tiếp là hù được cả người run một cái, lại sợ vừa giận, mặt cũng liếc. Bót! Hắn trực tiếp là một cái tát hung hăng rơi cô bán hàng kia trên mặt, giận dữ hét, ngươi đó bây giờ liền cút cho lão tử. Ngươi bị đuổi, hừ, ngươi lấy làm cho này nhà xe là ngươi mở. Muốn bán ai chỉ bán ai, đồ chơi gì mà. Người đó sau này cho lão tử coi chừng một chút, đừng để cho ta ở nơi này Thành Dương thấy được ngươi, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, cút. À, nhìn, Di Đờ Cố ta sai rồi, ta thật sai rồi, cầu, cầu ngươi, van cầu ngài thả qua ta lần này đi. Cút, cô bán hàng kia sắc mặt bị sợ biến đổi, không dám nói nhảm nữa, ảo não đi. Thấy tình cảnh này. Vậy Viên Thiếu Kiệt là thật mặt so đáy nổi còn khó hơn xem. Cố đại đầu, ngươi là thật muốn cùng ta băn khoăn đúng không? Một khắc sau, liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói, không phải là tiền chứ. Xe này bao nhiêu tiền? 1 triệu, ta ra 2 triệu mua. Tuy nói hắn bây giờ đã đủ mất mặt mất thể diện, nhưng mà,
hắn vẫn là cảm thấy khẩu khí này được tranh. Không phải là tiền mà, hắn Viên Thiếu Kiệt có chính là, hắn thật đúng là không tin, liền cái này Cố Đại Đầu cái này cả người tú người làm ăn, tiền còn đập không nhúc nhích. Hắn trong thẻ vậy mấy triệu, cũng không phải là ăn chay. Ừ, đúng là không phải ăn chay, là dùng bữa. Không bán, nhưng mà Cố Đại Đầu nghe vậy, nhưng trực tiếp là lắc đầu. Ngươi, vậy Viên Thiếu Kiệt sắc mặt càng khó coi, lại đang ra giá nói, 5 triệu. Cố Đại Đầu, ngươi đừng quá cho mặt không biết xấu hổ. Không bán, nhưng mà, đáp lại vẫn là hai chữ kia, 5 triệu. Không bán. Cố Đại Đầu, ngươi tốt, rất tốt, thật tốt rất tốt sao? Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Viên Thiếu Kiệt đối nghịch đúng không? Vậy Viên Thiếu Kiệt tổng vì vậy nổi giận, mặt đầy xanh mét, răng cắn cột chặt, nói. Hắn mặc dù nhiều tiền, nhưng là không ngốc, cái này màu đen đính phối 200 cũng đã là cho nhiều, mà bây giờ 5 triệu còn không bán, chẳng lẽ cái này Cố Đại Đầu thật lấy là hắn Viên Thiếu Kiệt là người ngu? Nhưng mà, cái này đơn thuần là hắn suy nghĩ nhiều. Đừng nói là 500, chỉ sợ cũng coi như là hắn Viên Thiếu Kiệt ra giá 5.000, 500 triệu, hắn Cố Thực Sơn Cố Đại Đầu như thường sẽ không bán. Bởi vì tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc cao mặt mũi, có thể so với nơi này trước nhiều à. Trần Tiên Sinh, nếu hợp đồng ngươi đã ký, xe ngươi liền lái đi đi. Nhưng vào lúc này, vậy Cố Đại Đầu đã lại hiến mị đối với Trần Phi mặt tươi cười nói. Ta, nói trước tốt, ta cũng không tiền xài 500 mua xe này. Trần Phi nghe vậy cười, nói đùa. Ha ha, Trần Tiên Sinh ngươi đây chính là nói đùa, ngài muốn mua xe, sao có thể muốn ngươi tiền sao? Viện viện. Đi đem Trần Tiên Sinh trước soạt tiền lui, xe này tiền, ta tới đỡ. Vậy Cố Đại Đầu lập tức cười ha hả nói. À, Tôn Viện Viện lần nữa sợ ngây người, miệng há thật to lão đại, cái này Trần Tiên Sinh vậy thật lợi hại chứ. Mua xe đều là không cần phải trả tiền, ông chủ bọn họ trực tiếp đưa. Cố Đại Đầu, người có phải là thật hay không muốn tìm cha? Ta ra 500 mua người cái này xe cùi, người cũng không bán cho ta. Bây giờ ngươi lại muốn tặng không cho hắn. Ngươi có phải hay không xem thường ta Viên Thiếu Kiệt? Vậy Viên Thiếu Kiệt nghe vậy lại là nổi giận, mặt đầy giận dữ, âm u nghiêm mặt hét. Lúc này, trong lòng của hắn thật là hoàn toàn không phải mùi vị. Nguyên bản ngày hôm nay thật vất vả từ hắn vậy keo kiệt lão ba vậy muốn tới mấy triệu, thật cao hứng tới để xe, đi đưa cho vậy đài truyền hình mới tới hoạt náo viên, còn không phải là làm bằng sắt hai chân toàn bộ hóa là nhu tình lượn quanh. Nói mở liền mở. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhưng bây giờ xe không mua được cũng được đi, nhất bực người chính là hắn cũng tình nguyện ra 500 mua, Cố Đại Đầu lại có thể không mua cho hắn, còn muốn tặng không cho Trần Phi, đây không phải là rõ ràng đánh mặt hắn sao? Ngươi nói có tức hay không người? Viên Thiếu Kiệt ngươi có phải hay không lỗ tai điếc, ta hắn nói còn không biết, tốt lắm, vậy ngươi bây giờ cho lão tử tạo ra lỗ tai thật dễ nghe trước. Cố Thực Sơn Cố Đại Đầu sớm đối với Viên Thiếu Kiệt cái này não ăn cậu ấm trong lòng khó chịu, hôm nay có Cao Chí Nam giám đốc cao mặt mũi, còn sợ cái treo mao. Trực tiếp không khách khí hống, thiếu chút nữa không một cái tát vậy hổ Viên Thiếu Kiệt trên mặt. Ngươi nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay ngươi đừng nói là ra 500, coi như là 1.000, 2.000, 5.000. Ta Cố Thực Sơn thật đúng là liền không vui bán, ta bây giờ chính là muốn đem xe tặng không cho Trần Tiên Sinh, ngươi thế nào? Không phục cũng cho lão tử nín, sau đó cút. Tê, đau, thật là đau, là thật là đau à. Cái này Viên Thiếu Kiệt Viên Thiếu lại là bị 360 độ mọi phía không góc chết đánh mặt. Không riêng gì chính hắn, thậm chí coi như là Trần Phi, Tôn Viện Viện bây giờ cũng có chút thay hắn cảm giác mặt đau. Cố Đại Đầu con bà nó CMN, tốt, rất tốt, ngày hôm nay chuyện này, ta nhớ. Vậy Viên Thiếu Kiệt tức thiếu chút nữa ngất xỉu. Tim cũng sắp không lực thiếu máu, sắc mặt một hồi đỏ một hồi hắc, cuối cùng nắm thật chặt quả đấm, giữ tợn ảo não liền rời đi. Hắn bây giờ một người, thật đúng là không có biện pháp đem cái này Cố Đại Đầu nhà xe cùng với Trần Phi kiểu nào, không, áo não đi, chẳng lẽ còn tiếp tục lưu lại bị 360 độ mọi phía không góc chết đánh mặt. Xin nhờ, hắn không được, là thật không chịu nổi. Mặt đã là vứt sạch sẽ. Trần Tiên Sinh, người xem. Cản trở người đã đi rồi, chúng ta tiếp theo đi làm thủ tục chứ. Tôn Viện Viện, còn không đi nhanh cho Trần Tiên Sinh lui tiền. Vậy Cố Đại Đầu vội vàng cho Tôn Viện Viện nháy mắt. À, nha,
nhà tốt. Tôn Viện Viện lúc này cả đầu tử hồ dán, nói chuyện cũng không tỉnh táo, ngây ngẩn nói. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị tặng không ta à? Ngươi muốn thật đưa ta, xe này ta còn không cần, được rồi, tiền đều cho, là nhiều ít chính là nhiều ít đi, ta cũng không kém điểm này mà. Bất quá ngươi cũng đừng quên cho người ta cô gái nhỏ phát trích phần trăm nha. Người ta vì kiên quyết đối kháng ác thế lực, cũng bị một cái tát, trách cực khổ, ngươi nói phải không? Vậy, được rồi, gặp Trần Phi như thế nói, vậy cố đại đầu dĩ nhiên là không dám nói gì nữa. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Tôn Viện Viện tràn đầy tán thưởng, nói, Tôn Viện Viện, ngày hôm nay chuyện này ngươi làm rất tốt, như vậy. Ngày hôm nay Trần Tiên Sinh đơn này trích phần trăm giữ gấp đôi cho, ngoài ra, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, đi nhân sự báo cái đến, thăng chức làm quản lý đi. À, thật, thật, cảm ơn Di Đờ Cố, cảm ơn Trần Tiên Sinh. Nghe vậy vậy Tôn Viện Viện hoàn toàn là kích động, mặt đầy vui sướng. Trích phần trăm gấp đôi, đó chính là hơn 100.000 nhân với 2, còn có thăng cấp làm giám đốc. Cái này liên tiếp vọt ngạc nhiên mừng rỡ như nhân bánh vậy đập nàng trên đầu, trực tiếp là làm Tôn Viện Viện kích động. Vui sướng mau bối rối, không cầm được nói cảm ơn. Làm rất tốt, có duyên phận tạm biệt. Trần Phi cười vỗ một cái bả vai nàng, cười xoay người rời đi. Trần Tiên Sinh cảm ơn ngài. Ngài đi thong thả. Tôn Viện Viện ở phía sau một mặt kích động. Gặp Trần Phi từ xe kia hành lý mặt đi ra, Bùi Uyển Tình ngược lại là không hỏi một tiếng bên trong chuyện gì xảy ra, dù sao bằng nàng cảm giác, sớm đã là rõ ràng. Chồng, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Cái này mới hơn 2 giờ. Bùi Uyển Tình lười biếng trước duỗi người, rồi sau đó ôm Trần Phi cánh tay mắt đẹp lóe lên thần thái nói. Giống như là trong lòng đã có kế hoạch gì. Mới hơn 2 giờ à? Trần Phi quay đầu nhìn xem vậy Porsche nhà xe đồng hồ treo, chợt cười nói, người nói đi kia, chúng ta đi ngay kia. Bất quá ở trước đó, chúng ta được trước đi kho để xe đem xe kia cho mở ra. Thật, lão công vậy nếu không như vậy chúng ta đi uống cà phê chứ. Ta xem trên TV những người đó uống cà phê tốt như vậy chơi, ta cũng muốn đi thử một chút. Bùi Uyển Tình kinh ngạc vui mừng kêu lên, mặt đầy mỉm cười nói. Uống cà phê. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười. Được được được, đều được, ngươi nói đi uống cà phê, vậy chúng ta đi ngay uống cà phê. Bất quá thanh minh trước, đồ chơi kia ta cũng chưa uống qua, không hiểu. Trần Phi một đôi tròng mắt tỉ mỉ rơi vào Bùi Uyển Tình vậy bị áo sơ mi bao quanh nóng thân thể mềm mại lên, không nhịn được đều có chút cười. Xem ra nàng thật đúng là từ vậy trên TV trong phim truyền hình học rất nhiều à. Không phải còn có đôi lời nói thế nào. Người phụ nữ yêu nhìn phim truyền hình, là người đàn ông lớn nhất khắc tinh. Ha ha! Bại hoại, người mắt rảo hoạt tình nhìn đâu vậy? Còn muốn không muốn à? Bùi Uyển Tình gặp Trần Phi một đôi háo sắc ánh mắt quét qua mình thân thể, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run lên, gắt giọng. Ngươi là lão bà ta, không xem ngươi xem ai. Trần Phi căn bản là không có đem Bùi Uyển Tình hờn dỗi coi ra gì, đưa tay lầu một, liền tướng vậy vô số người đàn ông hâm mộ. Khát vọng hoàn mỹ nóng thân thể mềm mại trực tiếp là lộ thịt trong ngực, còn cười hắc hắc, tức giận Bùi Uyển Tình không nhịn được đối với ngực hắn một hồi nện. Nhưng thực cũng chính là làm dáng một chút rồi. Bại hoại, cắn kiểu diễm ướt át môi, Bùi Uyển Tình liếc Trần Phi một cái, cũng là ngoan ngoãn buông tha chống cự, mặc cho Trần Phi vậy cái ma chảo ở nàng thân thể mềm mại lên làm treo. Hi hi, đi thôi, chúng ta đi đem xe mở ra, lại đi tìm một chút xem. Có cái gì không địa phương có thể uống cà phê. Trần Phi trên mặt hiện ra đắc ý cùng tự hào mỉm cười, ôm Bùi Uyển Tình, hướng vậy đậu nhà để xe đi tới. Nhà để xe trước, vậy Tôn Viện Viện đã sớm là ở bên kia đợi. Vì vậy chỉ chốc lát sau công phu, một chiếc màu đen chính là ở nhà xe người trong cảm kích, kính sợ, hâm mộ đợi đợi một chút chứ phức tạp hơn trong ánh mắt, tiêu sái rời đi. Mà vào lúc này, làm Trần Phi mở đó cùng Bùi Uyển Tình lúc rời đi. Cách đó không xa, một chiếc giá trị triệu ngừng ở vùng lân cận trong bãi đậu xe xe Mercedes bên trong, trực tiếp là có cắn răng nghiến lợi tiếng mắng chửi phát ra. Thảo CMN, chó má, tiểu tạp chủng, cũng đừng làm cho lão tử có cơ hội bắt ngươi, nếu không. Ta hắn không giết chết ngươi ta cũng không kêu Viên Thiếu Kiệt. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, Viên Thiếu Kiệt lúc này sớm đã là tỉnh rượu. Một bên trong đầu còn lưu lại Bùi Uyển Tình vậy bị áo sơ mi.
quần jean bao vây hoàn mỹ, căng thẳng nóng thân thể mềm mại, khó khăn nuốt nuốt ngụm nước miếng, cắn răng, một mặt ghen tị, vẻ. Một bên lại là bởi vì tức giận, hâm mộ, ghen tị, mà để cho hắn vậy tấm nguyên bản coi như là qua phải đi mặt, cũng trở nên có chút vặn vẹo. Không có biện pháp, lấy hắn ở nơi này huyện Thành Dương thân phận, địa vị, chưa từng nhận như vậy bực bội khí. Mà bây giờ, không chỉ là khí bị, liền liền hắn gương mặt này, cũng là bị 360 độ mọi phía không góc chết đánh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Trần Phi mang người phụ nữ, còn như vậy cực phẩm, như vậy đẹp. Thậm chí hắn cũng hoài nghi mình đời này gặp qua không, chớ nói chi là chơi, cái này làm cho hắn Viên Thiếu Kiệt làm sao không ghen tị muốn chết. Bá bá! Giữa lúc Viên Thiếu Kiệt ghen tị, tức giận diễn cảm dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, bị ngăn ở hắn phía sau đồng dạng là một chiếc Mercedes-Benz xe thể thao, một cái đầu phát lòe loẹt, các loại màu sắc cà lơ phất phơ vòng tai to người tuổi trẻ không nhịn được nhấn xuống loa, còn đem đầu đưa ra cửa sổ tới, nghi ngờ nói, biểu ca ta cảm giác ngươi có cái gì không đúng à? Cái này làm gì chứ, ngăn ở cái này, chúng ta còn muốn đi mới vừa ca vậy bãi chơi đây, ngươi quên. Vậy giữ Viên Thiếu Kiệt loa người không phải người khác, chính là Viên Thiếu Kiệt cô nhi tử, cũng chính là hắn biểu đệ tử Tuấn. Và nhà bọn họ tập đoàn Thiên Hồng như vậy buôn bán đế quốc so với, hắn cô phụ, cũng chính là tử Tuấn ba hắn, đi đường hơi là có chút màu đen bối cảnh. Sớm mấy chục năm tử Tuấn ba hắn tên chữ, ở nơi này huyện Thành Dương coi như là có chút tên tuổi, mà bây giờ, leo lên tập đoàn Thiên Hồng cái này cây cao chi mà, có kim tiền nâng đỡ. Vậy càng là rất phi phàm, đạo nhi lên địa vị một tăng lên nữa. Hôm nay, tử Tuấn bà hắn danh hiệu một gọi ra, đừng nói là ở nơi này huyện Thành Dương, coi như là đi Bắc Sơn, đó cũng là có mấy phần mặt mỏng. Vậy vì vậy, cái này tử Tuấn tựa hồ vậy di truyền một ít bà hắn tính tình. Nhìn như liền không giống như là thứ tốt gì. Hơn nữa còn có một chút, cái này tử Tuấn, rất háo sắc. Nghĩ đến đây, vậy Viên Thiếu Kiệt không nhìn được đảo trong mắt một vòng. Cắn răng nghiến lợi tức giận nói, tiểu Tuấn, giúp biểu ca một chuyện kiểu nào. Mới vừa rồi trên xe kia cháu trai lại dám ở ta trước mặt nhảy mặt mũi, đùa bỡn nóng này, nếu không phải lão tử ngày hôm nay không mang hộ vệ. Muốn không chỉnh chết hắn, ta cũng không kêu Viên Thiếu Kiệt. Cái gì, trên xe kia tạp chủng dám ở biểu ca ngươi trước mặt nghiêu bức, ta liền nói ngươi mới từ Cố Đại đầu nhà xe đi ra, liền làm sao cảm giác có chút bất đại đối kính mà, nguyên lai là bị người cho oán hận liền à. Biểu ca ngươi yên tâm, ngày hôm nay chàng tử này, biểu đệ ta cho ngươi chống giữ. Vậy tử Tuấn nghe vậy lập tức là một mặt ta cũng biết diễn cảm, hùng hùng hổ hổ cười. Nhưng hắn ở trong mắt nhưng là lộ ra ngoan sắc. Nhà bọn họ theo Viên Thiếu Kiệt nhà đó hoàn toàn là trên một sợi dây châu chấu, thậm chí nói khó nghe một chút, nhà bọn họ nếu muốn phối hợp được tốt hơn, vậy khẳng định là thiếu không được Viên Thiếu Kiệt nhà tiền. Cho nên bây giờ Viên Thiếu Kiệt bị người khi dễ. Hắn khẳng định phải được ra mặt hỗ trợ. Hơn nữa còn có, biểu đệ, tiểu tạp chủng kia bên người còn đi theo người nữ, hắn là thật đẹp. Ta đời này đều không gặp qua như vậy cực phẩm nàng mà, nếu có thể mang về thoải mái một chút, vậy cũng đáng giá. Nhưng vào lúc này vậy Viên Thiếu Kiệt lại không nhịn được mở miệng nói, ở trong mắt hiện ra lửa nóng vẻ. Thật, vậy hắn còn chờ cái gì, truy đuổi, ta gọi điện thoại để cho người. Nghe lời này một cái vậy tử Tuấn trực tiếp là phấn khởi, cặp mắt đỏ au, kích động giống như là động được chó mẹ, trực tiếp là móc điện thoại ra bắt đầu để cho người. Nhà bọn họ chính là ở nơi này một mảnh lẫn vào, cái gì hộp đêm, ca vũ thính, quán ba, địch ba đợi đợi một chút vậy cũng là ở nơi này một mảnh. Chỉ cần hắn tử Tuấn một cú điện thoại, đâu còn sẽ không gọi được người. Cùng lúc đó, Trần Phi đang vừa nhìn xe vừa cùng Bùi Huyền Tình thương lượng đi đâu uống cà phê. Ừ, nhưng đột nhiên, hai người bọn họ nhưng đồng loạt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cau mày nhìn nhau một cái, bởi vì ở hai người bọn họ thần thức trong cảm giác, đang có mấy chiếc xe van vô cùng phách lối sông ngang đánh thẳng tới, tướng bọn họ bước cho ngừng. Cùng Trần Phi muội tử có chút lạnh dừng xe tới, vậy trên xe van đã là đi ra một đám hung thần ác sát đại hán xâm người, trong tay cầm thép đao, gậy đánh banh các loại, vây quanh bọn họ xe chửi mắng. Được, xem ra chính là ngươi. Cho lão tử bây giờ cái này thật tốt đợi, cùng từ thiếu bọn họ tới, tái hảo hảo thu thập ngươi. Nghe không? Trong đó một người cầm đầu, nhìn như ít nhất là có 1m9 cao, hết sức to lớn. Chỉ gặp hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ,
một gậy đánh banh hướng về phía chỗ tài xế ngồi cửa sổ chính là một chút, phịch. Cửa sổ một hồi lay động. Nếu không phải bởi vì mắc tiền xe phẩm chất thích hợp, một gậy này cầu côn xuống, sợ rằng cửa sổ cũng hẳn là nứt ra mới đúng. Trần Phi con người lập tức đổi được âm trầm rất nhiều, cũng không chậm trễ, trực tiếp là đẩy cửa ra đi xuống. Mà ở thấy Trần Phi lại dám xuống xe, những người đó, cùng với vậy 1m9 cao lớn hán đều là không nhịn được ngẩn người. U, lá gan thật không tiểu nhân à, còn dám xuống. Vậy 1m9 cao lớn hán ánh mắt bất thiện cười lạnh nhìn Trần Phi, mặt đầy châm chọc nói. Ở hắn xem ra, Trần Phi đây không phải là lá gan không nhỏ, mà là hữu dũng vô mưu. Đừng nói bọn họ hiện ở nhiều người như vậy, coi như là chỉ có hắn một người, cũng có thể một cái tay dễ dàng tướng Trần Phi cái này thân thể nhỏ quật ngã, dưới tình huống này, người đi xuống xe có ích lợi gì? Muốn chết sao? Ha ha! Ai bảo các người tới? Trần Phi lạnh lùng quét người nọ một cái, cổ tay hoạt động một chút, rắc rắc. Xem bộ dáng là không nhịn được muốn động thủ. Hắn, lão tử mới mua sách mới, đi lên chính là một chút, được à, lá gan là thật lớn, có thể, thật có thể. Hiển nhiên, lúc này Trần Phi, trong lòng đã là đối với vậy 1m9 cao lớn hán xử tử hình. Hu hu! Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến siêu cường sức lực tiếng nổ của động cơ. Cùng lúc đó, hai chiếc xe Mercedes trực tiếp là gào thét siêu tốc tới. Chính là vậy Viên Thiếu Kiệt còn có Từ Tuấn xe. Là Từ Thiếu bọn họ xe. Từ Thiếu bọn họ tới. Vậy 1m9 cao lớn hán nhất thời biết là ai tới. Ừ, Trần Phi nhướng mày một cái, rồi sau đó cười lạnh, nguyên lai là hắn. Hắn thần thức cảm giác, cũng đã biết là ai tới. Một khắc sau, kịch liệt tiếng bánh xe cọ sát vang chói tai dậy. Vậy hai chiếc xe Mercedes tự nhiên trượt dừng ở bọn họ trước mặt, mà vậy Viên Thiếu Kiệt lại là trực tiếp không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra, nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới chứ, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, quên không quên ta trước nói cái gì. Ta nói, ngày hôm nay chuyện này còn chưa xong, gặp Trần Phi lại dám xuống xe, vậy Viên Thiếu Kiệt trực tiếp là cắn răng nghiến lợi tranh cười gần nói. Biểu ca, chính là thằng nhóc này. Cùng lúc đó... Vậy Táng Yêu gia tộc giết mét hình dáng Từ Tuấn cũng là xuống xe, trên quần treo một sợi xích sắt tử, ngẩng đầu, một mặt phách lối theo liếc nhìn Trần Phi một cái, liền không có hứng thú, hướng bên cạnh Viên Thiếu Kiệt hỏi. Biểu ca, người nói thế nào cực phẩm nàng đâu? Làm sao không thấy được? Nguyên lai hắn tâm tư là ở phía trên này. Hẳn ở trên xe, cùng thu thập thằng nhóc này, chúng ta đang từ từ thoải mái. Vậy Viên Thiếu Kiệt vừa nói, đột nhiên dừng lại. Bởi vì Trần Phi sau lưng kế bên người lái cửa xe lại có thể mở ra, rồi sau đó, một cái căng thẳng bị quần jean bao vây thon dài chân dài thân sau khi đi ra, tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. À, biểu ca đây chính là ngươi nói nàng, con bà nó, thật cực phẩm à, thật là đẹp, so hắn ta trước chơi những cái kia hoa khôi trường học, người mẫu, nữ tiếp viên hàng không thoải mái nhiều. Ngày hôm nay hắn chúng ta thật có phúc. Vậy Từ Tuấn vừa thấy được Bùi Huyền Tình xuống xe, trực tiếp là mắt đều thẳng, dâm giang cười nói. Đó là, mới vừa rồi không chú ý xem, cô nàng này lại có thể đẹp như vậy, hôm nay là phải thật tốt thoải mái một chút. Vận khí thật không tệ. Vậy Viên Thiếu Kiệt cũng là bị móc ra lửa, cặp mắt đỏ bừng, ánh mắt nóng như lửa nói. Cùng lúc đó, gặp Bùi Huyền Tình lại xuống xe, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ngươi đi xuống làm gì? Dọn dẹp một chút những thứ này làm cho người chán ghét con kiến. Bùi Huyền Tình mặt đẹp nghiêm túc nói. Nghe lời này một cái, vậy Từ Tuấn, Viên Thiếu Kiệt các người đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không nhịn được cười rộ đứng lên. Ai u biểu ca ngươi nghe không, cô nàng này nói muốn sửa chữa chúng ta không nghe lầm chứ. Người đẹp năm nay bao nhiêu tuổi, có phải hay không còn đang đi học à, nếu không, hai ta đi mở cái phòng. Ta nằm trên giường để cho ngươi thật tốt sửa một chút. Ha ha, ha ha ha. Từ Tuấn hết sức thô bỉ, cười, miệng đầy trêu đùa. Làm trò đùa, cũng không xem cái này cái gì chiến trận trường hợp nào, một nũng nịu siêu cấp đại mỹ nữ nói muốn sửa chữa bọn họ, lấy cái gì sửa chữa. Trừ lửa kia cay giết người thân thể, Từ Tuấn thật sự là không nghĩ ra những thứ khác. Thật đúng là đừng nói, ngày hôm nay hắn là thật vận khí tốt, đụng phải như thế cực phẩm nàng mà. Đầu óc còn như thế mơ hồ, trời xanh hắn Từ Tuấn còn chỉ thích một hớp này. Lần này có thể thật tốt thoải mái một chút, cứ việc chơi chơi.
Nghe vậy, Bùi Uyển Tình lông mày xinh đẹp nhíu mày một cái, không nhịn được hướng bên cạnh Trần Phi hỏi, lão công, người này có thể giết sao? Bót! Xong rồi, Trần Phi vỗ ót một cái, rõ ràng những thứ này ngu si là thật đem Bùi Uyển Tình cho làm cho tức giận. Nữ nhân này nếu là thật một khi tức giận, vậy coi như là thật xảy ra chuyện lớn. Trần Phi không biết làm sao gãi gãi đầu, nói, tùy tiện đi. Loại người cặn bã này, giết vậy liền giết. U, các người nghe một chút, các người nghe một chút, nghe không, người đẹp này nói gì tới, hắn nói muốn giết ta. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới các người còn gắng gượng hoành à, động một chút thì là giết người, không quá ta thích, muốn quá kinh sợ chơi cũng chưa có thú vị. Ngươi là không biết, ta thích nhất những cái kia nhìn như nhiều ưu việt người phụ nữ, bị ta chơi khóc kêu dáng vẻ của mẹ, đó là thật thoải mái. Vậy Từ Tuấn nhìn không được bật cười, giết hắn, cái này hai người sợ là chưa tỉnh ngủ chứ. Vậy Viên Thiếu Kiệt cũng là không nhịn cười được, đứng ở Trần Phi trước mặt, cực kỳ phách lối nói đến. Tiểu tử, xem ra ngươi là còn không biết tìm tới người giúp là ai chứ. Nói cho ngươi, hắn ta biểu đệ Từ Tuấn. Ba hắn người biết là ai không? Đây chính là chúng ta huyện thành Dương Đạo Nhi lên từ cửu chỉ, cửu gia. Hắn ở chúng ta trước mặt trang hoành, trang nghiêu bức, người có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ha ha, ha ha, biểu ca và phế vật kia nói nhiều như vậy làm gì? Có các huynh đệ ở đây, người muốn làm sao báo cửu còn không phải là liền làm sao báo cửu, hắn dám phản kháng. Tùy tiện làm, xảy ra chuyện ta Từ Tuấn chịu trách nhiệm. Hi hi, tới đi người đẹp. Vừa vặn ngày này khi bị tử làm giường, người Từ Tuấn ca ca để cho ngươi thật tốt nhận thức đề ra hội nghị, cái gì là làm đàn bà cảm giác. Ừ, ở nơi này ngươi cái này củi mục lão công trước mặt, ha ha, ha ha ha. Hiển nhiên, vậy Từ Tuấn lúc này đã hoàn toàn là không dằn nổi, sắc đảm công tâm. Ánh mắt nóng như lửa vạn phần, bề ngoài dâm đãn mê mê từng bước một đến gần Bùi Uyển Tình, thấy tình cảnh này, Bùi Uyển Tình cũng là ánh mắt híp một cái. Lạnh lùng mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt lạnh lùng vẻ. Vì vậy một khắc sau, liền gặp hắn đưa ra béo mập tay phải bàn tay cái, đặt ngang ở trước mặt. Thấy tình cảnh này vậy Từ Tuấn không nhịn được ngẩn người, ngay sau đó cười đó là càng vui vẻ hơn. Ai u người đẹp, người đây là muốn chủ động sợ ta. Tốt lắm, tay này thật đúng là bạch hà, tiên nộn nộn, mau tới, ta để cho ngươi trước sờ một cái. Nhưng vào lúc này, Bùi Uyển Tình cái tay kia khẽ động. Phốc suy, một đạo quang ảnh xuyên thấu đi ra ngoài. Cùng dây. À, vậy Từ Tuấn sắc mặt trực tiếp là cuồng biến đứng lên, đổi được cực độ thống khổ, tái nhợt, còn có đậm đà không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn xem mình ngực, chỉ gặp tim vị trí nơi đó, hoảng sợ đã là nhiều hơn một cái gai mắt lỗ máu. Biểu đệ, vậy Viên Thiếu Kiệt ánh mắt ngay tức thì không nhìn được cứng, lại là sợ hãi. Lại là run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tuấn trước ngực máu kia động. Bởi vì lấy hắn tầm mắt, cái phương hướng này, vừa vặn đã có thể thấy, Từ Tuấn tim, đã, kinh là không có. Từ thiếu, những cái kia Từ Tuấn gọi điện thoại gọi tới côn đồ lúc này cũng ngây dại, hoàn toàn hoảng loạn lên. Từ Tuấn là bọn họ ông chủ lớn, đầu rồng từ cửu gia nhi tử, muốn thật là khi bọn hắn mặt xảy ra chuyện, bị giết. Vậy bọn họ sợ rằng tất cả đều phải đi bị ném hải lý nuôi cá mập. Thúi bi tử ngươi đó làm cái gì? Chúng ta giết chết ngươi. Một người nhặt lên trong tay xích sắt chính là thâm độc hướng Bùi Uyển Tình đầu đập xuống, ở trong mắt tràn đầy tàn bạo. Phịch. Một cái tay tướng xích sắt kia tử chặn lại. Người sau trực tiếp là đổi được nhúc nhích không được. Ở ta trước mặt động phụ nữ của ta, người vậy thật là lấy là ta là không khí. Trần Phi trừng mắt nhìn. Tiện tay kéo một cái, xích sắt kia tử liền hướng người nọ truyền đi bài sơn đảo hải lực lượng, xì một tiếng, người nọ cánh tay cũng trực tiếp là bị lực lượng này xé đứt, máu tươi cuồng phún, thân thể người cũng là thẳng tắp té xuống, rót vào trong vũng máu. Hắn nguyên bản lần này về trái đất là không muốn giết người, có thể Bùi Uyển Tình giết tất cả một cái. Vậy thì dù sao giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, tùy tiện. Tích tích tích, máu tươi nhức mắt. Tản ra kinh người mùi máu tanh, máu tươi nhanh chóng từ người nọ cùng với Từ Tuấn ngực giống như là suối nhỏ vậy chảy ra, tựa như cùng là vòi nước mở ra như nhau, dừng không được. T. Cái này. Thật ra thì đây cũng chính là mấy giây cách nhau, cái này toàn bộ hiện trường bầu không khí cũng đã là hoàn toàn đổi được không giống nhau. Chỉ gặp những người đó ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi,
Bùi Huyền Tình, bầu không khí tựa như cùng là chôn ở lạnh như băng, sâu thẳm dưới đất quan tài, loại cảm giác đó, đơn giản là làm ra đầu tê dại, cả người phát mồ hôi. Ngươi, các ngươi lại dám giết người. Trong yên tĩnh, Vậy Viên Thiếu Kiệt giống như là nháy mắt tức thì mất đi cả người khí lực, đặt mông ngã xuống đất, sợ hãi vạn phần nhìn Trần Phi còn có Bùi Huyền Tình. Giống như là ở xem hai cái coi trời bằng vung ác ma. Cứ như vậy không minh bạch, đối phương lại trực tiếp là giết hai người. Hắn, bọn họ kết quả là chọc phải người nào à? Giết người, ha ha, các người mới vừa không phải gắng gượng như bức sao, bây giờ làm sao là được như vậy, sợ choáng váng. Không liền chết tên cặn bã, đến nỗi vậy. Nghe vậy, Trần Phi cười một tiếng, nói. Nghe được như vậy, Vậy Viên Thiếu Kiệt cùng với một loại bàn tay mặt cũng liếc, không cầm được ra đầu tê dại. Cái này hắn rốt cuộc là người nào à? Giết người, cũng còn có thể cười được. Ngươi, các người, nhưng vào lúc này, Vậy tim nổ Từ Tuấn đột nhiên giật giật, cứng ngắc ngẩng đầu lên, mặt tựa hồ cũng đã bởi vì vô tận đau đớn mà vạn phần vặn vẹo. Mặt dữ tợn kia bàng, thậm chí đều đã gần như không nhìn ra là mặt người. Ngươi có phải hay không muốn biết, tim cũng bị mất, tại sao ngươi còn chưa có chết? Hơn nữa còn có thể cảm nhận được vô cùng thống khổ. Trần Phi cười nói, nhìn một cái mặt đẹp lạnh như băng Bùi Huyền Tình, trong lòng không nhịn được một hồi lẩm bẩm. Quả nhiên à, người phụ nữ chọc không được, nếu không một khi nếu là tức giận, đó chính là thật tàn nhẫn. Cứu, cứu ta! Vậy Từ Tuấn lúc này đã bị Vậy vô tận thống khổ hành hạ, hoàn toàn không có biện pháp lo lắng những thứ khác, chỉ có thể bản năng cầu xin tha thứ. Mà những người khác nghe vậy, nhưng là đồng loạt cả người rung một cái. Đúng. Bọn họ muốn biết, chính là cái này. Tại sao bọn họ rõ ràng đã thấy, Từ Tuấn trước ngực máu kia trong động, tim đều đã nổ không có, tại sao Từ Tuấn còn chưa có chết, còn biết nói chuyện, còn biết đau? Là, tại sao sẽ như vậy? Bọn họ không nghĩ ra. Bởi vì à, thôi, còn chưa nói cho ngươi, chờ lát nữa chính ngươi hẳn biết. Trần Phi lắc đầu một cái, thật ra thì nói trắng ra, Từ Tuấn bây giờ sở dĩ không có chết, chính là bởi vì Bùi Huyền Tình dùng chút linh khí đem mệnh tạm thời cho treo ở. Mà chỉ cần trong cơ thể hắn máu toàn chảy hết, chỉ sợ cũng liền chơi xong. Thủ đoạn này ở hắn và Bùi Huyền Tình cái này tu chân giới lớn lên người mà nói, chưa thấy được có cái gì. Nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn là hơi quá ác quá dọa người một ít, cho nên, vẫn là cất hồ đồ chết đi. Dù sao có biết hay không, đều giống nhau. Lão công, bọn họ xử lý như thế nào? Nhưng vào lúc này, Bùi Huyền Tình lãnh đạm ánh mắt lại đang vậy đã hù ngu một đám người trên mình quét một vòng, lên tiếng nói. Không, không muốn à. Chúng ta đều là vô tội, chuyện này theo chúng ta không quan hệ. Van cầu ngươi. Van cầu các người thả qua chúng ta, không muốn à? Nghe vậy những người đó trực tiếp là ngu, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng cầu xin tha thứ. Xem ngươi, Trần Phi lúc này ngược lại cảm thấy được không sao, bởi vì những người này vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì, thật muốn giết, vậy không có quan hệ gì, sẽ không cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Bà cô, ca, lão đại chúng ta thật sai rồi, van cầu các người. Thả qua chúng ta thật không dám. Nghe vậy, những người đó sắc mặt càng tái nhợt, con người mở thật to rất lớn, cành cạch quỳ đầy đất, điên cuồng cầu xin tha thứ. Làm trò đùa, bây giờ ở bọn họ trong mắt, Trần Phi cái này hai vợ chồng thật là không phải là người, bọn họ nào còn dám lại chọc, càn rỡ nữa. Hơn nữa, chuyện này và bọn họ dám quan hệ không có, bọn họ cũng không muốn chết à. Ai muốn chết? Được rồi. Thấy tình cảnh này Bùi Huyền Tình cũng là lắc đầu một cái, mất đi hứng thú. Đúng là, những người này bất quá là một đống tới góp nhân số, thật muốn từng cái giết, nàng vậy ngại phiền toái, lười được. Đa tạ bà cô, những người đó lúc này mới cảm giác mình do địa ngục đến thiên đường, hiến mị cầu xin tha thứ còn kém không dập đầu. Đúng rồi, người tới đây, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, xông lên vậy cầm gậy đánh banh. Cái mà có chừng 1m9 cao người đàn ông vạm vỡ, vẫy vẫy tay. Người sau lớn như vậy cái mà, nghe vậy lại là hù được thiếu chút nữa không tê liệt đi xuống, ánh mắt run rẩy, một bước ba lay động, hơn mấy chục giây mới đi xong vậy mấy mét khoảng cách, chiến sừng sững nhìn Trần Phi lắp bắp nói ca, lão đại ngài kêu ta. Bây giờ biết kêu ca,
mới vừa rồi Uy Phong đi đâu rồi? Trần Phi đưa tay ở hắn mặt vỗ lên một cái, cảm giác có chút buồn cười. Không, không phải ca ta sai rồi. Ta thật sai rồi, van cầu ngươi tha ta lại không dám. Đại hán kia trực tiếp là hù được thiếu chút nữa tè ra quần, mặt đầy tái nhợt, một miệng cà lăm, nói. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, mới vừa cái tay kia đập ta xe, mình phế đi, nếu không ta tự mình động thủ, muốn khống không ở lực mà, kết quả chỉ sợ cũng theo vậy cũng hỏng chàng trai mà vậy. Ngươi tự suy nghĩ một chút, cho 30 giây thời gian cân nhắc, ba. Trần Phi chỉ vậy đã chết hẳn xui xẻo chàng trai mà, cười híp mắt nói. À, ta sai rồi, thật sai rồi. Van cầu ngươi có thể không thể bỏ qua ta lần này. Vậy 1m9 cao lớn người Hán đều đần đột, người run lẩy bẩy, trực tiếp là quỳ xuống thảm hề hề điên cuồng cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là không cầm được vạn phần hối hận. Hắn mới vừa rồi cầm gậy đánh banh đập Trần Phi cửa kiếng xe hộ, bất quá là muốn cố ra vẻ tí, đều vô dụng lực, nào biết liền bởi vì cái này, bây giờ lại muốn hắn tự phế một cái tay. 2. Đại hán cầu xin tha thứ Trần Phi đều không để ý, lười biếng nói. Làm trò đùa, hắn đây chính là xe mới, bị đập lòng đó là oa oa đau, không đem bãi tìm trở về, đó mới là lạ. 2. Nghe được Trần Phi vậy không nhanh không chậm thanh âm. 1m9 cao lớn hán không khỏi trong lòng lại là một lộp bộp, khó chịu đứng lên, để cho chính hắn tự tay làm gãy mình một cánh tay. Ai sẽ nguyện ý à? Nhưng nếu là hắn không muốn, một bên vậy ngã trong vũng máu đã là lạnh có chút thấu triệt cỗ thi thể kia, lại để cho hắn chân thực thăng không dậy nổi lá gan, nói chữ, không. Gặp vậy 1m9 cao lớn hán do dự dáng vẻ, Trần Phi bất đắc dĩ nhún vai một cái, thanh âm hơi trở nên có chút lạnh lùng nói. Làm sao, không muốn. Phải, xem ra ngươi là muốn cho ta tự mình ra tay. Không, có cần hay không? Ta, chính ta tới. Nghe vậy, vậy 1m9 cao lớn hán trực tiếp là không nhịn được cả người run lên, đều phải hù chết. Trần Phi tự mình động thủ, hắn vạn nhất nếu là thật không có khống chế được khí lực, hoặc là dứt khoát liền là cố ý, vậy còn rốt cuộc còn chơi hay không à? Đây chính là sẽ chết người. Ta, chính ta tới. Chỉ gặp vậy 1m9 cao lớn hán hung hăng cắn răng, từ vậy trong túi cầm ra một cây dao găm, từ từ hướng hắn cánh tay bả vai địa phương quạt đi. Có thể vào lúc này, tựa hồ là bởi vì có dao găm ở trên tay, nguyên bản hắn run rẩy nội tâm, lại đột nhiên nhiều chút tàn bạo dũng khí. Chỉ gặp mắt thần thâm độc len lén liếc mắt Trần Phi, thừa dịp người sau, không chú ý xem, công phu, lại là lâm trận phản bội, trên mặt ngay tức thì lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Trong tay dao găm thẳng tắp chính là hướng Trần Phi ngực đâm tới. Cùng lúc đó, hắn trên mặt còn có đắc ý cười nhạt. Khoảng cách gần như vậy, sợ rằng chỉ cần là người cũng đừng hắn cho lão tử muốn tránh đã qua. Cái gì? Có thể sát theo, hắn lại một lần không cười được. Vèo! Sẽ ở đó 1m9 cao lớn hắn trong mắt, vậy vô cùng sắc bén dao găm cũng đã là muốn đâm vào Trần Phi ngực. Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, khoát tay. Bỗng nhiên xuất hiện hai cây ngón tay thon dài, nhẹ chậm bình thản trực tiếp là tướng vậy dao găm nhận đỉnh cho kẹp lấy. T, mọi người trong mắt có giúp một cái, rồi sau đó trực tiếp là không nhịn được há to mồm, vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh tiếng. Có thể, làm trò đùa, dùng hai ngón tay liền đem dao găm cho kẹp lấy. Cái này hắn thật vẫn là người sao? Nhất thời, vậy 1m9 cao lớn hắn cũng là ngay tức thì sợ choáng váng. Thân hình khổng lồ lảo đảo lắc lư, chiến nguy nguy. Ngẩng đầu lên, thấy Trần Phi vậy tràn đầy nghiền ngẫm cùng cười lạnh gương mặt, vậy 1m9 cao lớn hán cả người run một cái. Ca, đại ca, ta sai rồi, ta là thật sai. Hiển nhiên, hắn bây giờ là thật biết sợ, nhưng mà, đã chậm. Bởi vì lần này, không đợi vậy 1m9 cao lớn hán đem lời nói hết hoàn, Trần Phi trực tiếp là đưa tay khoác lên hắn trên đầu vai. Nắm được hắn xương bả vai, hơi kéo một cái. Đâm. Phốc suy. Đi đôi với vậy thanh âm chói tai, máu tươi, trực tiếp là như suối thủy bàn phun ra ngoài. Tay ta. Đây quả thực là đau tê tâm liệt phế, làm vậy 1m9 cao lớn người đàn ông ở một hồi gương mặt vặn vẹo sau đó, trực tiếp là đau hôn mê bất tỉnh. Thẳng tắp ngã xuống đất lên, máu tươi tràn ra thành vũng máu. Thấy tình cảnh này,
vậy từng cái vây chung quanh kẻ ác, côn đồ các kẻ là thật thiếu chút nữa không toàn hù đi tiểu. Chỉ gặp bọn họ lúc này toàn từng cái ra đầu nhám, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Trần Phi, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Nào còn có trước vậy uy phong kính nhi. Và Trần Phi so với, bọn họ coi là cái gì côn đồ các kẻ. Thật là học sinh tiểu học còn không sai biệt lắm. Ai, nói hết rồi đừng để cho ta tự mình ra tay, không phải không tin, lần này xong chưa? Trần Phi một mặt, cũng không phải là chủ ý, lắc đầu một cái, ánh mắt lại rơi xuống vậy đã sớm sợ té đái Viên Thiếu Kiệt Viên Thiếu trên mặt, nhíu mày một cái, nói ta nhớ ngươi tên gì, nhà đúng rồi. Viên Thiếu đúng không, nếu Viên Thiếu nghĩ như vậy truy đuổi chúng ta, vậy được, vậy ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, để cho ngươi như nguyện như nguyện. Trần ca ta sai rồi, ta thật sai rồi, van cầu ngươi tha ta lần này, ta lại không dám, người đại nhân không nhớ tiểu nhân qua có được hay không. Ta thật sai rồi, vậy đã bị sợ xón đái Viên Thiếu Kiệt điên cuồng cầu xin tha thứ, mặt đầy thảm trạng, đáng tiếc, đã là vô dụng. Bởi vì Trần Phi Lý cũng không để ý đến hắn nữa. Ngươi, Trần Phi tiện tay chỉ một cái, chỉ đến cả người lên treo có cái loại đó trang sức xích sắt côn đồ các kẽ trên mình. Đem trên mình ngươi vậy phá dây chuyền cho ta lấy tới. Trần Phi nói, là ca, ta lập tức cởi, lập tức cởi. Vậy bị gọi đến tên côn đồ các kẽ cả người run lên, rồi sau đó lập tức là lấy quang giống vậy độ cởi ra xích sắt trên người tử, chiến sừng sững giao cho Trần Phi trên tay. Là tả, không tệ, đồ chơi này thật giống như tạm được. Trần Phi tiện tay tướng xích sắt kia tử bỏ rơi vung, cảm giác cũng không tệ lắm, gắng gượng bền chắc. Rồi sau đó liền gặp một mặt cười đều ánh mắt dừng lại ở vậy Viên Thiếu Kiệt trên mặt. Viên Thiếu, tới đi, ta cảm giác đồ chơi này ngươi thật thích hợp. Ngươi muốn làm gì? Không, không muốn à, Trần ca ta sai rồi, thật sai rồi. Vậy Viên Thiếu Kiệt mặc dù là đang cầu xin tha, có thể vậy kêu là tiếng, làm sao vừa kêu vượt cho người cảm giác có chút bất đại đối kính. Con bà nó, ngươi kêu loạn cái rắm, ta không yêu thích đó, không gay. Một khắc sau, Trần Phi đột nhiên mặt đầy hắc tuyến, khóe miệng giật một cái, phịch một tiếng, một cước chính là hướng vậy Viên Thiếu Kiệt đá tới, tướng hắn cho đạp người ngưỡng mã phiên, lăn lộn trên mặt đất. Lại theo, liền gặp hắn trực tiếp là tướng vậy Viên Thiếu Kiệt dùng xích sắt buộc lại, một đầu khác cố định ở hắn vậy mạch khảm xe chỗ đậu, lạnh lùng nói, xem thân thể ngươi như thế hư, hãy cùng ở chúng ta phía sau xe chạy chứ. Vừa vặn giúp ngươi cải thiện, vận động thân thể một chút. Theo, đi theo phía sau xe chạy. Không muốn à, Trần ca ta sai rồi, ta thật sai rồi. Vậy Viên Thiếu Kiệt nghe lời này một cái vậy còn có, ngay tức thì trên căn bản là mau hù tê liệt. Trong lòng tràn đầy đều là khuất nhục, còn có bi phẫn và tan vỡ. Cái này rèn luyện cái đầu ngươi. Để cho hắn theo xe phía sau cái mông chạy, hắn cũng không phải là xe gắn máy, cái này CMN có thể chạy được qua sao? Thảo, đây chính là sẽ chết người. Hu hu. Có thể một giây kế tiếp đáp lại hắn, nhưng chỉ là một đạo điếc tai động cơ khởi động tiếng nổ. Viên Thiếu, sự bị, 3, 2, 1, đi. Trần Phi đem đầu từ chỗ tài xế ngồi cửa sổ đưa ra tới, thẳng đứng 3, 2, 1, sau đó chân đạp cần ga, xe trực tiếp là khởi bước. Không, không muốn à. À, ta, lỗ mũi của ta, à. Chỉ nghe phía sau truyền tới một đạo vô cùng là thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, Trần Phi thật là đều không nhẫn tâm về phía sau xem, bất quá, có thần thức ở đây, hắn cũng là biết tình cảnh kia kết quả là bao thê thảm, nhiều cay ánh mắt. Muốn nếu đổi lại là những người khác, những thứ khác người bình thường, hắn còn không xuống được nhẫn tâm làm như vậy, bất quá loại người cặn bã này, loại này cậu ấm không thiếu, vậy cũng không sao. Dám đánh hắn Trần Phi phụ nữ chú ý. Cũng là thật không biết Mã Vương ra có mấy lần. Hừ. Phía sau xe, vậy Viên Thiếu Kiệt giống như là một phá vải cánh buồm, bình bịch bịch qua lại trên đất đụng, hoặc là quỳ xuống đất, hoặc là bị kéo đi, lỗ mũi cũng sai lệch, chân vậy què. Không cầm máu được chảy ra, cái loại đó dai dứt đau đớn để cho hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Sắc sắc, rốt cuộc, xích sắt kia tử giống như là không chịu nổi lực đạo này từ trong ở giữa nứt ra tới. Vậy Viên Thiếu Kiệt thân thể lập tức lăn ra ngoài rất xa, nhưng cuối cùng, vẫn là được cứu rồi. Bất quá lúc này hắn sớm đã là ngất đi. Lão công, làm sao còn phải thả qua hắn à? Trên xe,
cảm giác được phía sau xe truyền tới động tĩnh, Bùi Huyền Tình nghi ngờ không hiểu nói. Nguyên lai, xích sắt kia tử sở dĩ sẽ đoạn, không phải bởi vì chính nó phán đoán, mà là bởi vì Trần Phi. Chút giận một chút là được, ta khác có biện pháp thu thập hắn. Trần Phi một bên cầm tay lái, vừa nói. Vừa nói, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại đem chuyện này mà kết thúc một chút. Có thể nhưng vào lúc này, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, linh khí bao quanh trong túi xách điện thoại di động bay ra, chỉ gặp vậy tới điện biểu hiện lên, biểu hiện là, Vương Đại Sơn, ba chữ, hắn còn có chút giật mình. Bởi vì hắn đang chuẩn bị cho Vương Đại Sơn gọi điện thoại, để cho hắn đem chuyện này mà kết thúc một chút, ai biết, đối phương điện thoại nhưng tới trước. Này, là ta là Trần Phi. Vương giáo quan ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì không? Tiếp thông điện thoại, Trần Phi hỏi. Tổng giáo quan là ta bất lực, xin trách phạt. Điện thoại bên trong truyền đến Vương Đại Sơn tự trách thanh âm. À, cái gì? Trần Phi nghe vậy ngẩn người, có chút nghi ngờ nói, Vương giáo quan ngươi đây là thế nào? Cái gì bất lực không vô năng, ngươi lời này, ta có chút nghe không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái gì chuyện sao? Ai? Là như vậy, Tổng giáo quan, mới vừa rồi phía trên theo ta màn ảnh mở ra sẽ, bất quá nói không thành, không khuyên ở. Cho nên mấy ngày nay phía trên hẳn sẽ phái người tới một chuyến, là tới tìm Tổng giáo quan ngài. Vương Đại Sơn bất đắc dĩ nói. Tìm ta, Trần Phi lúc này mới hơi có chút nghe hiểu, trầm mặc một chút, lại hỏi, Vương giáo quan, người nói phía trên, là cái nào phía trên? Không ra ngoài dự liệu, hẳn là quốc an tổ người. Vương Đại Sơn nói, quốc an tổ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lại hỏi, bọn họ tại sao tới tìm ta? Là bởi vì trước kia kinh đô chuyện kia? Không phải, là bởi vì là bạch xà giáo sự kiện kia. Tổng giáo quan, thật là ngài buông lời nói phải đem bạch xà giáo diệt. Vương Đại Sơn dừng một chút, không nhịn được hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có loại lạ không nói được gì, cùng rung động cảm giác. Bởi vì tuy nói hắn biết, Trần Phi Trần Tổng giáo quan thực lực rất lợi hại, có thể vậy bạch xà giáo, vậy càng không phải là cái gì tốt chọc à. Từ 2-3 năm trước, vậy cự linh bí cảnh mở ra, bạch xà giáo đến bọn họ cái này hoa hạ sau đó, vậy thì vẫn là trong vòng quân lâm thiên hạ, hung uy cái thế chủ nhân. Vô địch tồn tại, trừ khác mấy nhà đồng dạng cũng là từ vậy cự linh bí cảnh đi tới nơi này hoa hạ thế lực ra, cái này bạch xà giáo trên căn bản là không người dám chọc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ Tổng giáo quan Trần Phi nhưng buông lời nói, phải đem vậy bạch xà giáo tiêu diệt. Hắn có thể không rung động sao? Bạch xà giáo, nguyên lai là, ai, làm nửa ngày là rời cứu binh đi, như thế nhát gan, thôi, chuyện này và ngươi không quan hệ, ngươi vậy đừng nhúng vào, bọn họ muốn đến tìm ta vậy hãy để cho bọn họ tới đi. Trần Phi bật cười khanh khách. Không nghĩ tới vậy bạch xà giáo có thể và quốc an tổ khuấy đến một khối mà đi. Đây cũng là đổi có ý tứ dậy rồi à. Tổng giáo quan. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn nghe vậy ánh mắt run rẩy, hiện ra vẻ kinh dị, liền vội vàng gật đầu. Ngoài ra ta bên này còn có chút chuyện muốn ngươi giúp ta xử lý hạ. Là như vậy, Trần Phi lại đem Viên Thiếu Kiệt, Từ Tuấn chuyện này cho Vương Đại Sơn nói hạ. Tuy nói, họ không và người nhà. Nhưng nếu là giống như mới vừa rồi cái loại đó kẻ ác, côn đồ các kẻ ung thư mà nói, hắn vậy không ngại thuận tay xử lý, làm một chút chuyện tốt mà. Loại này coi trời bằng vung kẻ ác tổ chức, đến lượt toàn san bằng liền tốt nhất. Hắn lười được từng cái đi tự mình động thủ, nhưng Phi báo đổ thật thích hợp làm cái này. Tổng giáo quan ta hiểu ý, ta lập tức để cho người đi làm. Ngài yên tâm, chỉ cần một khi là có vấn đề, toàn cũng không thể chạy mất. Vậy Vương Đại Sơn vội vàng hạ, giấy bảo đảm, chữ tử vang vang có lực nói. Làm trò đùa, tuy nói bạch xà giáo một loại kia quái vật người tu luyện, bọn họ Phi báo là không dám chọc, có thể cái này một cái gì phá tập đoàn Thiên Hồng, cùng với những cái kia cái bất nhập lưu côn đồ các kẽ, bọn họ Phi báo muốn thu thập, còn không phải là theo tựa như chơi. Vậy được, vậy trước tiên như vậy đi, Trần Phi cúp điện thoại. Lão công, xin chuyện gì sao? Ta xem ngươi diễn cảm không tốt lắm, có cần hay không ta hỗ trợ. Một cái tay duỗi tới, tướng điện thoại di động đó bắt được, bỏ vào Trần Phi trong túi sách. Bùi Huyền Tình hỏi. Không phải diễn cảm không tốt, chỉ là có chút buồn cười mà thôi. Là như vậy,
Trần Phi tướng vậy đêm đó Bạch Xà giáo sự việc nói một lần, rồi sau đó nói có chút im lặng, mấy ngày nay không gặp bọn họ có động tĩnh, ta còn tưởng rằng là bọn họ không đem ta nói coi ra gì đâu, nào biết, lại là đi rời cứu binh. Bạch Xà giáo, là từ cái gì đó cự linh bí cảnh bên trong đi ra ngoài sao? Nói về thật ra thì ta thật không nghĩ tới, trên trái đất này lại còn cất giấu cái giới trung giới, vậy mà nói, giới trung giới đều là rất hiếm thấy. Nếu để cho bên ngoài những cái kia người biết, nhất định sẽ không nhịn được động tâm. Bùi Huyền Tình gỡ vuốt mình sao, cười nói. Động tâm, có ta ở nơi này, bọn họ nếu là dám tới liền thử một chút lạc, xem ta không đồng nhất một cái bọn họ chân đánh qua. Làm sao, xem ra cục cưng của ta lão bà là không tin ta cái này làm lão công thực lực. Trần Phi cười nhạt ngoác ngoác miệng, lại cố ý sụ mặt, đưa tay ở đó Bùi Huyền Tình trắng tinh trên gương mặt tươi cười bóp nặn. Ta nào có. Bùi Huyền Tình nhu nhu kêu một tiếng, một mặt ủy khuất, hai cái trắng tinh tay trắng trực tiếp là song song ôm Trần Phi vậy chỉ đang tác quái tay, ngồi thẳng người, vẻ mặt thành thật nói, lão công, ở ta trong mắt ngươi chính là lợi hại nhất. Tương lai nhất định sẽ thành hơi lớn nhân vật lớn. Thật, Trần Phi cười nói. Đương nhiên là thật hả? Bại hoại lão công, người cứ như vậy không tin ta sao, người khi dễ ta. Bùi Huyền Tình trắng tinh tay trắng cầm thành đáng yêu quả đấm nhỏ, ở Trần Phi bất mãn gõ một cái, một đôi đỏ tươi môi đều là chề môi, vỉnh lên lão cao. Thấy vậy Bùi Huyền Tình đỏ tươi mềm môi, tô điểm ở đó trắng noãn dịu dàng tuyệt đẹp trên khuôn mặt, giống như là sao trời vậy lóe sáng, hoa hồng đỏ vậy động lòng người, Trần Phi ánh mắt giật giật, trong lòng thoáng chốc ở giữa lại là có chút, cúi người đứng lên. Lại là hướng vậy Bùi Huyền Tình ép tới. À bại hoại, ngươi làm gì? Hu hu, cảm nhận được mình vậy mềm môi bị một đôi bá đạo đôi môi bao trùm, hùng hậu khí tức phái nam trực tiếp là làm nàng tâm hồn thiếu nữ cũng run. Môi của nàng, bị cường thế, tham lam hút in trước. Trong suốt ngọc dịch, xen lẫn quấn quanh, làm nàng mất đi suy tính thần trí, đầu óc không còn một mống có thời gian.